Ok. Let's go. Hello YouTube hả? À, chào YouTube. Đây là hội Funky Dungeon Master ở trong server Discord Funky Dungeon Master. Chúng ta đang chơi Vampire The Masquerade, một game nhập vai, chủ đề vampire và những thứ tăm tối khác. Đây, ở giữa thì đây là cái bên trên bên trái là một bạn chưa đến, nên là chúng ta đang tạm những cái rô 20. Ở bên trên ở giữa là Thiện, là bạn ấy chưa bật cam. Khánh ơi, nhanh lên. Bên trên bên phải là Sương, là storyteller, người dẫn chuyện của game của mình, Saigon by Night. Bên dưới bên trái là Đường, và bên dưới ở giữa là Búp. Mọi người nghĩ tại sao bên dưới bên phải lại trống thì cái đấy là để tính sau. Có thể là để roll 20 đấy. Chúng ta mới bắt đầu làm nên là cũng có những thứ hơi cập dập, và có những thứ là phải figure out along the way. Rồi, mời sân khấu quay lại trở lại của Sương. Hiện tại mọi người đều đang ở đây hết rồi đúng không ạ? Vậy tôi xin được phép bắt đầu. Hôm nay bọn mình sẽ thực hiện là session không của game rồi đúng không? Vậy thì trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ về game của bọn mình sẽ chơi nhé. Thì game mình gọi là Vampire The Masquerade mà, thuộc hệ thống Storyteller, do trong bối cảnh thế giới World of Darkness. Thì game của mình về mấy cái rồng, và cái chủ đề chính của nó là sẽ về chính trị và personal horror, tức là những cái kinh dị cá nhân trong tâm lý con người ấy. Vậy thì nó sẽ khá là dark. Trước tiên thì chúng mình sẽ đi qua giới thiệu bản thân cho những người chưa biết của mình là ai nhé. Thì Sương sẽ bắt đầu trước. Sương là Sương Tiên, là người kể chuyện của mọi người, gọi là storyteller ở đây. Thì Sương là người mới, storyteller mới, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà mong là vẫn có thể có được một game tốt nhất cho mọi người, và Sương sẽ cố gắng làm hết sức để mọi người có thời gian tuyệt vời nhất khi chơi cùng với mình. Bây giờ mời các bạn giới thiệu bản thân ạ. Sương lên chỉ điểm. Búp trước nhé. Búp hả? Là búp đầu tiên ta. Chào mọi người. Mọi người có thể gọi mình là búp. Búp trong búp sen nha, không phải búp khác nha. Thì mình cũng mới chỉ tham gia Vampire The Masquerade một one shot thôi. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Mong mọi người giúp đỡ mình. Hy vọng là chúng ta sẽ đều có những cái trải nghiệm vui vẻ. Xin mời anh Thiện tiếp vào. Sương, bây giờ mình chưa giới thiệu cái nhân vật đúng không? Mới là người chơi đúng không? Đúng ạ. Mình là Thiện. Mình có ở trên các cái social media thì mình dùng cái biệt danh là Funky Dungeon Master. Mình có chơi cái game nhập vai tabletop là D&D Dungeons and Dragons được một thời gian khá là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì mới thử cái game Vampire The Masquerade này, được Sương là một người rất nhiệt tình giới thiệu cho mọi người. Có vẻ là nó đi chú trọng vào cái việc nhập vai hơn một chút nữa. Và các cái chủ đề thì nó cũng mang phần tăm tối, có phần người lớn hơn, đi sâu vào những cái thứ mà thầm kín của mọi người. Thì mình cũng rất là interested để tìm hiểu về cái tựa game này và những gì mà nó có thể, những cái giá trị nhập vai mà nó có thể mang lại cho bọn mình. I like that. Cảm ơn Thiện. Cuối cùng, tiếp theo là Đường nhé. Chào mọi người, mình là Đường. Chắc mình đã từng có chơi qua roleplay, nhưng mà hầu hết là roleplay dạng text. Và một khoảng thời gian gần đây mình tìm đến D&D, một dạng roleplay trực tiếp hơn, vui hơn. Và cũng được một người nào đó xinh đẹp đáng yêu cute dụ dỗ vào Vampire The Masquerade. Mình thích cái hệ thống của nó, mình thích cái cách nó xây dựng cốt truyện và xây dựng cái thế giới đấy. Nên là mình muốn thử. Chỉ là chúng ta roleplay mà, chúng ta sẽ được sống trong một cái nhân cách khác, chúng ta sẽ thử nhiều thứ hơn. Là tại sao không? Tại sao tôi không có kinh nghiệm đâu anh? Đừng có chê anh. Đường. Đúng, anh nhận ra. Anh nhận ra cái tai nghe tai mèo của Đường nó bị blur đi. Đúng rồi, trời ơi, đấy. Đó. Rất là buồn. Vậy cuối cùng mình đến với Khánh nha. Chào mọi người, là Khánh. Mình là một người chơi mới với dòng roleplay này. Mình thì mình đã được Sương rất nhiệt tình hướng dẫn vào dòng game này rồi giúp mình chơi rất nhiều. Rất vui được gặp mọi người. Rất vui được có Khánh. Vậy là chúng ta đi qua các nhân vật, những người chơi trong bản chơi của mình rồi đúng không? Có một thứ mà Sương muốn đưa đến ngay từ đầu là game của mình được gọi là storyteller, tức nghĩa là bọn mình đến đây để kể một câu chuyện cùng với nhau. Và cũng là một phần mục đích của session không này là bọn mình đang cùng hợp tác để kể một câu chuyện. Sương mong là mọi người hiểu là Sương ở đây không phải là kẻ địch của mọi người, ở đây là Sương cùng với mọi người sẽ cùng lên ý tưởng trong session này, cùng tạo nhân vật với nhau để hình thành ra cái nhóm nhân vật mình, để kể từ đó là tạo ra cái thế giới sẽ xoay quanh những nhân vật này. Vậy thì session không của bọn mình sẽ bao gồm những gì? Session không của bọn mình sẽ bao gồm việc trước tiên thì Sương sẽ đi qua giới thiệu sơ về thế giới, kể về chuyện, tìm xem các expectation, cái mong đợi cũng như là mong muốn của mọi người, những cái chủ đề mọi người khám phá trong game này là gì. Đi thông
sau đó bọn mình sẽ tiếp tục đi qua cái safety rule, tức là những cái luật về sự an toàn, consent ở trong cái game của mình, để mọi người có thể cảm thấy an toàn nhất khi được chơi cái game có chủ đề đen tối này. Sau đó bọn mình sẽ đi qua character creation, tức là cùng nhau tạo nhân vật để hình thành ra những vampire trong đêm của Hà Nội, của Sài Gòn sắp tới. Vậy thì trước tiên bọn mình sẽ ok, Sương có viết một đoạn văn, Sương nghĩ Sương nên đọc nó rồi Sương không nhớ rõ chuyện gì nữa. Vampire Masquerade là một game về chủ đề chính trị và personal horror, những cái kinh dị cá nhân. Và bạn là một con người bình thường bị hóa trở thành ma cà rồng, và bên trong của bạn thì có một con quái vật, một con beast đang muốn uống máu người để có thể sinh tồn. Nhưng mà bạn cũng phải cố gắng để nhớ, để không quên đi rằng ý nghĩa để con người là gì, này mình không thể để đánh mất cái phần con người của mình với con beast được. Bởi vì thế một cái game có cái không khí trầm và tối như vậy thì sẽ báo hiệu trước là có nhiều thứ có thể xảy ra rất là đen tối trong cái thế giới này, đúng không? Và giống như tất cả những cái system khác thì cái system này có thể được dùng để chơi rất nhiều thứ khác nhau, và có thể rất nhiều chuyện xảy ra trong cái game này. Và bây giờ chúng ta ngồi đây để cùng nhau quyết định là cái kiểu game mà chúng ta chơi sẽ là gì. Mọi người có thể chơi game full chính trị, right? Nhưng mà mọi người cũng có thể muốn cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, hay là mọi người muốn chơi một game về trường học. Đấy là cái mà tất cả mọi người cầu hứng thú, thì Sương đều có thể custom cho cái thế giới nó quay quanh đó. Thế nên trước tiên Sương muốn hỏi là cái expectation, cái mong đợi của mọi người khi chơi cái game này là gì, và điều mà mọi người muốn có thể đạt được ở trong cái game này là những gì. Mình trước tiên mình đi theo thứ tự nhé, mình đi trước với Khánh được không? Hình như Gú đang mai rồi đúng không? Vậy thì Khánh mình có đi đang sang. Khánh đang mút mic, Khánh có đang nói gì không nhỉ? Hay chắc là Khánh bận rồi. Vậy mình đi sang ăn, chắc là bận việc đột xuất rồi. Vậy mình sang ăn thiện ha. Sương này cũng nhắc lại câu hỏi được không nhỉ? Câu hỏi của em sẽ là những cái mong muốn ưu tiên của mọi người khi chơi game này, và điều mà mọi người muốn đạt được ở trong game này là gì? Trong cái game này anh muốn có được một cái việc chơi một cái nhân vật là khác mình. Thì thường là trong một cái game nhập vai khác là anh muốn có cảm giác đấy, thử những cái kiểu muốn nhân vật khác mình. Thì có một phần nào đấy là mình biết là nó không liên quan đến mình, không hoàn toàn là bản thân mình, nên mình có thể làm hay là đưa ra các quyết định cho nhân vật đấy nó hơi khác một chút, và thử là explore xem, thử là xem những cái quyết định đấy nó làm ảnh hưởng đến nhân vật như thế nào, và có thể một phần nào đấy là ảnh hưởng đến những người chơi như thế nào. Thì đấy là cái giá trị mà cái sự nhập vai mang lại cho anh. Và trong cái game này cũng vậy, thì anh cũng tìm đến cái sự được nhập vào một nhân vật khác đấy, nhưng mà nó hơi khác với các cái game Dungeons & Dragons một chút là cái game này, tại vì nó đi sâu vào những cái chủ đề có thể là không phải là hùng tráng hùng ca nhiều bằng như trong Dungeons & Dragons, mà nó sẽ đi vào chủ đề thực tế hơn, có thể là người lớn hơn. Thì anh cũng muốn thử tìm hiểu các cái chủ đề đấy. Em có nghĩa là bọn mình sẽ có thể đạt được những cái đó, cái chủ đề gọi là mang tính có thể real life hơn, đời sống thật hơn, nó có thể hơi tối, hơi trầm hơn một tí. Em hoàn toàn nghĩ đây là những thứ mà bọn mình có thể đạt được trong game của bọn mình. Em có cùng mục đích với anh. Thì tất nhiên real life những cái thứ đó nó cũng có sẽ một số thứ mà bọn mình gọi là không thực sự chưa sẵn sàng muốn đụng đến, đúng không? Thì bọn mình sẽ nhắc nó tới nó ở cái safety rule phía sau. Tức là real life vẫn có một số thứ mà quá hardcore với mình, quá là đen tối và mình chưa muốn giải quyết, thì bọn mình sẽ lift nó out ra khỏi câu chuyện của mình. Quá phũ phàng okay. Đấy. Đây là một cái không gian an toàn. Chơi game Vampire Masquerade là mình có một không gian an toàn để mình khám phá những chủ đề đấy, giống như anh đã nói, đúng không? Một phần mình chơi roleplay là mình được khám phá những cái hậu quả của việc mình đã làm với ảnh hưởng đến những người khác và thế giới xung quanh như thế nào. Nhưng mà trước tiên nhất nó vẫn là một nơi mà mình phải cảm thấy được an toàn để mình khám phá những thứ đó trước. Nên yes, safety rule nó sẽ được quan trọng ở đây. Vậy tiếp theo mình sẽ đi qua chỗ của Book được không? Book có đang đây không ạ? Đây Book đây. Thực ra thì chắc cũng một phần nói anh Thiện, thực ra mình cũng chơi D&D thì cũng đã trải nghiệm khá là nhiều các kiểu chơi khác nhau, từ roleplay đến combat các thứ. Thì khi mà mình tham gia Vampire The Masquerade, thực ra là mình chỉ muốn là mình có những cái trải nghiệm roleplay mà đúng như anh Thiện nói là nó sẽ gần, mình cảm giác là nó gần gũi với cuộc sống mình hơn một chút, tức là nó sẽ là giải quyết những cái vấn đề mà nó đời hơn, thay vì là những cái vấn đề mà những cái chuyện phiêu lưu ở một cái thế giới xa xôi. Thì những cái vấn đề mà mình cần giải quyết nó sẽ gần gũi với mình hơn, đôi khi nó có là những cái vấn đề của mình trong cuộc sống nữa. Thì mình muốn tiếp cận những cái vấn đề đấy nhưng mà dưới một góc nhìn của một nhân vật khác, dưới góc nhìn kiểu tức là khác một chút, và có thể là mình có thử nghiệm một chút nhiều thứ khác nhau đó, để xem là nó sẽ đi về đâu, kiểu trải nghiệm những cái thứ mới lạ nhưng mà lại gần gũi, chứ không phải là hẳn fantasy hẳn. Kiểu thế. I love that. Cảm ơn Book rất nhiều. Và với Đường thì Đường nghĩ sao? Đối với em thì em vẫn thích, ở tiên em thích cái setting của nó đã. Em rất thích setting, rất thích thế giới, và em muốn được trải nghiệm nó như là một phần của cái thế giới đấy. Bên cạnh đấy thì cũng sau một phần là học luật, một con người học luật, em muốn
tìm hiểu đến chính trị theo một cách nào đấy nó thú vị hơn, nó dễ tiếp cận hơn. Tức là không phải chính trị Việt Nam nha, đến cái cách, cái kỹ năng mềm mình ứng xử trong chính trị á, trong giúp các vấn đề nhà nước này kia một cách nhẹ nhàng hơn để sau này đỡ bỡ ngỡ. Với lại bên cạnh đó nữa, hai quảng cáo hiện tại là một tarot reader thì giúp em muốn khai thác sâu hơn về mặt cảm xúc, tính cách của những người khác nhau một cách healthy. Nên là khi mà em có những người chơi healthy, những người bạn healthy ở đây thì em muốn thử, em muốn biết hơn về cảm xúc của mọi người, muốn khai thác sâu hơn về cái tâm lý của nhân vật em tạo ra, là một trải nghiệm khá thú vị đối với em. Absolutely. Thế Sương thì Sương không thể chắc chắn được là Sương có offer được cho mọi người cái trải nghiệm chính trị quá là sâu sắc chuẩn trải nghiệm rồi, nhưng mà Sương sẽ cố gắng, xin đảm bảo là Sương sẽ cố gắng để cho mọi người có được cái cảm giác hậu quả thực sự. Nên là lựa chọn của mọi người trong thế giới này sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, đến những cái faction mà mọi người chọn, ảnh hưởng đến những người NPC khác, và thậm chí là những cái sự kiện có thể ảnh hưởng đến chính mọi người nữa. Ông thời sự cũng rất là thích cái ý của Đường nói là nhóm của mình không chỉ em mình đến gọi là chơi một game vui với nhau, nhưng mà còn là một nhóm healthy, cho dù trong game hay ngoài game bọn mình vẫn cố gắng giao tiếp rất là nhiều với nhau, nhiều hơn để có những lúc nào mọi người cũng có thể cảm thấy thoải mái nhất. Ở đây là một cái môi trường an toàn để mọi người có thể chơi, không có bị judgment hay là có cái gì không thoải mái trong lòng khi mà chơi. Anh cũng đồng ý với cái ý đấy. Mọi người thì anh cũng có chơi game D&D hoặc là tương tác ở bên ngoài cũng khá là nhiều rồi, và anh thấy mọi người cái cách chơi của mọi người rất là ổn. Anh nghĩ là mọi người cũng có rất nhiều thứ để offer cho một cái nhân vật giả tưởng của mình. Anh cũng khá là vui khi được chơi mọi người. Một phần chơi Vampire the Masquerade ấy, mà nếu mà không có một cái nhóm bạn vui vui mà kéo vào thì không chắc là anh đã tìm hiểu nữa. Đây không phải là PR cho group Discord cho mọi người, đây là lời nói thật lòng. Phúc đức lắm với kiểu mọi người á. Nhưng mà mọi người đã nghe đấy rồi thì chúng ta có một cái Discord server tên là Funky Dungeon Master nơi chúng ta. Được. Bạn flop thôi. Đấy rất là tự nhiên đúng không? Nhưng mà anh cũng nghĩ đây là một cái group mà mình đã tạo ra một cái môi trường rất là healthy, rất là lành mạnh được thật. Mọi người có cái không gian để tìm hiểu các cái game nhập vai cùng với nhau. Thì chắc là anh sẽ để cái link của group ở đâu đấy ở trong description hoặc là dưới comment về sau. Mọi người có thể tham gia. Đây là cái chỗ để chúng ta có thể cứ hang out và note về cái việc roleplay nhập vai. Xin trả lại sân khấu cho Sương. Cảm ơn. Cuối cùng mình đến với Khánh. Khánh có ở đây không à? Có ai có thể ping Khánh được không? Nên chắc Khánh đang bận hay sao? Khánh bảo là Khánh đang bận mà. Đây, tôi quay lại. Xin lỗi mọi người vì đã đến rất muộn. Đây. Chết rồi. Trời ơi, tôi đã on vào đúng giờ rồi nhưng mà có việc bận đột xuất nên xin lỗi mọi người rất nhiều. Tí nhá, để tôi bật camera. Chết tiệt thật sự chứ. Không sao đâu. Mọi người có thể rất là nhân từ khi mà nói như thế này. Không sao đâu Khánh. Cái việc bận đấy là ổn chưa nhỉ? Ổn rồi. Khánh đang set up camera đúng không? Yep. Sao? Khánh có muốn trả lời cái câu hỏi của Sương trước không? Rồi tiếp tục set up camera sau khi mà có người khác. Chắc là Sương nên hỏi là câu hỏi. Câu hỏi của Sương sẽ là mong muốn cái hy vọng của mọi người khi tham gia vào game này là gì? Mong muốn của mình thì mình cũng rất là thích cái câu đầu tiên đến với câu chuyện thì mình rất thích cái bối cảnh là Vampire, ma cà rồng và cuộc sống sau khi đã chết. Vì nó là cái bối cảnh rất thú vị khi mà mình trở thành một con quỷ và kiểu không còn một cái vòng bó buộc gì cũng cho mình về đạo đức và nhân tính nữa, và mình sẽ là chọn điều gì khi mà tiếp cận cuộc sống mới đấy. Và đấy là một trong những premise là mình rất muốn khám phá. Và câu chuyện này như người ta hay bảo là ở khó khăn thường sinh ra những cái xinh đẹp nhất, thì ở một nơi không nơi nhân tính mà không còn cái gì ràng buộc nữa thì cái nhân tính ở trong roleplay ở đây sẽ là một trong những cái điều mình thấy được quan trọng nhất khi nói đến. Thì đấy là một điều mình rất thích ở Vampire the Masquerade hơn các thể loại roleplay khác mà mình đã từng biết. Trong nhóm dần này thì mình rất mong muốn có thể kết bạn nhiều hơn với mọi người. Ở đây thì mọi người đa số đều đã có kinh nghiệm với các dòng roleplay khác rồi. Thậm chí có anh Thiện thì là người rất là tỏi trong giới luôn. Còn mình thì là một tờ giấy trắng nên là cũng rất mong là có thể adapt và có thể kết nối lâu dài được cùng với mọi người và với bạn Sương. Hết rồi, mình cảm ơn nha. Thank you, Gu. Mình cũng mong là chúng ta có thể đến chơi lâu với nhau. Anh Thiện mới tắt màn hình đúng không? Anh tắt đi rồi Khánh. Dạ. Rồi. Có lý. Game của mình sẽ khá là người mới friendly nên Sương cũng sẽ không cảm giác là bọn mình có gì, bọn mình cũng sẽ vượt qua được cùng với nhau ấy. Không cần phải lo lắng về kinh nghiệm hay gì đâu. Chào Khánh. Xinh quá trời. Cái gì đã tốn rất nhiều thời gian.
Không sao. Nãy chúng ta có đã biết được là mong muốn của nhau và game này như thế nào đúng không? Thì mình sẽ đi qua phần tiếp theo là về safety rule của game nhé. Đây là Sơn có gửi lên cho mọi người ở trong cái Vampire Masquerade Hideout á. Thì mọi người có thể nhìn thấy có một cái bảng Sơn đã viết dựa trên cái khảo sát hôm trước của mọi người khi mà application á về line level của mọi người. Thì trước tiên Sơn sẽ đọc qua cái này cho mọi người chứ. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái bảng này. Thì cái mục đích của safety rule ở đây là đảm bảo cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy được an toàn. Bởi vì mọi người không phải là nhân vật của mọi người. Không một thời điểm nào trong game mà hành động của nhân vật các bạn thực hiện á phản ánh con người các bạn là ai. Và việc các bạn là ai cũng không phản ánh lên cái nhân vật đấy là người như thế nào cả. Thế nên nơi này là một nơi an toàn. Đấy là điều mà Sơn muốn hướng đến. Và sẽ có một số thứ rất là dark xuất hiện ở đây. Hoặc là chỉ đơn giản là có nhiều scene mà mọi người không biết tự dưng trong chơi không cảm thấy bắt đầu cảm thấy không thoải mái hay là muốn dừng lại, thì Sương sẽ giới thiệu một thứ gọi là cái X card. Ở đây mình không có card, thế nên mình có roll 20. Trong roll 20 mọi người có thể đánh một chữ X vào trong chat ấy, bất cứ khi nào rơi vào scene mà mọi người cảm thấy như là tôi không cảm thấy thoải mái nữa, tôi không cảm thấy an toàn nữa, và mọi người chỉ cần đánh một chữ X đấy thôi, Sương là người kể chuyện sẽ ngay lập tức rời cái scene đấy. Ví dụ mọi người đang đi vào direction này đúng không, nhưng mọi người cảm thấy không muốn đi cái kiểu đó, mọi người đánh chữ X thôi, Sương sẽ lái sang cái direction khác hay là cả nhóm quyết định đi theo một cái hướng khác, và mọi người không có việc gì phải giải thích là tại sao mọi người cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên mọi người có thể nói chuyện với bọn mình sau game nếu mà mọi người cảm thấy muốn nói, nhưng mà biết rằng mọi người không có trách nhiệm phải giải thích chuyện này ra, và bọn Sương tất cả mọi người trong nhóm sẽ phải tôn trọng cái sự cảm thấy an toàn của mọi người. Và điều này cũng đi ngược lại với, cũng đi đồng thời với Sương. Nếu như Sương cảm thấy cái scene đó mà mọi người chuẩn bị diễn nó không hợp được với Sương, Sương không cảm thấy thoải mái, Sương cũng sẽ đưa ra X cap, và Sương cũng mong là mọi người phải tôn trọng Sương, và chúng ta sẽ đi qua cách khác hoặc là đổi hoàn cảnh khác. Thì mọi người có thể hiểu rõ phần này chưa? Có phần có ai có câu hỏi gì không? Ok. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo mình sẽ đi qua Lies and Veil nhé. Thì mọi người cũng đã nghe được qua Lies and Veil trong cái bản application mình gửi. Thì line ở đây là cái gì đó khóc chắc chắn không được vượt qua, không muốn nó xuất hiện trong game luôn. Còn veil là những thứ mà mọi người muốn có thể chấp nhận nó xuất hiện trong game nhưng mà không muốn nhìn thấy nó trực tiếp. Ví dụ như là mình là vampire right? Sẽ có ai đấy phải dùng seduction người khác, nhưng mà mình không muốn nhìn thấy người đấy hợp sex hay là nhìn thấy những cái cảnh đấy trực tiếp không, thì mình sẽ đặt nó vào veil. Và một khi cái scene nó diễn ra thì ok, nhân vật đấy ra seduce rồi đúng không, xong rồi Sương sẽ skip đó và mình sẽ end cái cảnh là căn phòng bừa bộn và nhân vật đấy đang đóng cúc đi ra rồi, xong việc đúng không. Thì đấy là lies and veil. Mọi người có đã điền ở trong application rồi, nhưng mà Sương vẫn muốn mọi người đi qua lại những cái thông tin đó, tại vì Sương là người nhất đọc cái application đấy. Và bây giờ mình sẽ nói cho những người chơi trong bàn khác cùng biết về điều này. Thì chúng ta bắt đầu từ Khánh trước được hay không? Ok, thì nói về những cái view của mình đúng không? Ok, thì mình thì cũng dễ tính thôi, nhưng mà mình thì chỉ có một điều mình không muốn nhắc đến là như kiểu children abuse và kiểu rape và kiểu sexual quá mức, kiểu mình không muốn miêu tả kỹ nhiều cái đoạn đấy. Đấy là điều gì mình thấy không thích lắm. Là cái đó thuộc vào view của Khánh đúng không ạ? Yep. Để xuống sẽ đặt nó vào view nhé. Ok, điều cái đấy hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng mà mình sẽ không muốn kiểu biết rõ thêm về nó. Đúng rồi, game mình hoàn toàn có thể chạy mà nó không có cái này luôn. Nhưng nếu mà Khánh cảm thấy thực sự là không muốn nó xuất hiện thế nào á, có thể trực tiếp đặt nó vào live luôn cũng được. Ok, tại phần sự cũng không nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong game hiện tại đâu, nhưng mà yes, chúng ta sẽ nhớ cái đó. Vậy nếu trong game còn có cái gì đó xuất hiện và giữa chừng trong game mình mới phát hiện ra ấy, thì mình cứ việc bổ sung thêm vào bảng này nhé. Tiếp theo mời Ấn Thiện không ạ? Sương đang làm một cái bảng à? Em gửi lên ở trong Vampire the Masquerade Hideout ạ. Ok, anh bật ngay phát rồi. Ok, đối với anh thì những cái chủ đề liên quan đến cưỡng bức trong việc làm tình là anh không muốn đề cập đến nhiều. Nhưng mà tất nhiên là đây vẫn là một cái game liên quan đến vampire, và vampire cũng có những cái chủ đề hút máu là mình không thể không tránh khỏi, nên anh nghĩ là để cái đấy vào veil, những cái đấy mà xảy ra thì không miêu tả quá nhiều về vấn đề đấy, trừ những cái thực sự là quan trọng với cốt truyện. Có những cái mà liên quan đến việc có một người là không đồng ý về cái việc đấy thì chúng ta đi qua cái cảnh đấy nhanh, chỉ nói là cảnh đấy nó về như kiểu như thế thôi, không roleplay, không nhập vai vào những cái cảnh như vậy. Và sexual show. Thậm chí là về sexual thì nếu mà cái nào mà không quá cần thiết, mình có thể là fade to black, đây là chuyện gì xảy ra giữa hai người này, họ vào phòng và làm tình với nhau, nhưng mà chúng ta không nhập vai những cái cảnh như vậy. Vậy là những cái chủ đề liên quan đến consent, sexual assault và concept thì bọn mình sẽ đưa hết vào veil, không có diễn những cái đó đây. Còn có phần nào khác không? Vừa anh nói thêm một cái ý là kể cả có consent anh cũng không hoàn toàn là muốn nhập vai vào những cảnh roleplay, những cảnh đấy ra với nhau. Anh chỉ bảo là hai người này có consent và họ đi đến sự thăng hoa của chúng họ, của bọn họ. Và chúng ta sẽ fade to black, kiểu như là cái phim thì chúng ta cắt đi đến cảnh tiếp theo và mọi người tỉnh dậy có thể là vào một lúc nào đấy sáng hôm sau gì đó. Là tất cả những hoạt động mà sexual assault, cho dù có consent hay không, hay là rất là liên quan đến sex, right?
nhưng mà dù có cận hay không đều sẽ không có đi sâu vào nó. Không đi sâu vào nó sẽ không nó sẽ không là center được cái story của mình, rồi sẽ không có ấy nhiều nó. Tại mình có thể chạy đường game không cần những cái đó ấy. Vậy anh thiệt nói tiếp nhỉ. Anh có thể là những thứ liên quan đến gore, là những kiểu nội tạng của người, là những kiểu như phim horror mà cắt người hay thế nào đấy, nội tạng, thì anh cũng không muốn những cái đấy ở trong game nhiều. Có thể là miêu tả qua vụ án này, có người này chết thì bị có thể là cắt ra nhiều mảnh, nhưng mình sẽ không miêu tả quá kỹ là những bộ phận của người họ rơi rớt ở đâu, như thế nào, tung tóe như nào. Để đấy, những cái đấy nó tạo ra những cái hình ảnh trong đầu mà anh không hoàn toàn là muốn có và không muốn tìm hiểu quá nhiều về những việc như vậy. Em đã bổ sung gore và body horror vào đấy ạ. Okay. Còn gì khác mà anh Thiện muốn ấy vào không? Anh nhớ là hôm trước anh làm cái application thì có thêm cái thứ ba nào đấy, nhưng mà hiện tại thì anh không nhớ được ngay. Nó là cơ thể người biến dạng anh, kiểu nhiều tay, nhiều chân, tầm lọc các thứ ấy. Những cái đấy horror. Thì những cái đấy là body horror rồi. Chắc là nó gần như là cùng một thứ rồi. Những cái đấy thì không miêu tả quá nhiều thôi, chỉ bảo là nó như thế. Cảm ơn Thiện. Vậy mình sang Búp nha. Búp ơi. Búp hả? Búp thì đấy, như trong này Sương cũng có ghi rồi, cái like của Búp là Búp không muốn nói về chính trị của nói chung là những thứ liên quan đến nhà nước, thứ liên quan đến chính trị thế giới thật thì Búp muốn tránh cái đó. Vì chúng ta đã có đủ chính trị ở trong cái thế giới của Vampire rồi, chúng ta có một setting riêng mà chúng ta không cần thiết phải lôi chính trị thế giới thật vào, nó chỉ dối hơn và nó sẽ khá là phiền. Đấy là một. Còn Búp cũng nói chuyện là Búp không thích kho lắm, và go nhẹ thì được, nhưng mà nói chung là đừng miêu tả kỹ quá, đừng kiểu đừng kiểu xin vai xin quá, nó sẽ khá là khó chịu. Yes, còn lại thì Book đa phần là sẽ ok. Thank you Book. Anh còn cũng, là đường anh sẽ có nhớ ra và đồng ý với Book là chúng ta, anh không muốn trong cái game này chúng ta đưa quá nhiều các thứ về chuyện liên quan đến chính trị của ngoài đời vào. Thì những cái chính trị ở trong game như kiểu là các cái băng đảng hoặc là các cái bên phía của Vampire mà làm chính trị với nhau thì ok, mà chúng ta không nên đi quá sâu vào những thứ mà kiểu chính trị của Việt Nam hoặc là chính trị của thế giới. Em cũng đồng tình với việc này. Thì mình đúng là có một cái gọi là chính trị chính của Vampire nó rất là đổ sộ để mình theo nghịch quan xung quanh, đúng không? Hay là hạn chế không có đụng đến những cái real life chính trị nữa. Và cho dù mình set up setting là ở Sài Gòn đi nữa, nhưng mà nó vẫn là một cái fictional Sài Gòn, là một cái Sài Gòn không có thật. Nên mình hoàn toàn có thể shape nó theo cái thứ mà mình muốn, theo cái những gì mà mình muốn để kể chuyện về invest vào, và né những cái phần mà mình cảm thấy không cần thiết hay là không có ấy, không hợp vào trong game mình đi. Cuối cùng còn đường thì sao? Nhất là một cái người của đảng và nhà nước, em cũng rất đồng ý với việc mình sẽ không sử dụng chính trị trong game, mà em sẽ có những cái giới hạn, nó có thể là nó sẽ cứng nhắc hơn một tí, ví dụ như là chủ tịch tỉnh, đấy, chủ tịch huyện các thứ, thực sự những cái chức danh như thế em không muốn đưa vào game ấy. Bởi vì ít hay nhiều đi chăng nữa thì mình vẫn đang bị lấy cái địa danh là thành phố thật vào Việt Nam, thì có thể là mình lướt qua và nhiều người xem mà người ta không thực sự xem full hết cái buổi hôm nay á, nó sẽ có cái sự gây tranh cãi. Và thực sự là nếu mà chúng ta cần một người chức vụ to nào đấy, mình có thể nói là chủ tịch công ty ABCXYZ hoặc là một cái thứ gì đó khác, chứ không phải là kiểu động đến các chức danh danh xưng thực ở ngoài đời á. Em sẽ khá là em không thích mấy đấy lắm, em yêu nước. Bên cạnh đấy thì em cũng không muốn nhân vật em nó sẽ có xác định tình cảm lứa đôi với bất kỳ nhân vật nào hay NPC nào luôn á. Tức là em có thể flirt, em có thể ngủ, em có thể kiểu chơi đồ gặp gẹo này kia, nhưng mà nó sẽ không đi đến bước cả hai có tình cảm với nhau. Như là được, vậy là nhân vật của mình sẽ, mọi người sẽ respect cái điều này và không có romance với lại nhân vật của đường. Tôi nghĩ như vậy. Các NPC khác tôi cũng sẽ để ý cái vụ này. Cái vụ đường bring up đúng là nó mang lên, nó là một cái thứ mình nên cân nhắc là không nên cho những cái danh xưng liên quan đến chính trị hay là những cái người ngoài cuộc sống thật mà có thể nó gây ra những cái hiểu lầm không đáng có. Điều là cái fictional world, cho nên có thể trong lúc mà set up thế giới Sương có đặt tên gì đó mà lỡ mà mọi người cảm thấy cái tên này nó dangerous, nó quá nguy hiểm quá chẳng hạn, thì mọi người có thể nói ngay để Sương biết đổi sang cái khác chẳng hạn, là tạo ra một cái tên khác cho nó phù hợp với mọi người. Anh nghĩ thứ mình nên làm khi mà đã lấy cái bối cảnh là Sài Gòn như thế này rồi, mình luôn phải có một cái disclaimer khi mà để trên mạng từ đầu là Sài Gòn này là một phiên bản tưởng tượng, không phải là Sài Gòn thật, chỉ lấy cái không khí mà cái đúng thành rồi. Phố Sài Gòn nó gợi lên, chứ những cái tên hoặc là những cái chức danh mà có thể xuất hiện ở trong game không mang tính chất là có thể là ngẫu nhiên mà không mang tính chất là đả động đến đời thật. Khi mà làm liên quan đến một thứ, một cái địa danh ngoài đời thì mình nên có một câu như vậy. Absolutely. Nên bổ sung cái đó vào để chúng ta có một thứ mới để ý là trong ấy rồi. Vậy nên là mình đã đi qua live và veo của tất cả mọi người đúng không?
Line và vai của Sương là gì? À, line và vai của Sương hả? Tại vì không phải lúc nào Sương cũng là người đang diễn mà. Chết rồi. Hiện tại Sương chưa có live và veo gì hết. Không chuẩn bị cho câu hỏi này à? Đúng rồi. Có thể là bởi vì Sương đã quay được cái giai đoạn đó rồi. Cho nên Sương có live và veo riêng. Nhưng mà Sương được giải quyết nó thông qua một thời gian rồi. Từ những cái live veo đó nó đi xuống. But yes. Vậy thì bọn mình đi qua tiếp cái setting của thế giới mình nhé. Thì như lúc nãy anh Thiện đúng đã nói, World đặc biệt của mình là một cái thế giới thật. Tức là dựa trên setting thế giới thật của mình. Nhưng mà nó là phiên bản fictional. Nó hơi đen tối hơn một chút. Như tất cả những cái dòng game của World of Darkness đó, nó sẽ có một cái câu gọi là một cái câu tư tưởng chung mà thường cái game này sẽ xoay quanh. Và cái câu đó đối với Vampire the Masquerade sẽ là The Beast I Am, at least the Beast I Become. Tức là tôi là một con quái vật đó. Thì điều tệ nhất tôi có thể trở thành một con quái vật thực sự. Nên cho điều đấy có nghĩa là bạn cho con thú của bạn ăn, nhưng chỉ cho nó ăn một chút để đảm bảo rằng nó không chiếm lấy bạn hoàn toàn và bạn trở thành nó. Là một sự cân bằng giữa con Beast trong mình và humanity. Mọi người có đang bắt kịp với những gì Sương đang nói hay không? Có ai cảm thấy cái gì khó hiểu? Okay. Vậy Sương sẽ đi qua một số thông tin về cái score của mình đó. Thì xã hội Kinred, xã hội Macaron này là số lượng Macaron ở trong Sài Gòn luôn lúc nào cũng ít hơn số con người. Nên là số lượng con người lúc nào cũng đông hơn của mình. Thế nên để duy trì cái xã hội này, thường họ sẽ bắt đầu lập ra một cái hệ thống giống như là chính quyền để kiểm soát nhau, đúng không? Để cho mọi người không có nứt cái chuyện mình là Macaron ra. Tại vì dù Macaron mặn đi thế nào đi chăng nữa, một khi con người phát hiện ra Macaron tồn tại, họ sẽ tiêu diệt hết được toàn bộ Macaron. Và điều này đã xảy ra trong quá khứ. Điều này đã xảy ra và được gọi là sự kiện The Inquisition. Thì Inquisition là gì? Khi mà trong quá khứ có một số Macaron muốn chiến thắng cuộc chiến chính trị của họ, họ quyết định bán thông tin của đồng loại mình cho con người. Ở kia có cái gì đó bí ẩn kìa, con người, các cha xứ, các church hãy đến đấy nghiên cứu đi. Và church đến đấy thật và họ phát hiện ra vampire. Thế là họ diệt những vampire đấy. Và cái tin nó càng lúc càng lớn ra và nó dẫn đến một cuộc đổ xét rất là lớn trong cộng đồng vampire. Nó gọi là The Inquisition. Và Inquisition thứ hai vừa xảy ra rồi. Thế nên cái The Masquerade này nó là một cái truyền thống được sinh ra từ The Inquisition thứ nhất, tức là xã hội Macaron và phổ biến nhất mà chúng ta sẽ đang nắm quyền lớn nhất ấy, là Camarilla. Không hẳn là lớn nhất nhưng mà lâu đời ấy, được gọi là The Camarilla hay Ivy Tower. Họ sẽ từ Inquisition thứ nhất đã tạo ra cái gọi là The Masquerade, tức là điểm chung mọi vampire, cho dù bạn thuộc phe phái nào đi chăng nữa, tộc nào đi chăng nữa, dòng máu nào đi chăng nữa, bạn cũng phải giữ bí mật về sự tồn tại của chủng loài này vì sự an toàn của tất cả mọi người. Đây cũng là cái tên của tựa game chúng ta, The Masquerade. Đấy là cái setup của thế giới game mình. Tất nhiên thì trong game này nó có rất nhiều lore các kiểu này nọ, viết vài page các thứ mọi người có thể theo và đọc. Nhưng mà để chơi được game này thì mình không cần biết cái đống nào trong đống đấy hết. Tại vì là mình chơi là Macaron mới sinh á, thì những cái lore này mình không cần phải biết cái gì cả, mình cứ vậy nhảy vô thôi. Nên mọi người không cần phải cảm thấy áp lực là phải biết những cái lore này đang xảy ra là gì hết. Thì mình sẽ đi tiếp đến cái thứ hai là mình là người kể chuyện với các bạn. Nhưng mà mình muốn mọi người phân biệt được là có hai người ở đây. Một là Sương. Sương là người quen của mọi người, chuyện với mọi người, và Sương sẽ giúp mọi người tạo nhân vật, right? Sương sẽ giúp mọi người lời khuyên, manh mối. Ví dụ như là mọi người đang trong cái tình huống nào đó mà không biết nên chọn cái gì, hay là cảm giác như là Sương đang cho một cái manh mối đấy trong game mà mọi người chưa hiểu rõ hay bỏ lỡ. Mọi người muốn hỏi Sương cứ hỏi, Sương sẽ giúp hết mình vì Sương là người muốn các nhân vật của các bạn đạt được họ thứ họ muốn, đạt được cái hạnh phúc trong game. Nhưng mà người kể chuyện là Tiên. Tiên là người set up ra cái thế giới đấy, Tiên là người giữ cái thế giới đấy chạy, Tiên là người viết ra hậu quả cho hành động của mọi người. Và Tiên thì chỉ muốn nhìn xem cái thế giới đấy chạy thôi, ngồi lại và xem cái hành động của mọi người nhận hậu quả ra sao. Thì không quan tâm nhân vật của mọi người như thế nào cả, nhân vật mọi người chết cũng không sao hết, đó là cái chuyện mọi người gây ra thôi. Thì trong thế giới này mọi thứ sẽ được các sự kiện đã được nối chân nhau, tức là đây là một thế giới hoạt động mà không cần mọi người nó vẫn có thể chạy tiếp á. Và Sương sẽ ném bốn nhân vật của mọi người vào trong cái thế giới đó rồi và làm bất cứ điều gì mà các nhân vật đấy muốn. Thì giống như trong đời sống thật, sẽ có rất nhiều thứ trong thế giới này xảy ra, nhiều thứ mà bạn muốn làm nhưng mà bạn không thể làm được và bạn phải buông bỏ rồi. Và Sương sẽ cố gắng làm cho cái thế giới này cảm giác giống thật nhất có thể, giống real life nhất có thể. Để thế những gì mà mọi người chọn trong game này nó sẽ có hậu quả, nó sẽ ảnh hưởng vào cái Sài Gòn đang hoạt động như thế nào, và những cái phe phái đang hoạt động ở đấy rồi, nên những nhân vật khác xung quanh và đến nhiều thứ khác nữa. Đây là một thế giới có hậu quả. Và các bạn là người định hướng qua nó. Như đã nói, Tiên là người không quan tâm về các bạn, chốc Sương quan tâm về các bạn thôi. Vì thế Tiên sẽ ngồi lại và xem mọi người làm việc và xảy theo cái dòng chảy, nhìn mọi thứ nó chạy theo cái dòng chảy đã có của nó. Nếu mọi người không phản ứng, mọi người không tham gia vào câu chuyện thì cái thế giới nó vẫn tiếp tục chạy như vậy thôi. Để Tiên sẽ chỉ xem nó xảy ra. Nhưng mà mọi người biết, mọi người có quyền trong tay để phá hủy dòng chảy đấy hoặc là manipulation nó theo cái con đường mà mọi người muốn. Tiên nói đấy giờ là Tiên sẽ ngồi lại xem mọi người làm như vậy.
nhưng mà mọi người cũng biết là Tiên không phải là kẻ thù của mọi người, Tiên chỉ là người run cái thế giới đấy thôi. Tiên ở đây là làm bạn với mọi người để cùng kể một câu chuyện với mọi người ấy. Nên Tiên không có ý đây là à, ta sẽ làm cái này để nhìn mọi người bị dằn vặt. No, đây là consequence of your action thôi. Thế khi mà mình chơi, như lúc nãy Sơn cứ nói là cho dù cái world này nó có rất nhiều cái lo, 20 năm lo của nó, nhưng mà mọi người muốn chơi kiểu gì thì chơi, mọi người có quyền chọn đi theo hướng của mọi người và sẽ có cái hậu quả của nó thôi. Nhưng mà nếu như cái game này có gì đấy mà cảm thấy mọi người không phù hợp á, thì có nghĩa là nó có thể không phù hợp với mọi người, thì mọi người không nhất định phải chơi nó. Cái cuối cùng Tiên sẽ disclaimer là Tiên không biết hết mọi thứ về luật của cái game này, tại Tiên là một storyteller mới, có rất nhiều thứ có thể trong game Tiên sẽ chạy và Tiên quên luật á, nên Tiên có thể sẽ bỏ cái phần luật đấy đi hoặc là improvise theo cái ấy của Tiên. Tiên muốn biết là Tiên không quan tâm nếu như Tiên sai luật, vì ngay cả trong cuốn sách đấy nó cũng sẽ ghi ra dòng đầu tiên là cái game Vampire Masquerade mình chơi là để kể chuyện, và đấy là cái ưu tiên tối cao nhất. Luật nó có thể được chỉnh sửa, nó có thể được bỏ qua, nó không quan trọng bằng việc mình có kể được câu chuyện hay hay không. Nên Tiên mong là mọi người sẽ không quá xem nặng cái gọi là phải đúng luật hoàn toàn. Mọi người có câu hỏi gì chúng ta biết được cái setting, mình sẽ nói chút qua một setting của thành phố Sài Gòn mình nhé. Thì hiện tại cái Sài Gòn của mình không có gì, tức là Sương đang chỉ set up ra một cái dynamic trong thế giới Sài Gòn, nhưng mà Sương chưa set ra hoàn toàn đóng cố nó là cái gì xảy ra ở đấy. Và cái việc mọi người muốn chơi game như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc Sương sẽ build thế giới đó ra sao. Và tôi sẽ craft câu chuyện quanh cái hướng câu game mà mọi người đang muốn chơi đó. Ví dụ như mọi người muốn chơi superhero vampire, sure, why not? Yeah, chúng ta có super power đúng không? Chúng ta không việc gì phải làm đây đấu đá chính trị cả, ta đem đi làm hero âm thầm cứu thành phố. Ok, Sương sẽ craft câu chuyện nó quay quanh những cái thứ như vậy. Sương sẽ đưa ra những cái tiền tiết để tạo ra cho cuộc sống của mọi nhân vật của mọi người thú vị nhất có thể. Thằng bay rồi. Sorry. Thì hiện tại mình sẽ bắt đầu vô cái gọi là character creation của cả nhóm mình nhé. Thì mình có thể tạo nhân vật là vampire của mình trước, xong rồi mình tạo đến phần con người, hay là mình tạo con người trước cũng được. Nhưng mà Sương sẽ thử đi theo cái hướng này là để mọi người tạo nhân vật trước, sau đó mình sẽ đi vô cái clan vampire của mình. Tuy 8 phần mọi người đã ở đây đã có set up trước cái clan mà mọi người muốn chơi là gì rồi, nhưng mà mình sẽ vẫn đi qua cái concept nhân vật của mình là con người là gì. Và chúng ta đang tạo ý tưởng cùng nhau, thế nên nếu mà ta có ý tưởng để kết nối các nhân vật với nhau á, thì hãy chủ động đưa ra. Ví dụ như bạn này có bạn cùng phòng gì đó đúng không? Nên nếu nhân vật của tôi là bạn cùng phòng của bạn thì sao? Khi mà có càng nhiều mối quan hệ giữa các nhân vật thì chúng ta có nhiều thứ để play off hơn khi mà roleplay. Trừ khi các bạn không muốn nhân vật của mình có mối quan hệ với ai cả, hay kiểu nhân vật của tôi là loner hay cái thứ gì nọ, các bạn có thể làm vậy. Thì trước tiên mình sẽ mời các bạn dần dần nói cái ý tưởng concept của mọi người nhé. Trước khi đến phần này Sương cho mọi người break một tí được không? Ok. Tại mình ngồi đây cũng là tiếng rưỡi rồi. Vậy bọn mình break đến 9:45 có được không? Ok, mình em bảo là chắc em sẽ phải báo trước vì có như chị Thương đã xong à, mà ghép như chị Sương đã thông báo thì 13 tháng 3 em sẽ bắt đầu đi quân sự. Em đi 5 tuần lận nên là có lẽ là em sẽ không tham gia game được vào từ lúc đó. Để mình tí chúng có, ta có xây dựng thế giới gì đó mình sẽ có map chưa? We are back right. Em ok, mình quay lại đi. Thôi ngồi đây cả tối. Ngồi đây cả tối không sao đâu, em buồn mà sao nhỉ? Em mai em được nghỉ liên tục. Anh thích tinh thần của bố. Ok. Đấy, quay lại câu chuyện của chúng ta. Vậy bây giờ mình sẽ đi qua Captain ha. Thì mọi người có thể thay phiên nhau nói cho mình biết về kiểu nhân vật mà mọi người muốn nhập vai ở đây là gì không? Hay là kiểu câu chuyện mà mọi người muốn kể? Này, theo thứ tự ha, khởi đầu trước từ Khánh được không? Tự sự là cái... Thật vì mình đã xếp mẹ là ông đầu tiên. Ok, thì mình sẽ đóng vai là một Toledo, một trong những clan cơ bản nhất của Masquerade nha. Mình nghĩ đó là một cái clan hợp nhất cho những bạn mới bắt đầu như mình. Bắt đầu thì đi cho an toàn thôi. Thì áo lông, cái lan đó áo lông, được biết áo lông, đến từ từ áo lông vào. Áo lông vào, áo lông vào. Áo lông, áo lông vào. Áo lông. Rồi nói tiếp. Áo lông vào. Một giây. Trời ơi, nó làm màu ấy. Cái clip này nó làm màu à. Đó. Đúng rồi, cái vibe này, đây là cái vibe mà tôi tìm kiếm. Đấy cả. Đó, rất tiếc. Đấy là vibe mà Boop đã cố thể hiện. Mình sẽ là một thôi đấy đâu. Một cái clan mà người ta nhắc đến là người ta sẽ nhớ nghĩ đến sắc đẹp nè, tiểu kiều, với một số chơi khác mà mình nghĩ là các bạn nên tự đọc. Ok, thì mình sẽ nhân vật của mình thường thì Toledo thường nghĩ đấy là những kiểu những bông hoa hồng kiểu xinh. Rồi sao rồi sao rồi sao vì em bị đánh mạng internet đã quay lại rồi. Đẹp bay mạng luôn á. Internet không thể tải được cái độ phân giải này. Hình ảnh quá cao. Xin lỗi vì mình đã hơi extra rồi. Hơi extra với
nhà mạng VNPT. Xin lỗi VNPT. Không có gì có thể đỡ đổi điểm đấy. Ok, thì Tornado thường được nghĩ đấy là những bông hồng kiểu xinh đẹp nhưng mà yếu đuối, chỉ là những thứ mà người ta đều kỳ trưng trong tủ kính nâng niu, và sau đó là khi chúng tàn phai đi thì họ có thể vứt đi. Nó là một trong những trait rất là cơ bản của Tornado, và mình đang nghĩ là mình sẽ chọn một Tornado. Thứ nhất là vì đó là một trong những trait cơ bản, và thứ hai là mình rất thích câu chuyện của họ. Mình muốn xây dựng một nhân vật mà một con ma cà rồng Tornado, nhưng mà bạn ý là một người có chính kiến, có sức mạnh. Shit, có ai nghe đúng đấy? Có. Chưa ai nói gì, chưa ai nói không? Nó bị sáng lên bởi vẻ đẹp, không ai nói gì cả. Không, nhưng mà kiểu bên màn hình tôi bị đơ rồi. Thì nhá, bạn ý có chính kiến, bạn ý biết mình là ai, bạn ý có sức mạnh, nhưng là một Tornado và thường sẽ không được trọng vọng, vẫn thường được coi như kiểu là những bông hồng biết đi, chỉ biết xinh đẹp và phù du ấy, nó là thứ phù du đó. Thì mình muốn làm một Tornado mạnh mẽ, có thể vượt khỏi cái chính kiến đấy, và có thể là mong muốn được sự công nhận về sức mạnh nha. Và bạn ý sẽ là một người khá là thông minh, mình mong mình có thể làm được điều này. Đó, hiện tại thì mới có thế thôi. Nhân vật đấy sẽ là một bạn con trai, mình sẽ cố gắng làm trong khả năng của mình để giống một Tornado nam. Ok, thì trên cơ bản thì bạn ý sẽ là một người muốn vượt lên khỏi những thứ mà thế giới áp đặt cho mình, và thứ hai là tiếp đi, vẫn ok. Quên qua Sương kìa, Sương nhắc tuồng nào, nhắc tuồng nhắc bài quên bài rồi. Câu chuyện mà khám phá kể trong câu chuyện này thôi. Thế giới thì mình muốn khám phá về liệu về sau khi con người trở thành một khi chúng ta đã trở thành một kiểu con quỷ hút máu, không còn một cái gì bó buộc mình bởi nhân tính này, cái chết này, sinh mạng cùng một sự quan trọng của sinh mạng nữa, và mình có phải nuôi một con quái vật ở trong cơ thể mình, mình có khả năng sở hữu một cái sức mạnh rất là siêu nhiên, thì liệu mình sẽ sử dụng những cái tài năng và những cái sức mạnh đấy như thế nào, liệu nhân vật của mình có quá chìm sâu vào một cái khao khát có được sức mạnh và sự kiểm soát đến mức tự hủy diệt bản thân mình không, hay bạn ấy sẽ tìm ra một cách sống mới, một cách để có thể làm quen và hòa nhập với cuộc sống của người đã chết. Hiện tại thì là thế. I like your idea. I think it's a wonderful story. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời để khám phá vào một cái con nuôi đầu tiên của bọn mình á. Mình đã cũng có rất nhiều chiều sâu nữa để một người như vậy. Tuy nói nó là bạn dưới chứng kiến của mình thôi đúng không? Để vượt qua được những cái định kiến của người khác về mình. Đó là một cái thử thách rất là khó để vượt qua trong thực tế. Thì tôi nghĩ nó sẽ là một cái gì đó rất là tuyệt để mình thấy được, trải nghiệm trong cái game này, để mọi người cũng nhìn thấy. Thank you, Khánh. Vậy mình đi sang tiếp với anh Thiện ha. Ok. Mời mọi người. Cái nhân vật của anh thì trước cũng có ngồi một thời gian với Sương để tạo nhân vật rồi. Cũng đi qua nhiều cái concept khác nhau. Trước là anh cũng định đi một cái concept của nhân vật The Shimizu, là một cái nhân vật có một cái lý tưởng riêng, và nói chung là khá khép mình với những cái lý tưởng khác trong cuộc sống. Nhưng mà ra cái đấy thì có vẻ là anh cũng đã tự explore nhiều trong các cái nhân vật của anh rồi, nên là anh muốn thử một cái gì đấy nó hơi lạ hơn một tí. Thì nghe có Sương miêu tả Bruja, tộc Bruja là nó giống như tương đương một barbarian trong D&D, thì anh muốn thử theo cái hướng như vậy, là những người mà làm những cái việc vì theo anh hiểu, có thể cái Bruja cái định nghĩa nó khác, nên theo những gì anh biết là Bruja là người làm những thứ cho vì họ cho rằng điều đấy là đúng, họ có thể là nông nổi, có thể là bạo lực, dùng sức mạnh của mình nhiều hơn, nhưng mà họ vẫn tin rằng những cái thứ mình làm là có lý do của nó, có chính nghĩa. Thì Sương có thể expand thêm cái Bruja cho anh được không? Đúng rồi. Có một thứ mà khi mà người ta hướng dẫn Vampire Masquerade, họ sẽ nói là tất cả những cái mà mọi người đọc được về các tộc á, nó chỉ là stereotype về tộc đó. Anh vẫn và muốn mọi người có thể anh vẫn ok, sorry sir, nhưng mà anh vẫn muốn có cái stereotype đấy để anh biết là anh làm việc từ cái gì. Nên cái cách thử nghiệm mà họ sẽ khuyên mình tạo nhân vật là do whatever the fuck you want, right? Làm kiểu nhân vật này cũng được, nhưng mà bạn biết rằng là bạn sẽ phải deal với cái stereotype đó và có thể play in nó hoặc là không. Thì Bruja, đúng như anh Thiện nói, cái mà ảnh hưởng lên cái stereotype của nó là cái bên cái lời quyền của nó. Tức là mỗi một vampire này trên cơ bản tất cả đều giống nhau, khác biệt là ở mỗi clan có thể có sức mạnh khác nhau một tí đi, nhưng mà cái core phân biệt họ thành những cái tộc khác nhau vẫn nằm ở cái bên của họ. Tức là một khi đã trở thành Macaron theo một cái clan nào đó, bạn sẽ bị nguyền rủa về một cái gì đó của một cái nguyền rủa của họ. Với Nosferatu chẳng hạn, đó là trên bề mặt của họ,
về cái nguyền rủa của Buha là cái sự nóng giận của họ, cái khả năng kiểm chế sự bình tĩnh của họ thấp, bởi vì thế nó dẫn đến thường Buha sẽ như nói là những người nóng tính chẳng hạn, hay là không bồng bột, không có kiểm soát được hành động của mình. Rất nhiều người họ sẽ thuận theo hướng là trở thành những người nổi loạn, những người gangster punk. Yes, này, trong dynamic của thế giới, Buha sẽ đóng vai trò là một trong những cái phe, cái clan dẫn đầu của Unox, là cái phe Unox kia nổi loạn chống lại cái Camberilla của thế giới này, đi tìm cái sự tự do, cái quyền làm chủ của tất cả vampire. Em đã trả lời được câu hỏi của anh chưa? Cảm ơn Sương. Vậy thì anh muốn lean vào cái sự nổi loạn đấy, cái sự mà muốn tức giận đấy và kiểu đòi được cái quyền lợi của mình trong cái thế giới vampire này. Cái nhân vật mà anh tạo với Sương thì nói chung là ngồi một thời gian này cũng ra được kiểu là một nhân vật cũng phải là côn đồ, đi theo một cái băng đảng, lái xe, băng đồ đua xe. Có thể là Sương có muốn là anh nói hết tất cả về nhân vật ở đây không, hay là cũng muốn nghe thêm ý tưởng của mọi người và tự thêm thắt vào nhân vật của mình từ đấy? Em nghĩ cái lựa chọn thứ hai sẽ hợp lý hơn, đúng không? Ok. Và nói concept hiện tại, xong rồi tính nữa mình sẽ đi sâu thêm trong lúc hiện tại nhân vật. Thì cái concept chủ yếu của cái nhân vật này nó vẫn là một cái con người đang phải đi qua những cái struggle của cái cơ bản nhất của nhân vật này. Cái nhân vật này struggle với là cái sự loyalty, cái sự trung thành của người khác, và cái năng lực vampire của người này thì nó cũng là gọi là có cũng được, không có cũng được, nhưng mà khi có rồi thì cái cậu này sẽ dùng để đạt những cái mục đích của mình. Cậu cũng không quá quan tâm là cái năng lực này nó hơn người khác hơn đâu, nhưng mà nó chỉ là cái công cụ thôi. À, trong cái câu chuyện của cậu này thì sẽ có rất nhiều việc liên quan đến lòng trung thành, hoặc là cậu ấy tự gán cho mọi thứ là thành lòng trung thành ở đấy. Từ cái việc là bố mẹ cậu đã không ở với nhau thì cậu ấy sẽ nghĩ là họ không trung thành với nhau. À, có cái gì đấy từ người mẹ của mình là người mà cậu sống lên, lớn lên cùng, thì cậu nghĩ là không cùng quan điểm và cũng giống như là bà mẹ đã phản bội mình. Cậu đi tìm cái sự bè bạn ở một cái gang này, cái biker gang, cái hội côn đồ này, và cậu tìm được cái điều đó ở đó, tìm được cái những cái lòng trung thành ở đó. Anh em thì rất gắn thiết với nhau, nhưng còn cái sự gắn thiết đấy có lâu dài hay không thì đấy sẽ là những thứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái câu chuyện của ta, của chúng mình. Mà biết là cậu này đã có một cái sẹo rất lớn từ trong một phần lớn của cuộc đời mình, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem. Absolutely. Câu chuyện mà anh muốn kể. Yes, I love it. Không sao đâu. Không sao. Sơn kiếm một cái background. Sơn có thể bật blur background. Không sao. Nếu bạn ngại có chế độ bật blur background, hoặc là bật thẳng background, kiểu những cái background như kiểu cây cỏ hoa lá và đường mà không vấn đề gì đâu. Được á, chỉ Sương ấy. Ở bên dưới cái nút máy ảnh ấy chị dí cho vào cái chỗ tắt cam á, nó cái mũi tên. Có cái mũi tên ra. Video background. Change background. Blur đúng không? Đấy, nó có thể đổi hẳn background như thế này chẳng hạn đó. Như thế thì sẽ không thấy nữa, nhưng mà đôi khi cũng không thấy chúng ta luôn. Magic. Thank you. Ok, Sương đã nốt những cái chủ đề bóng gớm của mọi người vào trong cái file lúc nãy. Thì đúng như anh Thiện nói là bởi vì cái hướng đến của Sương sẽ là custom cái thế giới này xoay quanh chủ đề của mọi người, đúng không? Nên mọi người đấy sẽ biết rằng là những thông tin mà mọi người đang cho Sương ở đây sẽ trở thành nguyên liệu để Sương sử dụng sau này cho vào trong câu chuyện của mình. Mình sẽ khám phá explore quanh đó. Vậy thì mình sẽ tiếp với concept của Boop nhé. Yeah, thì thực ra Boop thì chọn trường Mia tại vì bản thân Boop thì khá là thích những thứ liên quan đến kiểu một chút phép thuật, một chút kiểu những cái magical kiểu đấy, những thứ như thế, thì Boop khá là thích cái đấy. Luôn luôn bị hấp dẫn bởi các thể loại ma thuật khác nhau. Thế là sâu ra, thế nên là mình cũng muốn nhập vai một nhân vật như thế. Concept thì đó, concept thì là một người chồng nội trợ. Tại sao? Tại vì thực ra thì Boop có vấn đề với việc là, tức là Boop khá là có vấn đề với việc kiểu đàn ông là phải ra ngoài kiếm tiền, phải xông pha trận mạc kiểu thế, phải kiến công lập nghiệp. Đó là một cái mà Boop khá là không thích cái tư tưởng đấy. Thế nên là Boop muốn hưởng một nhân vật mà khi mà họ lùi lại một nhân vật sẵn sàng lùi lại hậu trường và kiểu sẵn sàng nhường sân khấu cho vợ mình, kiểu ở nhà support vợ các thứ, thì nó sẽ như thế nào, cái câu chuyện nó sẽ đi về đâu. Và đặc biệt là khi một nhân vật như thế bắt đầu, tức là một nhân vật đã hy sinh, đã kiểu lùi lại như thế, support cho vợ như thế, nhưng mà đến một lúc thì sẽ phải lựa chọn giữa vợ mình và cái đam mê phép thuật của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra, đại loại vậy. Nói chung là muốn xem sao, là kiểu giống như kiểu là cái tình yêu nó sẽ cái hướng để mối quan, cái hướng đi của mối quan hệ nó sẽ đi về hướng nào đó. Boop có bói tarot nhưng tất nhiên là không được như đường. Boop có xem tarot nhưng mà không phải bói, không bói lấy tiền như đường.
không, ta không phải là thành một nghề, không chỉ theo cho vui thôi. Ừ, yeah. Okay. I love your concept là mình đang khám phá một chủ đề, Sương có thể dùng từ là love beyond death rồi. Tình yêu sau cái chết nó sẽ như thế nào? Nhất là bây giờ mình được cho rất nhiều, mình tham gia vào một cái thế hội, một cái xã hội khác, một cái thế giới khác mà vợ của mình khó có thể là một phần để hiểu câu chuyện của mình nữa đúng không? Những thứ mà mình sắp phải trải qua sắp tới, và nó cũng mở ra rất nhiều cơ hội cho một người là đi theo nghề phù thủy nữa. Một người đam mê ma thuật, yêu búp nói không? Nhân vật của mình rất là yêu thích ma thuật. À, đôi khi nhân vật của mình nó còn có giữ có muốn đổi, đánh đổi một số cái giá lấy một thứ khác hay không? Liệu là cái tình yêu với vợ của mình nó còn có ấy nữa không? Đó là những câu hỏi mà Sương cảm thấy rất là hay để khám phá ở trong cái setting này. À, nó cũng khá là đặc biệt, like hurt theo một cách nào đó. I like it a lot. Anh thấy khá là interesting vì nhân vật nó vẫn là có chiều sâu, có cả những thứ khác, nhưng mà có vẻ là nhân vật của búp là giống khá, giống nhân vật ở chỗ của anh là có thể cô đọng lại thành một chữ, một cái chủ đề. Có phải nhân vật của búp muốn làm là về tình yêu, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhân vật của anh là muốn làm về khám phá rất nhiều chiều của cái lòng trung thành. Ừ, sự trung thành. Còn nhân vật của Khánh là về việc chứng kiến và định kiến. I like it. Minh bản thân. Em nghĩ thế. Yeah. Absolutely. Hey. Hey, chúng ta đến với nhân vật của Đường nhé. Đường có ý tưởng như thế nào và mong muốn khám phá cái gì trong câu chuyện này? Nếu mà tóm gọn lại một từ thì em muốn dùng từ tìm lại chính mình cho nhân vật của em. Tại vì nó gần như là như em đã nói từ trước đấy, các nhân vật theo trí tưởng tượng này của em thường sẽ phóng đại một phần ở đấy rất nhỏ và tên em lên thành nó phải kiểu phóng đại lên nhé. Thì em muốn là một người kiểu sống chết vì cái hận thù của mình ý. Thì cái em vẫn muốn là cái cách mà cô ấy trở thành vampire, cũng là cầu xin được trở thành vampire để có được cái quyền năng trả thù cho anh người kia, tại vì cái hận thù của mình á. Và yep, em muốn là người đấy, cô ấy đã bất chấp tất cả để trả thù cái mối thù đấy. Thì sau khi trả thù xong thì cô ấy làm cái gì? Yep, em muốn kiểu người ta bán tất cả, bán cả cảm xúc, bán cả linh hồn, bán cả tất cả mọi thứ để đạt được cái mục tiêu nhỏ bé duy nhất là trả thù bản thân mình, à trả thù ai đó. Thì sau khi trả thù xong thì người ta làm cái gì? Nó sẽ hơi khác với cái Toledo của chị Khánh, là nó đối lập nhau ấy. Em thấy cái đấy khá là hay vì chị Khánh là một Toledo được coi là yếu mềm các thứ, lại muốn chứng minh bản thân. Còn Ventu kiểu một cái tộc mà được coi là người nắm đầu những kẻ khác á, người đứng đầu những kẻ lãnh đạo á, thì thậm chí không biết bản thân mình là kiểu không biết mình nên làm gì, không biết cảm xúc cá nhân của mình, không biết mình sẽ làm gì trong cái tình huống đấy, không có lựa chọn cá nhân, không có tương lai cá nhân. Kiểu em muốn kiểu yep, có thể trong 1-2 season đầu là sẽ là cái phần 1-2 buổi chơi đó, nó là sẽ cái phần trả thù xong, và cái đoạn đằng sau sẽ là cách để nó biến thành người. I love it. Sự rất là thích khi mà Đường thứ nhất là nhìn thấy cái mối quan hệ giữa hai nhân vật của Đường với Khánh, cái sự contrast giữa hai người này. I really love that part. Cộng thêm với việc là mình đẩy rằng là nhân vật của mình đã thực hiện trả thù xong không? Và đây giống như là cái chủ đề của mình giống như là second chance, cơ hội sống lại thứ hai, là tìm lại bản thân mình xem trong cái cơ hội sống này mình đã thực hiện cái mình mong muốn rồi, giờ mình có khả năng để quyết định lại mình là ai, tương lai mình sẽ đi về đâu rồi, thì mình có tìm được nó hay không? And I really love that topic. Vậy là chúng tìm lại chính mình. Tôi đang ghi lại chủ đề của mọi người. Chúng ta đã đi. Đường muốn là explore cái phần đang vengeance hay là sau vengeance hơn? Mình dùng tiếng Việt đúng không anh? Em xin lỗi. Ý là Đường muốn nhấn mạnh cái quá trình trả thù hay là cảm giác của Đường sau khi đã trả thù sau thành công. Sau khi trả thù á, tức là em sẽ tóm gọn cái phần trả thù chỉ trong cái buổi đầu tiên thôi. Và sau khi trả thù xong ấy, tức là sẽ tất cả các buổi chơi còn lại của mình sẽ chỉ từ khi em đã trả thù xong, em vẫn theo nhiệm vụ của của bố em đi cùng mọi người. Thì yep, một cái nhân vật của mình nó sẽ khá là kiểu nó tiên tham lạnh á, nó không có lựa chọn cá nhân, nó không có hướng đi cá nhân, bởi vì nó làm xong mục tiêu của nó rồi và theo đúng cái cam kết, đúng thỏa thuận, thì nó sẽ sống vì sai lầm của nó, kiểu vậy á. Thì em muốn kiểu vì đi với mọi người nè, vì được cảm nhận tình yêu thương này kia nè, nó sẽ tìm vào cái kiểu nó khiến mình trở thành con người. Hồi trước đấy nó thực sự là 7-8 phần beast chục kiểu. Vậy thì có nghĩa là cái session đầu là phải làm gần như là cinematic để cái sự trả thù của nhân vật Đường. Em nghĩ thì cái kế hoạch trả thù là kế hoạch cá nhân á, thì cái này có gì em làm việc với chị Sương là nó sẽ xong rồi, chứ không sẽ không bị liên quan đến cái hướng đi của cả nhóm nhiều lắm ấy. Để tùy thuộc vào thì mình vẫn hoàn toàn có thể là tùy vào cái cách kể chuyện của Sương như thế nào và cái câu chuyện mà Sương đã chuẩn bị sẵn, thì mình luôn luôn có thể làm cái việc mà Đường, nhân vật của Đường làm sẽ là inciting incident của cái câu chuyện. Đúng rồi, đấy có thể là một chuyện mà mình có thể nghĩ đến. Hoặc là nếu mà Đường muốn chú trọng vào cái phần sau khi sự trả thù đấy thì hoàn toàn có thể là bắt đầu câu chuyện đã trả thù xong rồi, và có thể là những người khác là bắt đầu tìm hiểu nhân vật của Đường thì sẽ nhận ra được là Đường đã, nhân vật của Đường đã trải qua cái việc đấy, chứ không nhất thiết mình phải diễn cảnh hay ra. Các nhân vật khác phải nhận ra được là, hoặc là tìm hiểu dần dần là nhân vật của Đường đã trải qua sự đấy và đang trong quá trình là hàn gắn lại bản thân, chứ không nhất thiết phải là show ra. Nên đấy là tùy cách chơi của em. Dạ vâng, Alex thì mình có thể để
đấy thì chẳng phải xong rồi nào mọi người cũng được. Em vẫn ok với điều đấy. Tôi cũng thích cái ý tưởng đó là mình đã để cái chuyện ấy xảy ra rồi và các nhân vật của mình có thể explore dần, khám phá dần ra cái chuyện đó về nhân vật của Đường quá. Khi nó phát hiện ra nhân vật của Đường phải đối như nào, cũng muốn nói về nó hay không hay né tránh nó hay gì đó rồi. Đó có thể là một cái thứ gì mà explore trong cái cảnh đó. Suy nghĩ nó rất là exciting để khám phá vật đấy. Vậy thì mình đã có character concept rồi đúng không? Thì giờ thông tin mình đưa cho ok. Tại vì mình sẽ là người chơi vào cái kiểu Fetchling á, tức là cái thế hệ mới nhất, tức là mình làm vampire chưa được lâu lắm, khoảng 20 năm đổ lại, nhưng mà nhiều nhất xương sẽ cho mọi người khoảng 1 đến 2 năm thôi á, tùy vào cái setting mong muốn của các nhân vật. Thế nên 8 phần thông tin hiện tại mình cắt để mình buộc các nhân vật lại với nhau á. Suy nghĩ nhiều nhất là mình buộc được thông qua backstory con người của mọi người, tức là khi là con người mọi người là ai, có thể là bạn là giáo viên ở trường thôi thì mình có thể buộc được là bạn kia là học sinh, nên đâu đấy là người học chung trường với mình. Thì xương muốn mọi người có thể nói một chút về ý tưởng nhân vật của mình khi mà con người là người như là ai, và từ đó có thể chơi lại thảo luận ý qua lại ý tưởng với nhau là chúng ta có thể liên kết với nhau như thế nào. Với nhân vật từ thiện thì cũng có đả động tới rồi, là một cái thanh niên côn đồ trong một cái hội có cả đua xe, và cũng dàn ra ý tưởng thêm là có đòi nợ thuê các kiểu nữa. Thì đấy, cái nhân vật đấy sẽ được bao bọc bởi hầu hết là những cái người mà trong cái bang hội, trong cái bang nhóm của mình, nhưng mà cũng có thể là sẽ liên kết với cái gia đình cũ của cậu này. Còn thì, nếu mà mọi người muốn liên kết qua cái trường học cũ của cậu thì cũng được, nhưng mà anh cảm giác là cậu này sẽ không quá quan tâm đến những người ở trong trường cũng, trừ khi là họ có cái đặc điểm gì nổi bật có vẻ là gần giống cậu, có ý nghĩ gần giống cậu. Như anh Thiện có một touchstone mà đúng không, tức là một người em gái có, đang đi học đúng không? Có một người em gái đang đi học. Và người em gái điều này thì là sinh viên. Thiện nói tiếp đi. Không sao, mọi người nói tiếp đi. Thì nếu mà anh Thiện có một cái gia đình nó còn sống ấy, và vẫn kiểu tức là trước khi làm vam ấy, thì maybe là có thể là gia đình cùng khu phố với nhà em. Tại vì em có một cái là em quen, tức là em có một cái kiểu em không nhớ nó gọi là gì, fit à, em không nhớ lắm, là em quen tất cả mọi người trong khu phố, là kiểu ông nội trợ ấy, cho nên là kiểu sẽ kiểu quen biết với tất cả các gia đình ở trong khu phố, đại loại thế. Nhà em có khá giả không? Nhà em giàu. Vợ em giàu. Thế chắc là ở cùng khu. Vợ em giàu. Và maybe the backstory thì... có thể là kiểu một boy, em không chắc, nhưng em đoán là giống như một boy hơi nổi loạn một chút đấy, kiểu nhà có thể là khá giả, xong rồi kiểu nhưng mà không thích đi theo con đường mà cha mẹ đặt sẵn. I don't know. Em chưa đoán nhân vật của Boop là khoảng bao nhiêu tuổi? Nó sẽ là khoảng 35-36. Okay. Chú hàng xóm á. Chú hàng xóm. Nhân vật của Thiện là khoảng 21. Nếu không thì anh Thiện có nghĩ đến việc em có ý nha, kiểu mình có thể đẩy của anh Thiện hơn một xíu này, và có thể để em với anh Thiện đang tập tuổi đại học thì sẽ có thêm được là có thể cùng trường đại học với em nữa. Bởi vì nếu mà theo vào những thời gian nó dịch sắt thì cái nhân vật của em nó như kiểu con hot girl, kiểu ai cũng biết ở trường đại học ấy. Cái đấy có thể, và có thể là cái sự parallel hay, nhưng mà nhân vật của anh bỏ học từ lớp 7. Em gái anh cùng trường. Em gái ok. Thế có bị cool thing right? Trước ký cho em gái á, kiểu đấy, em đồng ý. Ok, thì cũng được để anh có thể đẩy nhân vật của anh tuổi cao hơn một tí, tại vì anh muốn là cái nhân vật là cái cậu này, từ từ các anh đặt tên là cậu là gì nhỉ, rồi tìm lại sau. Anh là Bình, cái cậu Bình này thì là quý cô em gái của cậu, tại vì là cũng nghĩ là cô em gái trải qua cùng cái sự việc là bố mẹ chia tay đấy, và có thể thấu cảm được, nhưng mà không hoàn toàn là thân thiết được với cô em gái này, thì anh sẽ cho cái lý do đầu tiên là tuổi tác nó không gần nhau lắm. Nên là anh muốn để hai người kiểu gần nhau thì có thể tâm sự dễ hơn đúng không, kiểu là sao anh bỏ học các kiểu, nhưng mà có thể là lúc mà Bình bỏ học thì cô em gái chưa đủ hiểu biết là tại sao lại Bình lại cuối cùng bỏ học, là đi theo cái con đường côn đồ như vậy, nhưng mà sau này thì cậu Bình này vẫn cố gắng để cho cô em ấy hiểu. Thì chắc là nếu mà nhân vật của Đường là trong đại học mà cùng được với cái em gái của cậu Bình này thì Bình sẽ cho hơn khoảng 5-6 tuổi đấy nữa cũng được. Rồi anh 26-27. Gần mình quá. Thì 19 là vào đại học rồi mà. Anh Thiện đừng quên. Ý anh không phải là gần mình, là ý anh già, mà nhân vật này nó gần sát với bản thân anh quá. Có thể là cái sự blur giữa người chơi và nhân vật nó không rõ bằng, nhưng mà thôi cũng được. Mình tự nhủ thế đi. I like that. Vậy là em cũng nhớ là anh Thiện nói là cái dynamic giữa nhân vật mẹ và tức là vợ chồng của anh, bố mẹ của nhân vật đấy đúng không? Là người vợ
rất là thành công hơn so với người chồng. Thì điều đấy có nghĩa là bé hiện tại đang ở chắc phải ở khu nhà rất là giàu đúng không? Ừ. Mà em ít nhất là khu nhà khá giả. Nhân vật của Búp đúng là vợ của Búp là thuộc về nhà khá giả. Cái này Búp là muốn. Không biết có nên spoiler không Búp hỏi Búp. Không biết nên spoiler không? Nhưng mà cái Sơn anh có nên spoiler này không hay để mọi người tự tìm hiểu nhỉ? Em nghĩ có spoiler ra thì mọi người mới có thể chơi được với nhau càng tốt. Thế là mình vẫn cứ người chơi biết nhưng mà nhân vật có thể là không hoàn toàn biết và nhân vật thì vẫn cứ nhập vai với nhau. Yes. Bố mẹ của gọi là Bính đi, tại vì Bính thỉnh thoảng nói sân đình. Cái group của đình nữa. Rồi Bính nhá, thì bố mẹ cậu này chia tay là vì bố không làm được nhiều tiền mà mẹ gánh vác tất cả. Nó khá liên quan đến cái concept của Búp. Hai ông bố tâm sự với nhau. Thực ra thì hai bà mẹ, bởi vì nếu mà cùng khu thì maybe hai bà mẹ thì quen nhau kiểu. Hội những bà mẹ rồi. Nhưng mà nhân vật của Búp là ba mấy mà có vẻ là cũng trung niên hơn một tí. Tầm 40 hẳn đi. Không vậy. Không, tức là vợ em sẽ tầm tuổi em, nhưng mà thế thì sẽ là kiểu như kiểu maybe có thể là sẽ trẻ hơn rất nhiều so với cả mẹ của anh chị đúng không? Thì maybe có thể là giống như kiểu là I don't know, một người vợ em có thể là như kiểu học trò hoặc là như kiểu là idolize mẹ của anh Thiện, bởi vì mẹ của anh Thiện rất là kiểu là một doanh nhân thành đạt, rất là giỏi kiểu thế, và vợ em thì đang theo cái hướng đấy. Đại loại vậy. Và maybe là có thể conflict là mẹ của anh Thiện không thích em lắm vì hình ảnh giống như tương tự là kiểu như kiểu là tại sao cô vẫn yêu thằng này, thì nó vô dụng, nó không có tác dụng gì cho sự nghiệp của cô cả, giống như là kiểu chồng tôi ngày xưa kiểu đấy. Maybe là có thể có cái đó. Yes, nó hay. Ừ, cũng được. Anh đang nghĩ sang một cái khác nữa, anh muốn hỏi Khánh tí, cái độ tuổi mà em gọi là trẻ con là bao nhiêu? Tại vì cái đấy là cái thứ mà em không muốn chạm tới trong game. Chắc là trẻ con thì chắc là tầm 12 tuổi trở xuống. Ok, tại vì anh đang nghĩ đến cho cái nhân vật em gái của cậu Bính này thì khoảng bao nhiêu tuổi là ok. Thì cứ nghĩ một cái tầm khoảng thôi, cho khoảng 14, 15 là cũng được đúng không? Hay là vẫn là iffy quá đối với em? 14, 15 em nghĩ là được. Yeah. Okay. Tại vì anh để cái cô em gái này là Touchstone, là nhân vật quan trọng nhất của Bính. Mà em biết là cái Touchstone thì ném cho người kể chuyện là để trà đạp mà. Có thể em gái rất là giỏi về leo lên đại học nhanh đúng không? Anh không nghĩ là trong okay. không để nhanh anh để đến thế, không nhanh đến thế. Không sao đâu. Không sao đâu. Đằng nào chả thích em đủ đứa trẻ mà. Okay. Oh, that makes sense. Thì cũng được. Không nhất là phải trong cùng đại học mà trong cái trường đại học mà em muốn đến. Không, em đủ đứa trẻ, may đủ mạng mà không sao. Rồi, đúng rồi. Hợp lý. Độ tuổi 15 là độ tuổi thích idol lắm. Đua idol. Nice. Thực ra mình bây giờ vẫn đua idol. So yeah. Nãy giờ mình chưa biết được nhiều lắm về background của nhân vật Khánh á, có thể nói thêm được không? Ok, thì mình có một concept từ trước nhưng mà mình mới sử dụng lại, nhưng mà mình sẽ sửa lại một chút. Thì nhân vật của mình thì mình đang có ý định là kiểu cô ý sẽ là một đứa trẻ kiểu mồ côi và được nhận nuôi nha. Thì cô ý có cuộc sống trước đấy khá là bình thường. Mình cũng chưa đào sâu về việc cô ý vì sao bị đáy thành mạc cả rồng, mình không có ý tưởng ấy, nên là mong là có thể tìm ra trong hôm nay. Thì bạn ý sẽ là một cô gái đang sống một cuộc sống bình thường và đang và đỗ sắp có giấy báo vào một cái đại học rất là kiểu tốt, và cô ấy rất mong chờ ngày đấy. Nhưng mà một chuyện rất không may xảy ra vào cái ngày mà cô chuẩn bị nhập học là cô ấy đã bị một đêm trước khi cô ấy chuẩn bị nhập học, cô ấy đã lỡ đi chơi xa với bạn bè và sau đó là bị embrace bởi một tornado nha. Và hiện giờ thì mình chưa có nhiều chiều sâu về cho bạn ý. Cái này là trước khi nó đổ khánh là nam. Nam à, ừ nhỉ. Ừ. Ủa, là nam hay nữ cũng là nam đúng không? Anh ấy đúng không? Okay. Không sao. Thì cái này là trước khi vào đại học đấy à? Hay thế nào anh? Trước khi vào đại học. Ok. Thì có thể đơn giản là đẹp trai quá nên một má mì thì thích được. Em xin lỗi. Là Toreado mà. Toreado không phải như thế các cô ơi. Cảm ơn. Mọi người đấy, có thể là không phải như vậy, nhưng đây cũng là một phần hơi lớn. Không phải điều quan trọng. Ít tưởng thế lúc mà cố nhắc đến nhân vật Tornado này, xin có nghĩ là nếu mà mình lấy concept của Cruella de Vil thì như thế này. Bà Cruella de Vil một trăm bài tóc đúng á, trong cái bài action á, kiểu tôi nghĩ rất là khá giống đúng không? Một người trẻ tài năng, có chính kiến rất là mạnh, cũng có liên quan đến nghệ thuật, thiết kế thời trang các kiểu đồ á, thì nó sẽ là một cái gì đấy rất là thu hút đối với Tornado. Hoặc là em đang nghĩ theo một cái hướng nó
nó hơi khác một tí. Cái này nó chỉ là gợi ý thôi nha. Có thể là khi mà cái cô nhi viện đấy nó sắp đến cái thời gian phá sản vì không ai còn đầu tư nữa, và nhất kiểu nhân vật của chị Khánh sẽ kiểu như một viên ngọc sáng của Toredo, kiểu xinh đẹp, tài năng, xong rồi kiểu có khả năng thiết kế thời trang, cứ cho là thằng sống là xì bố lên chẳng hạn. Và Toredo thì cần gì? Cần mặc đẹp. Nó sẽ là một cái điều kiện như kiểu đổi một một để có thể bơm tiếp tiền vào cái cô nhi viện đấy. Em xin lỗi nếu có gì hơi sai, nhưng mà có chi tiết cô nhi viện. Nó một dạng kiểu có cô nhi viện. Chị Khánh là cô nhân vật của chị Khánh là từ cô nhi viện thì phải là kiểu cái lý do để chị Khánh không dễ dụ khi bị embrace. Hoặc là mình có thể không Khánh có ý tưởng nào trong đầu không? Tất nhiên thì mình có thể là làm, chỉ cần làm như background Khánh đã nói, không cần nhiều, tại vì game của mình background là một phần giúp nhiều và mình hiểu nhân vật đi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tương lai, mình quyết định gì trong tương lai, hành động của mình ảnh hưởng đến như thế nào trong thế giới. Thế nên thật ra background của mình không cần phải quá phức tạp nếu mà mình không có ý tưởng hiện tại, mình cứ để nhân vật flow, go with the flow thôi. Cô game nó như thế nào thì nó cứ phát triển tiếp. Nếu mà anh cảm thấy khó khăn để tạo nhân vật, mình đang nghĩ là hay để dễ roll hơn thì mình sẽ đổi nhân vật khi mà mình thành nữ. Mình nghĩ là mình sẽ không roll được một con thằng con trai đâu bạn. Hơn sao sẽ đổi. Mình cũng không roll được nữ đâu. Thôi nha. Nói dối không chấp mắt. Nhưng mà đây là một lời mời nhỏ từ em. Thì kiểu nhân vật của em nó đang có background là một idol, thì kiểu mình có muốn kiểu kết nối theo kiểu quản lý với idol đồ các thứ không? Okay. Về stylist với idol hoặc là cái gì đó, thật gì gì đó với idol, hoặc đơn giản chỉ là quản lý với idol thôi cũng được. Thì bởi vì em là một vampire, em vẫn đang là idol, em cần quản lý của em cũng biết em là vampire, để lúc em đó em không lén lút quá. Ok hiểu. Thì Kia của chị thì có thể là sẽ đã từng làm vampire vài năm rồi, và sẽ kiểu có một chút gọi là chỗ đứng nhân nhỏ ở trong xã hội của Kidex, và sẽ có thể là sẽ rất hay nếu mà làm quản lý cho nhân vật của em. Thì chị xem là xem nó có cố vấn thời trang, cho dù chị không chắc là chị kiểu cố vấn thời trang tốt, nhưng mà nhưng mà chị sẽ có. I like that. Có thể là tại vì mình đang có hai người đàn ông thôi, cái dynamic của hai người đàn ông này đang thể hiện là nó hơi thấp, tức là suy nghĩ rất là buộc vào trong được cái chủ đề mà của búp á, là hai người đàn ông này có vẻ là hơi lay down một tí, trong khi hai người phụ nữ này rất là dominant. Suy nghĩ nó sẽ tạo ra một cái gì đó thú vị trong nhóm chơi cờ vây. Hai người phụ nữ này kiểu bắt quậy với nhau xuống bước trên đỉnh thế giới rồi. Hai ông kia kiểu một người gangster, một người thì chọn gia đình đó. Đúng rồi, không có ý gì với nhân vật, nhưng mà sẽ kiểu thường bị stereotype là sao lại để bạn kia dominant như vậy rồi. Be cool thing. Không cần nên gì, nhưng mà nhân vật của anh sẽ nghĩ là cậu ấy mới là đang đứng ở chỗ cao nhất của xã hội. Không sao, chúng ta có thể chửi nhau mà. Group 2 với Genshu em không nghĩ nó sẽ hợp. Cái đấy rất là hay. Hai người có định nghĩa về đỉnh cao khác nhau rồi. Hai đứa đều được, hai bên đều được tính là đỉnh cao. Nhưng mà chắc quan niệm về đỉnh cao của chúng ta khác nhau. Chúng ta lựa chọn, chúng ta đều nghĩ chúng ta lựa chọn đúng mà. Kiểu mỗi người đều ở vị trí mình muốn thôi, có gì đâu. Xin nghĩ là nếu mà trong group có vẻ dynamic của anh Thiện với lại Đường thì là có khả năng cặn mặt nhau để bắt đầu nhau về ý tưởng ấy. Anh nghĩ là cho bọn nó gần cùng tuổi cũng được ấy, nhưng mà mỗi người là đi em sao đường. Quá tôi em thì anh cũng có không, thì anh lại để cho cái nhân vật nó hạ tuổi xuống, mà cái em gái của anh cũng hạ tuổi xuống tí. Em tầm 52 năm 3, tức là tầm 20 21 22 gì đấy tầm 21 tuổi 52 năm 3 đại học. Ok 52 năm 3. Ok đây chị tầm 24, còn chúng ta cũng ông chú đã được rồi. Người lo chuyện cơm nước. Người ở nhà, trong nhà sau khi ba đứa trẻ trâu đi quẩy về không được. Tại mà đích chưa gia đình luôn. Búp và ba đứa trẻ. Quả mẫu này, ba đứa trẻ. Chuẩn bị là người bạn nhất trong cái clan nhá. Mọi người chóng mức giận rồi. Bùm ma thuật bùm. Tôi cảm giác như nhân vật này không có gì Adriel cả, nhưng mà thôi rồi không sao. Thì có vẻ búp hay thích chơi như vậy như đấy. Xong Đường kiểu bị búp cũng là sẽ buồn đường hết vậy bố ơi. Anh lấy cái nhân vật lúc đầu từ CMZ là anh định kiểu chơi một cái ông bác học kinh khủng và có những cái ý nghĩa lạ đời, nhưng mà anh hay chơi những nhân vật kiểu đấy rồi, nên là bây giờ muốn thử làm trẻ trâu. Kiểu không phải nghĩ gì hết, cứ nghĩ gì là rồi đấy. Đúng rồi. Gửi meme của Vin Diesel family. My family, you touch my family. Mình có thể tưởng tượng ra được cái trong mắt hồi xưa, suy nghĩ tưởng tượng ra cái dynamic giữa nhóm mình là hai nhân vật của Thiện với Đường, đó là
hay tranh cãi nhau đúng không? Búp sẽ là nhân vật của Búp sẽ là người giảng hòa nè, tức là người wise hơn một tí. Còn nhân vật của Khánh kia có thể lại rất dấu ấn tiện, tức là cả hai đều hướng về cái gì đó freedom á, independent hay một cách nào đấy. Cho dù cái kho của nhân vật ấn tiện hơn nhưng không hoàn toàn như vậy đúng không? Yeah. Khi nó lại không giống freedom. Nhưng mà cái nhân kho của nhân vật ấn tiện là tìm được những cái gọi là cái gia đình của mình, loyalty. Chứ không phải là cái vị trí trong xã hội. Cậu có thể hy sinh vị trí của mình nếu mà cái gọi cái gia đình hiện tại của cậu là cái băng đảng của cậu được ở chỗ cao hơn. Cậu có thể thế thì có vẻ hơi hơi đối lập với Kia đấy, vì Kia sẽ là kiểu chính kiến, định kiến và kiểu làm cái gì cho bản thân trước ấy, tại vì cậu ta xuất phát từ một nơi không có một cái gì cho cậu ta hết, của cô như viện không có gì thuộc về cậu ta hết, nên là cậu ta sẽ muốn thực ra concept của đấy nó sẽ đối lập như thế, tức là cả anh và concept của nhân vật của anh và anh Thiện thì đều sẽ hướng tới là như kiểu các mối quan hệ đúng không, kiểu vì người khác nhiều, tức là vì kiểu đấy những người xung quanh, các mối quan hệ nó ràng buộc. Còn concept của nhân vật của Đường và của Khánh thì sẽ lại giống như là kiểu mình vươn lên đến đỉnh cao, tức là cái mục tiêu nó sẽ là vươn lên cái đỉnh cao nhất ấy, kiểu đấy. Thì ra được idol, Khánh thì là bước ra để kiểu bước ra để tỏa sáng ấy, kiểu đấy. Thì nó sẽ có một cái sự đối lập trong đấy, đôi khi conflict nó sẽ từ đấy mà ra, kiểu em sẽ chọn cái nào. Em hiểu ý anh Búp, nhưng mà em sẽ nhắc lại một xíu. Nhân vật của em đã trả thù xong rồi, và bây giờ nó là một cái xác giận, nó nghe lệnh của bố nó. Nó không quan tâm một cái gì, nó diễn đúng tròn vai của một idol bên ngoài, tròn vai của một hot girl mạng thân thiện tất cả mọi người bên ngoài. Còn lại nó không có cảm xúc riêng, nó không có đánh giá riêng. Nó chửi nhau vì nó bên tên Chu ạ. Bố ta là tất cả kiểu đấy ạ. Nói vậy là nhân vật của Kia có sẽ có chứng kiến cao hơn so với lại của Đường. Nhìn ngoài thì có thể đánh đồng hai người này giống nhau, họ làm chung cái industry với nhau đúng không? Nhưng mà mindset của hai người lại có một cái Anh Thiện định nói gì nhỉ? Nghĩa là Đường, nãy anh định hỏi Đường thôi, là cái nhân vật của em làm vì nó là những gì được expected, những gì được kỳ vọng bởi em, chứ không phải làm vì thực sự là muốn làm nữa, tại vì cái mục tiêu trả thù đã hết rồi, chả còn gì nữa. Thật ra là bởi vì cái này nó xuất phát từ lý do nó được biến thành, được embrace. Cái này em, tại vì em xây xong background rồi nên là em sẽ cố nhờ mọi người vào. Nhưng mà thật sự tức là trước lúc đấy thì nó là một idol nhá, xong nó có một thằng quản lý số tính và nó bị lừa bởi thằng quản lý số tính, khiến nó mất rất nhiều thứ. Có thể là mình có thể cho nó mất cái gì cũng được, mất hết gia đình, mất hết bạn bè, mất hết tiền bạc danh tiếng các thứ. Bởi vì cái sự cay cú đấy và vì tài năng stalk Facebook như một vị thần, nó đã mò ra được có một người kỳ lạ nào đấy luôn, kiểu theo dõi tất cả các phòng livestream của mình mà không bao giờ nói gì cả. Đó, và nó tìm ra được ông Macaron này, và nó đến nó lạnh lục, nó cầu xin người ta biến con thành Macaron đi làm ơn. Đấy nhá. Người ta đã biến nó thành Macaron, nhưng mà chắc nó cũng có blood bond luôn, tức là uống máu thành con nghiện các thứ luôn. Với một cái khế ước là sau khi hoàn thành được những cái gì mà nó muốn ấy, là trả thù xong cái thằng quản lý cũ kia, thì nó sẽ quay trở về và dưới trướng ông này, kiểu nghe mọi lệnh kiểu cả cuộc đời sau này của nó sẽ là của ông này, nó như một bản khế ước á. Nhưng mà mục tiêu nghĩ thế nào về việc đó? Không, nó tình nguyện anh, bởi vì đến lúc đấy là nó đã, thật ra là lúc mà ký thì sẽ có suy nghĩ, nhưng mà blood bond cái cơn nghiện máu đấy anh, ta đến uống sôi lần ba lần tư là kiểu say là trời là mẹ là bố là chúa, thì đến lúc đấy là hầu như có thể hiểu là con nghiện và đã không còn cái tính cách riêng của mình nữa, từ cái hành trình cai nghiện nếu nói thẳng ra. Thú vị. Ý anh muốn hỏi đấy là giả sử nếu không nghiện ấy thì nhân vật của Đường có muốn cái việc là nhân vật của Đường, tất nhiên là không rồi, cái mindset tức là ý đây là nhân vật của Đường nghe lời ông kia là bởi vì là nhân vật của Đường vẫn đang là kiểu bị chịu sự chi phối bởi cái cơn nghiện blood bond. Nhưng mà nếu mà không có cái blood bond đấy, bỏ ngoài cái blood bond đấy ra, thì nhân vật của Đường nó có một cái mục tiêu gì không, kiểu giống như là ok rồi mình phải break free khỏi cái này hay gì đấy, nó phải có một cái hướng đi cho nhân vật. Còn nếu mà nhân vật của Đường chỉ là cam chịu là kiểu thôi sâu ra, tôi sau khi tôi trả thù xong rồi tôi chấp nhận việc này rồi, đúng ok rồi. Làm vòng phải không tệ là như thế à, đúng không? Tôi cũng có cùng kiểu câu hỏi, có nghĩa là trả thù xong rồi có cảm thấy như kiểu trống rỗng quá, như kiểu không có mục tiêu trong nào cuộc sống nữa không, kiểu ôi bây giờ mình phải làm gì. Nếu mà không có blood bond nữa, thật ra em nghĩ cái việc kiểu trống rỗng của nó không chỉ phụ thuộc vào blood bond ấy, mà bởi vì cả một quãng thời gian phía trước nó đã đang sống vì hận thù ấy. Đấy là cái cách nó tự đánh mất chính mình và tự phụ thuộc vào người cấp trên và không cho mình quyền lựa chọn ấy. Tức là kể cả không có blood bond thì nó vẫn ok, nó vẫn sống theo cái cách mà ông bố chỉ dẫn. Tức là nếu mọi người bắt đầu cái chronicle này thì tức là lúc mọi người bắt đầu, cái Đường nó chưa hề quyết định gì về việc chống trả lại cả. Em mới bảo cái quá trình tìm lại con người của mình và tìm lại như nào thì em nhờ mọi người. Đó vấn đề thì vấn đề em muốn hỏi là em muốn hỏi đấy. Cái thời gian mà Đường chơi được là 4 session, chính xác là 4 session cho đến khi mà em đi. Thì em muốn tập
tập trung vào mảng nào của câu chuyện nhân vật này, hay muốn tập trung vào mảng nhân vật. Đấy, vẫn có thể chia ra thêm nhé, nhân vật từ lúc trống rỗng đến khi nhận ra là à, mình có thể có một mục đích khác, từ cái đoạn ngắn tí đấy thôi. Hoặc là em muốn tìm là bắt đầu từ nhân vật đã nhận ra mình có thể có một đích khác đến tìm được chính xác mục đích đấy là gì. Em muốn chơi khoảng nào trong đoạn này? Em muốn chơi cái đoạn đầu ạ, cái đoạn mà từ đang không biết gì và được inspire, được nói này kia, kiểu được thuyết phục để cai nghiện kiểu vậy ạ, để bắt đầu cai nghiện ạ. Trong đời, hoặc là kiểu cả trong đời vampire này vẫn có thể cùng cái mục đích gì đấy khác. Đúng. Từ đến không có gì đang nhận ra cái đấy. Cái này sẽ phải báo trước với mọi người là như thấy anh hiện nát có vẻ đúng là một cái mình phải nhớ ra là đường chơi có 4 session thôi. Có một cái mình phải cập báo là mình cái chủ đề các phẩm luôn, cái câu chuyện mình muốn khám phá mình nghĩ trong đầu đó là hay, nhưng mà trong thực tế nó có xảy ra được hay không nữa nó lại là một cái chuyện mà mình không khó lòng kiểm soát luôn. Sương có thể cố gắng đưa cái tình huống thúc đẩy những cái tí xảy ra, nhưng mà cũng có khi là nhiều người chơi, nhiều sự kiện khác nhau nữa nên nó có thể nó không up front về chuyện đó được. Có thể nhân vật của mình không đạt được cái thay đổi mà mình muốn trong cái thời gian đó, có khi là cả câu chuyện luôn mình viết cái chủ đề đó rồi mà nó không được hoàn thiện luôn á. Đấy là một thứ mà mọi người phải aware trong cái khi chơi cái này, là không thể expect được là nó chắc chắn sẽ phải đi theo cái hướng đó mà mình muốn được. Anh nghĩ là cái thời gian chơi ấy, để mà đi sâu được thì nó sẽ gần giống cái one shot mà Sương dẫn. Cái one shot đấy là 2 session là còn dài, có thể là thành 3 session. Thì trong cái thời gian 4 session là mình kiểu đi một câu chuyện dài hơn thế một tí thôi. Gần như là có một cái vụ án mình giải quyết xong và thêm một tí nữa, kiểu như vậy. Thì có gần như cảm giác là một cái chapter nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà trong cái nếu mà đường chơi một nhân vật như vậy thì phải có một cái động lực gì đấy cho nhân vật của đường để tiếp tục đi. Tại vì là cái người mà đã không có mục đích gì và chỉ là tại vì lấp đầy cái sự đấy về cái cơn nghiện, là một cái người như vậy anh cảm tưởng, một cái nhân vật như vậy anh cảm tưởng là sẽ khá là annoying cho những người khác để làm việc cùng, like, làm cái này đi, tao không muốn, chả có gì, cuộc đời chả có gì. Thế thì mình sẽ có thể đẩy hơn là nhân vật của em chưa từng biết việc uống cái đấy là blood bomb thì sao, kiểu nó chưa từng biết đến thế và nó luôn nghĩ cái ông bố của nó đang rất là yêu thương nó, ông sai rồi. Thì thì mình có thể đẩy nhanh lên bằng việc là ví dụ như bút vào một cái đó đấy kiểu trí thức thâm sâu, thì nó là ủa mày blood bomb hả, xong nó kiểu blood bomb là gì tao không biết đi, xong rồi khi nói ra biết là mình đã bị người ta tình kế từ lúc đấy, chứ không phải là người ta cứu mình vì tình thương nữa. Với một cái với cái background đã bị phản bội một lần rồi thì cái đấy nó sẽ là cái gì đấy kiểu bắt mặt con bé ấy, kiểu tỉnh lại đi đéo ai thương mày. Hoặc là cũng có thể là trong cái thời gian chơi 4 session này là nhân vật của đường bị sai đi làm cái gì đấy thì thực ra cũng được. Thì thật ra theo lý thuyết thì gặp mọi người là bị sai đi làm mà, thì chỉ là trong cái lúc gặp mọi người bỗng nhận ra là người ta không đối tốt với mình, người ta đang kiểu dùng mình như một quân cờ. Và đúng kiểu cái cách người ta đồng ý biến một ai đó thành Venture ấy thì đúng cái tức là đúng cái tổ chức nó vẫn là có cái tổ chức lãnh đạo, vẫn có cái sự tham vọng của nó, thì em nghĩ đấy nó sẽ là bản năng của cái đường rồi, thì là nó đang bị không nhận ra vì cái blood bond đấy thôi. Thì khi nó nhận ra nó đang bị blood bond, nó sẽ có một cái đấy kiểu bị ức chế, bị cáu khi tao bị kiểm soát kiểu đấy. Đấy là câu hỏi mà lúc nãy em bị hỏi đường nhé. Không, đấy chính xác là cái mà anh đang muốn hỏi đường đấy, bởi vì là tức là ý là kiểu cái việc mà đường có biết thì blood bond không, kiểu nếu mà đường biết thì blood bond mà đường chấp nhận nó thì nhân vật của đường sẽ rất khó để mà có thể mọi người có thể giải quyết cái vấn đề đấy không? Kiểu, em biết như thế rồi nhưng mà em vẫn chấp nhận. Ok, thế thì nếu mà em đang muốn thế thì không, lại nếu em không muốn được cứu thì không ai cứu em được cả. Đúng không? Kiểu thế. Nó sẽ rất là khó, mọi người sẽ rất là khó để mà triển khai. Chắc như là vẫn sẽ có thôi nhưng mà nó sẽ cần rất nhiều thời gian hơn, chỉ là 4 section. 4 section gần như cái việc đấy anh nghĩ là sẽ khá là khó. Thế thì em mới bảo là nếu mà giả sử là ok được rồi, nhưng kiểu câu chuyện em nói là em bị lừa, em bị ông bố lừa. Em không hề biết được chuyện đấy. Bây giờ đến hôm nay em nhận ra, nhưng mà bây giờ chỉ là nội tâm của em đang tăng xé việc là cái cơn nghiện của em và cái việc là ok em đang bị phản bội, hai cái đấy nó đang xé với nhau. Thì maybe là nó sẽ còn một cái để mà phát triển, lại bị phản bội lại bị phản bội ok, và cái lại bị phản bội đấy nó có thể link với cả cái của anh Thiện về cái lâu tí đó, có thể là hai người đầu chửi nhau, hai chuyện nhau ôm nhau khóc kiểu vậy. I like that. Chúng thích cái đề kiến của đường, nó có thể trở thành cái storyline cho bọn mình á, là có thể những cái session đầu bọn mình giúp đường, đó là đường mà một người mới vô cái chỗ này á, có thể đường là đóng giả là mình không biết cái gì luôn, đi chung với Kotori này, nhưng mà Búp là Tremere có khả năng phát hiện ra được, biết rất nhiều kiến thức về máu, nên chắc chắn biết về blood bond nào. Thế nên chỉ cần một cái giây lúc nào đấy, ví dụ như đường không biết, ông đấy đưa cho đường một lọ máu đi và đường phải uống định kỳ đấy, ví dụ lần này lần thứ hai thôi, để mình còn break được cái blood bond đấy dễ. Thì ok, Búp nhìn thấy chẳng hạn, thế là mình xếp ra làm đấy. Có thể nhân vật mình, hướng của mình có thể hướng đến là mình phát hiện ra cái chuyện này trong câu chuyện của mình, về cái thời điểm mà nhân vật của mình break off á, là có thể mình đi deal với chuyện đó, hoặc là mình thành công thì mình
về deal với ông đấy như thế nào chẳng hạn, hay là mình về mình từ chối bye bye ông đấy luôn, hay là không, hay là mình về cãi nhau với ông đó, hoặc là mình không phát hiện ra thì là đúng rồi nhé. Mình có thể nói là cái khoảng thời gian mà mình nhân vật mình break off khỏi câu chuyện á, nó là những cái thứ xảy ra, thì tôi nghĩ đây là một cái tình tiết gọi là vừa đủ mà mình có thể cho nó xảy ra được và nó kiểm soát được trong cái thời gian đó. Thế nhưng thì mọi người trong nhóm chơi đều đồng tình muốn cái hướng đó thì nó sẽ có khả năng thành công xuất hiện. Tôi không biết đây có phải là một điều nên lo lắng hay không. Mình cũng đang set up được một cái narration nhất định nào đó cho câu chuyện. Nhưng mà nhớ rằng là bọn tôi hoàn toàn có khả năng để không, em sẵn sàng luôn á, nhưng mà đấy, thì chơi không ai. Yeah, okay. Suy nghĩ cái điểm mà mình muốn set up là các nhân vật của các bạn sẽ đi đến phát hiện được là nhân vật của Đường đã bị bóp bon, và nhân vật của Đường cũng vậy. Phản ứng của mọi người là chuyện của mọi người, phản ứng của Đường là chuyện của Đường, nhưng mà nó sẽ phát hiện ra thôi. Okay. Đó. Còn và lúc em có thể là lúc cái em break off, lúc em không chơi được nữa thì đơn giản là em về cãi nhau với Sai đó, và em bị nhốt. Tạm biệt. Suy nghĩ nếu là một chủ đề thú vị mà, tại vì như vậy đúng là cho tất cả mọi người ở trong cùng cái coterie học được về bóp bon là gì. Tại vì mọi người đều là phát linh người mới, không có biết bóp bon là gì hết đấy. Trừ Búp ra, Búp là trừ Mia thì kiến thức về bóp bon nó sẽ mạnh hơn. Thì mọi người có thể hiểu được là bóp bon là một loại bắt người trung thành trong thế giới này. Ấn tiện. I kind of suggesting nào anh Thiện không trung thành. Nhưng mà nó là cái trung thành. Ừ, nhân vật của mình interpretation là chuyện khác. Ok, thì cái câu chuyện đấy là khá ok, vì cái câu chuyện đấy là khá ok. Thì trong 4 session anh nghĩ là có thể đạt đến được. Và cái câu chuyện của nhân vật Đường sau đấy là như thế nào thì luôn cũng có thể là để mở. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn phải có cái hơi ổn ổn gì đấy, tại vì các nhân vật khác vẫn tồn tại trong thế giới và có thể là muốn tìm hiểu về nhân vật của Đường. Cái đấy là có vẻ là natural, tự nhiên thôi. Yes, ok. Nhân vật của Đường bị lại có vấn đề về Sai thì anh cảm giác là có vẻ là hơi giống những gì mà anh bàn nói xương về nhân vật của anh tiếp. Nhưng mà cái đấy là cái Sai của nhân vật Bính này, là anh sẽ để mở cho Sương muốn là lại là trung thành hay là không, đấy là tùy Sương. Sương nghĩ là cái bạn phiên bản nào của câu chuyện nó hay thì có thể cho vào, và cái gang của cái cậu Bính này có trung thành hoàn toàn với cậu không, thì đấy là cũng là cái chủ đề hoàn toàn của cái cậu này, tìm ra ai người trung thành. Hợp lý. Cái đó có khi mình sắp xếp thêm riêng. Em nghĩ cái này là một cái hay, giống như lúc nãy Đường có nói là có thể vài session đầu mọi người cãi nhau, nhưng mà hai nhân vật rất là cạnh nhau. Nhưng mà đến giờ anh nói sau một hồi phát hiện ra thật ra hai người có cái kho khá là giống nhau, tức là đều bị bound to Sire của mình. Tuy nhiên thì trong roleplay điều đấy nó có đến natural với mọi người hay không, rồi có muốn nói về chủ đề đấy hay không, hay có tìm thấy được cái đó hay không, thì nói chuyện ra thì nó là đúng rồi, đó là chuyện xảy ra trong game thôi. Mình thì đang thấy cái potential đem đấy thôi. Thực ra vấn đề là tất cả bọn mình hình như đều sẽ có vấn đề gì đấy với cả cái ông Empress của mình. Tám phần là vậy. Búp với Khanh là như nào ạ? Cảm giác thế. Búp thì theo những gì mà bọn Búp xây dựng thì giống như kiểu là kiểu việc Búp, việc nhân vật của Búp, hỏi Búp việc nhân vật của Búp hay kiểu đi sinh hoạt kiểu những cái liên quan đến sinh hoạt ở trong những cái kiểu những cái society liên quan đến ma thuật ấy, thì bị để ý bởi Sire. Và Sire cảm giác là kiểu ok, kiểu, bởi vì cái nhà của Búp thì lại là một cái nhà Kana, thì là một cái nhà thứ nhất là nó khá là tiến bộ, thứ hai là nó khá là thiên về nữ quyền, và khi mà nó thấy một thằng cu kiểu sẵn sàng kiểu lùi lại và kiểu tôn cái vị trí của người phụ nữ lên, nó là kiểu lại có cái đam mê với ma thuật, thì nó đánh giá là ok thằng này ngon, kiểu mình muốn thân nó thành vai em. Và một cái nữa là nó cũng muốn lợi dụng vợ của Búp, tức là kiểu lợi dụng cái vị trí xã hội của vợ Búp để mà kiểu phát triển cái quyền lực của nó ấy. Kiểu đấy, lợi dụng, vì dù sao thì có địa vị thì vẫn tốt hơn mà. Thì và vì như thế thì nó sẽ động vào cái là conflict với Búp, tức là bởi vì ok rồi, mình mặc dù mình trở thành va, mặc dù mình thích pháp luật, nhưng mà mình vẫn phải bảo vệ vợ mình. Vợ mình, bởi vì vợ Búp thì là touchstone kiểu đấy, thì vẫn phải là kiểu, thì nó sẽ là sinh ra là câu chuyện, nó sẽ là bây giờ mình chọn ai, mình chọn như nào, mình chọn trung thành với nhà để kiểu phát triển về phép thuật, hay là mình chọn đứng về phía vợ mình và kiểu là sẽ kiểu hoặc là tìm cách nào đấy trung hòa giữa đại loại thế. Thì cái đấy cũng là sẽ là để Sương, ý câu chuyện nó sẽ như thế thôi, còn để Sương như thế nào thì đấy là quyền của Sương. Absolutely, I like that. Còn say ở cổ Cú thì cũng có muốn nói thêm gì không về nhân vật này, nói gì về nhân vật này không? Yeah, mình cứ Cú nói thêm thì Cú đang có một idea là kiểu
nhân vật đấy đến cô nhi viện thì bà ta đã chọn Kia vì cái phẩm chất mà vào trong bốn cùng Toledo. Và sau đó bà ta embrace cô bé cho dù cô ấy không muốn. Và đấy là một trong những điều đầu tiên khiến cho kiểu như cô ấy không được chọn. Cô ấy, cái việc này ngoài ý muốn của cô ấy và cô ấy không thích điều đấy. Và cô ấy, phía sau là cô luôn trong tình trạng cố gắng kiểm soát mọi thứ trong cái khả năng của mình. Thì đấy, Tatsun của Kia thì chắc là sẽ là người yêu của cô ấy. Oh, I like that. Con người. Tatsun là người yêu này là của cô ấy. Tôi có tưởng tượng ra là cái người yêu này có thể là làm cái việc gì không? Tức là mình đang thử nối với những nhân vật khác. Ok, thì mình đang có ít tưởng thì bạn này là một con trai, cũng chưa biết là thế nào, nhưng mà mình chỉ có hình dung về cá tính của bạn ấy thôi. Thì bạn ấy kiểu hơi cao ngáo. Hơi cao ngáo mà nghĩa là kiểu dạng cũng đánh đá hay đi đánh nhau, và cũng kiểu nói chung là kiểu bass ass nhưng mà có trái tim tốt ý, kiểu đấy. Người cùng một gang với anh Thiện. Chứ còn gì nữa. Người cùng một gang với anh Thiện. Kiểu thế. Kiểu thế. Nói mới nói nửa câu mọi người đã cười hết rồi. Nghe dễ quá mà. Em nhận ra một điều mọi người ơi, em không có Tatsun, em chưa biết Tatsun của em sẽ là ai cả. Tatsun thì hơn đi. Tatsun của hay là một món vật gì đấy. Tatsun của em lúc trước đang để là kẻ thù. Là kẻ thù. Nhưng mà nó trả thù xong. Thực ra đây cũng là một cái explore khá là hay khi mà Tatsun của mình đã chết đi. Thì có nên là nó chống hẳn luôn chị Sương. Có nghĩa là bây giờ nhân vật của Đường chính xác là từ cái giai đoạn mà không có gì, mọi thứ đều vô nghĩa, đến cái đoạn có cái gì đấy, nghĩa là đoạn đấy là bắt đầu có, không hẳn là có Tatsun, em bắt đầu tìm kiếm một cái Tatsun khác. Đúng rồi, em thích cái đấy. Tức là trong luật của Vampire Masquerade nó cũng y như vậy, là một Tatsun thì sẽ đi kèm một conviction, đúng không? Conviction này là cái mong muốn mình lẽ sống của mình á. Một khi mà Tatsun ấy bị vỡ, conviction của mình cũng vỡ luôn. Mình blank mất, không biết định hướng đi như thế nào á. Như anh Thiện nó rất là hợp với cái kiểu Đường. Và thường xu hướng của nhân vật sẽ là muốn tìm một cái Tatsun này khác, một cái gì đấy để mình bám víu vào làm con người á. Điều đấy có thể dẫn tạo thành một cái động lực phụ cho nhân vật chẳng hạn. Nên là mình ngầm kiếm một cái Tatsun mới cho mình chẳng hạn. Một người nào đấy để mình gắn bó, có thể là người đó giống người đó, hay là mình nhớ đến người đó, maybe một đó. NPC nào đó. Tất nhiên thì suy nghĩ là trong cái loại span của mình có 4 session á, thì Tatsun cũng có khả năng là của em khó pop up được. Nên cứ kệ thôi. Cái câu chuyện của nhân vật Đường sẽ chỉ là mình nên bắt đầu tìm một cái gì đấy mới, và đại diện là một cái Tatsun mới, thì nhận ra cái điều đấy. Nó cũng trong quá trình cai nghiện. Đúng rồi. Với nghiện, sau khi đổi xuống là nghiện mới có một lần máu thôi, để mình còn cai được. Nghiện biết cái cai khó lắm. Cái khổ lắm. Ok, bọn mình đi qua concept của nhân vật rồi đúng không? Mình đã thử đi qua cái ấy rồi. Thì sao ta? Bọn mình suy nghĩ bọn mình sẽ tạo ra một cái relationship map trước. Đó bọn mình sẽ vô role 20 và bọn mình làm điền character của nhau thôi. Thì trong character role 20 cái này nó sẽ khác biệt một chút với hôm bữa mọi người là mọi người có thể play up dynamic của nhau á. Thay vì hoàn toàn chỉ dựa vào backstory của mình để tạo ra những cái stat đấy, thì mọi người có thể xem xét trong nhóm này. Ok, trong nhóm mình có dynamic, có người làm warrior rồi không? Thì người hay đứng lên giải quyết vấn đề. Thế nếu mình làm người giải quyết vấn đề theo kiểu social thì sao? Là người kia thì đúng thì sao? Tức là mọi người có thể bắt đầu play off với nhau và tạo ra những cái ấy để bù trừ, hoặc có thể không, tùy theo mọi người. Nhìn trước tiên bây giờ mình sẽ làm cái gọi là relationship map với lại coterie type của mình nhé. Thì để nói nhân nhóm của mình sẽ chơi là Anok ở trong Sài Gòn từng đợt trước luôn. Anok là setting của mình sẽ là mình chọn một cái quận nào đó trong Sài Gòn, tùy mình, nhóm của mình có thể quyết định với nhau sau cái session này á, cho sơ một cái địa điểm đó để mà mọi người nghĩ cái là khu để mình set up cái haven của mình đi, hoặc là một cái neighborhood. Đúng rồi. Thế thì việc chị ơi, thế việc em lại venture nó có bị ảnh hưởng gì không? Đấy là bây giờ Sương sẽ nói về vụ này. Tức là bởi vì nhóm mình là Anok ấy, về cái định tiếp party của BND. Sương nói đi. Nó giống một cái party của bên BND, tức là mình sẽ cố gắng để các nhân vật gắn kết với nhau. Ít nhất là trong game này sẽ có game nhân vật ghét nhau, rất là ghét nhau cực kỳ, kiểu ghét nhau cặt mặt luôn á, nhưng mà họ phải ở với nhau về một coterie bởi vì họ là những người duy nhất chống lưng cho nhau, để rồi họ không hợp nhau đi chăng nữa. Thì cái ý định của một cái coterie trong Vampire the Masquerade cũng vậy, là mọi người đang phải sinh tồn với nhau, sống với nhau, dựa dẫm vào nhau. Bởi vì thế ấy cố gắng tìm ra cho mình một cái lý do gì đấy tại sao nhân vật của mình lại ở cái coterie này. Bây giờ tìm, ok em hiểu rồi. Bây giờ quay lại cái việc tìm địa điểm ở Sài Gòn vì khó, vì em chỉ ở Sài Gòn. Cái này thì Sương phải tìm thôi, tại vì tất cả
cả mọi người ở đây không ai ở đây Sài Gòn hết. Không ai ở Sài Gòn hết. Sơn Quốc Hồ ở Sài Gòn, thế nên Sơn Quốc Hồ cái này mình sẽ để Hà Nội sau. Đúng rồi. Anh ở Hà Nội. Bây giờ Hà Nội. Sương có thể là tìm cái địa điểm này sau hoặc là tự chọn một cái địa điểm nào trên cái bản đồ mà thấy nó có vẻ địa lý nó phù hợp, nó gần các cái chỗ của anh khác. Thì các em bảo là cái setup mà địa điểm thành phố ấy, mình sẽ để sau cái này và mình có lúc chat ở bên Vampire the Masquerade 2L đúng không? Thì mọi người bắt đầu có thể list scale ra những ví dụ như là ở một số địa điểm mọi người thích ở Sài Gòn đi chẳng hạn, như là tôi muốn khám phá nhà thờ Đức Bà, tôi thích cái này và hút ở chỗ này, tôi thích phố đi bộ chỗ kia rồi. Thì cái hoặc là những cái nơi mà bạn nghĩ nhân vật của bạn sẽ hay đến ở Sài Gòn chẳng hạn. Ví dụ như là ở chắc là cái backup nào đó hay là nhân vật của tôi hay đi chơi bóng rổ ở cái sân vận động này. Thì mọi người có thể bắt đầu liệt kê những cái địa điểm đấy cho Sương để Sương lấy làm nguyên liệu set up cái world của Sương. Thế nhưng mọi người cũng không cần phải làm như thế, Sương có thể làm thay mọi người luôn cũng được. Đây là lựa chọn. Em muốn hỏi một xíu nhá, cái này là nó vừa chợt đập ra trong đầu em thôi, nhưng mà mình lấy trụ sở ở nhà thờ Đức Bà có bị cringe gì đến Sương không? Tôi lại cringe đến Sương. Tôi nghĩ rất là hay ấy. Sương đeo đạn anh thú nên em bị sợ. Ok. Không sao, Sương hoàn toàn ổn đấy. Thì kiểu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tại sao trụ sở của chúng ta không phải ở dưới hầm của nhà thờ Đức Bà? Thú vị. Đúng không? Nguy hiểm tại vì có thể là chỗ đấy được Prince ở rồi. Nó ngầu quá. Prince ở là đúng rồi. Cứ người hai level hơn ôm chỗ đó rồi. Thực ra nếu mà một cái với setup của mình thì Búp là Búp liên tưởng đến chỗ quận 7. Kiểu Búp vẫn còn nhớ hồi Búp vào Sài Gòn thì kiểu Búp đến quận 7 và kiểu nó có một cái con đường giữa nó tách ra hai khu, kiểu nhà giàu, kiểu các cái chung cư cao cấp, và một bên thì là những cái xóm nghèo kiểu thế. Búp kiểu interesting. Nhưng mà mình cũng không phải về Sài Gòn để mà mình có thể đánh giá cái vibe đấy, nhưng mà đã thì có thể kiểu xem thử. Thế mà cái sơ nhất tôi còn cần một bạn Sài Gòn ở đấy vào đây confirm. Chúng ta có rất nhiều người Sài Gòn ở đây mà, không sao đâu. Mày được tính sao? Có thể Sương có thể hỏi thêm Ni để xem sao cái vibe như nào. Tôi nghĩ là địa điểm xa trung tâm một xíu sẽ phù hợp với nhóm mình. End up thì nó không khó trung tâm được. Ok. Thế là đi làm hay là các nó cũng không đến mức phải ô, nhưng mà kiểu không phải quận trung tâm ấy, kiểu cái quận xung quanh dễ di chuyển. Do I have this part? Thế trong cái file mà Sương gửi mọi người ấy, mình sẽ làm một cái gọi là coterie type, tức là cái nhóm coterie của mình làm gì chung với nhau. Thì thường như trong cái file này không có rồi, mọi người phải mở rulebook ra. Có ai có rulebook ở trong ấy của mình không thì có thể mở, không thì Sương mở. Có phải là cái file mà mình download không? Không, nó là cái Vampire the Masquerade V5. Không phải quick reference. Đúng rồi, không phải quick reference. Nó là cái mà hôm bữa mọi người giật đó thì sẽ có. Ok, đây Búp có đây. Yasun Erata bla bla bla. Ok. Nếu mà có thì share file. Ok, Búp sẽ gửi nó vào trong cái kênh chat của Vampire nha. Có ai có cảm thấy muốn nghỉ một tí hay không, hay đang mệt không? Ok. Why magic? Julie khi Búp đang tìm anh chạy ra ngoài 1 phút. Ok. 55 giây. Xinh quá. Hay con thú như thế hả? Thôi. Anh Phúc ơi, con mèo của anh đâu? Nó đang chơi với thùng rác. Xinh đấy. Anh thề anh xin lỗi Khánh luôn đấy, nhưng mà bởi vì màu lông con cún trùng màu lông với cái áo của Khánh ấy, xong anh còn tưởng Khánh nó ôm cái áo. Ok, anh rất xin lỗi. Đây Bu bảo đi comment quận 2 hoặc quận 6. Ok, cảm ơn Bu rất nhiều. Ok, rất cảm ơn Bu. Nếu mà kiếm file thì kiếm cái gọi là coterie thai để Sơn mở cái trang đi chứ. Nó coterie tôi được là coterie type hả? Đúng rồi, nó rồi không? Coterie type trang 155. Ok, type của coterie của trang của Búp là 197, nhưng mà thôi rồi. Ok, xem không cái nào cái 197 thì nó chi tiết hơn đúng không? Nó là ở tầng cuối, từ từ. Đúng rồi, 197 chi tiết hơn. Back to blah blah blah. Chắc mình đọc bản, mọi người muốn đọc bản nào? Nhiều chữ nha. Xong rồi nói đi. Cái 153 thì nó sẽ là bản tóm tắt ngắn, còn cái 197 thì nó sẽ là cái bản dài chi tiết của nó. Tất cả các cái coterie khác nhau hả? Một cái Black Code Champion. Ok. Ý Sương ở đây là Sương đang muốn mọi người đọc cái này để mọi người chọn hả? Đúng rồi. Sương nghĩ không cần đọc bản này mà đọc cái bản 153 thì nhóm của mình đúng không? Nhóm sẽ có chọn coterie type, cái nhóm của mình làm chung cái gì đó với nhau chẳng hạn. Ví dụ như là hồi trước Sương làm cái này ở phiên bản V20 nó hơi khác một tí. Này là V5 nên Sương cũng đang vừa đọc vừa lấy thông tin. Nên, ok. Trong này nó viết là gì ta? Thì Búp sẽ xin phép tất cả một chút.
chút. Ôi. Quay lại. Ừ. Mọi người có mở được cái file đấy không? Em không thấy. Cái file này không phải đúng không? Sương gửi đi cho anh chạy sao? Không, hình không phải hình sao. Sương gửi lại đi. Book mới gửi. Book mới gửi trong Vampire the Masquerade. Coral book. Yes. Wow. 153. Đẹp nhà. 53 hay 55 nếu ở chỗ đấy. Đúng rồi. 3. 155. Anh có muốn phóng to lên không? Đó, Coterie Type. Anh... Đây, anh có. Chỗ nào còn? Coterie Type. Bot Cloth. Chỗ nào? Coterie Type. Bên dưới. Đó, đó. Đúng rồi. Xem bên dưới còn nữa không? Lúc in the mirror. Không, hết rồi. Còn muốn đọc bản chi tiết của nó thì là ở trang 199. Nhưng mà bài đấy nó dài lắm. Nên em nghĩ là đọc ở đây thôi rồi. Mình chọn cái concept mình muốn trước hả? Cái màn hình chắc là đang lật. Có ai khác muốn share không? Thương anh. Em share cho, em share cho. Ừ. Em cũng rất muốn. Em không cho phép. Mở battery type. Ok. Plot code. Control okay. Human code and feed from them. Một cái hội code gì đó mà mình control. Anh Thiện ơi, hình như tiếng Anh của anh giỏi hơn em đúng không? Rồi. Plot code controls a human code and feeds from them. Là một điều khiển một cái code. Code nó gọi là cái gì nhỉ? Code là một cái giáo hội. Giáo hội. Giáo hội. Tà giáo hội. Tà giáo. Yes. Yes. Điều khiển một cái tà giáo và uống máu từ họ. Blood code. Okay. Severus protects or guards against guards an important location. Bảo vệ. Và bảo vệ. Rồi. Một cái địa điểm quan trọng. Bảo vệ. Champion. Đánh vì một cái lý tưởng nào đấy. Commando. Đánh cho một cái chủ nào đấy. Day watch. Guards the undead sleeper from mortal. Bảo vệ. Macaron. Khỏi người thường. Yes. Fang gang, criminal crew gang, or the like, criminal, tội phạm. Hunting party, capture human with a particular blood resonance for others, bắt người với một cái loại máu nhất định. Marekha, có dấu sắc hay không biết đọc như thế nào. Cái đấy phải tiếng Pháp không bút. Marekha. Marekha. Guards the lord of the city, bảo vệ prince. Hay lord còn có bao gồm những người nào khác nữa không? Trong thế giới vampire. Có. Những người cao cấp trong thế giới trong thành phố này. Các sếp. Sếp. Yes. Nomads. Bố. Bố và nhiều bố khác. Bố. Đừng cứ bố thôi. Vampire daddy. Nomads. Từ cái one shot hải đường bây giờ cái gì ông bố. Bố ơi. Dài quá. Đó gọi bố với tay đập. Không được daddy shame. Ok. No daddy shame. Xem bao nhiêu nhỉ? 153. Stream á chị. 153 hoặc là có thể xem stream. Mình đang đọc các cái loại nhóm có thể làm gì với nhau thì bây giờ đang đến nomad là đi nhiều chỗ, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Bloomers, social coterie that flocks together, những người muốn giao tiếp xã hội. Tiểu bạn rồi. Cô đơn đồ. Cô đơn. Chúng ta cô đơn bởi hội những thanh niên em à. Okay. Yeah. Questery seeks to accomplish a great enterprise or objective, cố gắng thực hiện một mục đích cao cả nào đó. Regency, just running things until the elder gets back. Bố đi rồi, phải lo việc. Sbiri, disguised and covertly inserted by a rival lord. Được đặt vào bởi một cái người to lớn khác, một cái ông bố đồ lớn khác để spy. Veme, enforce the masquerade là những người bảo vệ cái masquerade, sự bí mật của masquerade này. Yeah. Watchmen, protect the city from supernatural intruder, bảo vệ thành phố khỏi những cái thế lực khắc ám khác, có thể là các thế lực khác trong World of Darkness như là người sói gì đấy. Yes, ok. Đọc xong hay không nhớ được hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Em nghĩ trước tiên là mình loại trừ. Mình loại trừ những cái khả năng mà mình không thể đi được trước. Em nghĩ Watchmen này, Supernatural Intruder. Là mình sẽ không đi vào. Bảo vệ cái này, em nghĩ không nhất định là người sói. Mà Supernatural Intruder cũng có nghĩa là bảo vệ cái thành phố của mình khỏi những cái hỗn loạn, giống như mình bảo vệ một khu phố ấy. Ý nhân đây là cái Watchmen mà em đã được chơi. Supernatural là siêu nhiên. Đúng rồi. Siêu nhiên, thế lực siêu nhiên khác. Thể dụ như là trong khu phố đó, ok, có người bán truck thì cảnh sát điêu đúng không? Nhưng mà nếu có vampire đến ấy thì mình là người điêu, mình là người giải quyết cái đó. Thì đó, nó supernatural, đúng. Ok. Human code, em nghĩ cái này mình sẽ không chơi hiện tại nè. Tại vì... Blood code là không. Không có việc, đúng không ạ? Protect an important location, có thể chơi. Sương có đang copy paste những cái gạch đầu dòng này vào một cái Google Docs không? Xong mình gạch dần đi, để cũng biết là cái nào đã được gạch. Hợp lý. Cho nó dễ. Dễ nhỉ. Ok. And tool selection tool. Những cái này có thể được đúng không? Fight copy for master. Yeah. Rồi, đầu tiên là blood code gạch này. Fight for good cause. Are we? Fight look like a mess. I don't know.
Maybe. Nó, có thể. Có nghĩa là chưa gạch hẳn. Bây giờ đang gạch cái nào mà rõ ràng là không phải rồi. Mọi người cảm thấy cái fan gang này như thế nào? Em thì có khi là không. Tại vì criminal thì nó hơi... Criminal cả trong thế giới vampire hay là nào? Em không biết nó fan gang có khi là fire luôn á. Nếu mà mình không chắc thì thôi, cũng có nhiều chủ đề để chọn mà. Cứ bỏ luôn. Đúng rồi. Anh sẽ không khuyến khích. Bot Renaissance em cũng không tính nè. Nomad tập bỏ nhé. Nomad không hợp nè. Mình tại mình ở một chỗ. Cái social... Ok, nghĩ thế nào rồi? Cái social này nè, Plumia Social Coterie that flock together. Em nghĩ nếu mà hiểu theo nghĩa là một nhóm ở cùng một loại xã hội ở đây cũng có thể hợp lý nhau. Nó là một lựa chọn. Nhưng mà nó cũng hơi khó hiểu với mọi người không? Nó hơi khó. Đối với anh thì nó sẽ không nó thế nào nhỉ? Nó không phải là hơi khó hiểu mà là nó sẽ hơi theo hướng slice of life một tí. Tức là nó sẽ không có nhiều tất cả, và chúng ta chỉ là chúng ta ngồi về đây chúng ta quen nhau. Nó sẽ không có cái mục đích kiểu không có một cái hướng đi cho cái coterie kiểu đấy. Câu chuyện của em nó sẽ không có một hướng đi cụ thể, vì ok tất cả chỉ là mục đích của chúng ta ở đây là gì, chúng ta kiểu quen nhau kiểu nói chuyện. Thế thì kiểu coterie sẽ không có cùng chung một hướng để kiểu giải quyết vấn đề nào, không có mục đích gì đấy, không có hướng giải quyết vấn đề gì đấy, chỉ là tất cả chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thôi. Thực ra nếu mà cái này, nếu mà em muốn để ngồi nói chuyện với nhau để mà giải quyết vấn đề của Hải Đường, của Bạch Đường rồi của đường nào đấy cũng được. Chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta phát hiện ra vấn đề của đường thì, và sau đấy thì chúng ta muốn giải quyết vấn đề của đường, ok cái đấy cũng được. Nhưng mà thứ nhất là nó sẽ mất thời gian, thứ hai là thế thì lý do đường xuất hiện ở đấy là gì không ai biết, bởi vì là đường đây là nhóm therapy đường hãy đến. Không, ý là bố của đường sẽ không bao giờ gửi đường đến đây, which is bình thường rồi, kiểu bố của đường gửi đường đến làm quái gì đó. Nó sẽ không phù hợp. Vậy đây là những cái mà em order down được. Một là mình bảo vệ một cái khu nào đó, một địa điểm quan trọng đúng không, có thể mình không biết địa điểm đấy nghĩa là gì chẳng hạn. Baron của mình, Baron là người đứng đầu của cái quận An Ark đấy, nó giống như Prince vậy. Thì có thể Baron gửi mình đến đây bảo vệ một địa điểm quan trọng nào đó mà mình không biết tại sao nó quan trọng, hoặc là mình đang chiến đấu cho một cái cause của An Ark chẳng hạn, tức là mọi người đây để bảo vệ cái bang tự cái quận tự do của mình, hoặc là mình chỉ ở đây để tuân thủ theo mệnh lệnh của ông chủ của mình là ông Baron hiện tại đúng không. Serve the Lord of the City, nó là chung cái đó đây. Serve the God Lord of the City, hoặc là mình ở đây là những người enforcer của the Masquerade ấy. Thì dù là An Ark hay là Camarilla đều phải enforcer Masquerade. Có cái khác biệt là ở An Ark thì cái này nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, tại vì người An Ark thì họ tự do hơn, họ thoải mái hơn á. Đấy sẽ là một cái thứ gì cũng có thể thú vị để mình khám phá. Watchmen thì mình có thể bảo vệ một cái khu phố, cái khu quận nào đấy mình coi là haven của mình bảo vệ họ khỏi đi khám phá những cái tình huống gọi là những cái supernatural xuất hiện ở trong khu phố đấy đúng không, để bảo vệ họ. Mọi người cảm thấy hứng thú với cái kiểu concept này trong này? Anh muốn hỏi là Sương đã chuẩn bị về hướng nào chưa, những hướng như thế nào? Thì tại vì Sương là người chuẩn bị game mà mới cũng không muốn đi quá xa với những gì mà Sương đã có trong đầu và chuẩn bị mất khá thời gian. Thật ra Sương chưa có chuẩn bị hết, mà Sương sẽ để mọi người quyết định cái này, rồi Sương bắt đầu sau hôm này Sương bắt đầu build quanh những cái đó. Là Sương không là vậy. Okay. Vậy thì everything is open. Yep. Yes. Em sẽ ăn một phút cho cái info là masquerade, vì thật ra nó đơn giản nó hợp với cái vibe của Ventu thôi. Chứ không thì Ventu không có. Tức là mấy cái cũng được, nam thích info là masquerade hơn, nó rộng hơn để cho cả Ventu ngồi làm việc với Bruja ấy. Thú vị. Nếu không phải cứ tôi đi kiểu kiểu đấy, kiểu bảo vệ thành phố đúng không, gọi bọn kia rồi đừng gọi tao kiểu kiểu đấy. Thực ra những cái này nó đều kiểu nó phải nghĩ đến một chuyện là kiểu ở đây tại sao đường lại, tại sao boss của đường lại gửi đường đi, tại sao Vua lại tham gia vào cái này. Không sao, đơn giản mọi là người không tức là kiểu em nghĩ đơn giản là nếu không thì chỉ đơn giản là em là một con có thể gọi là diễn viên, em đi làm gián tiếp, đấy là cái mục đích mà bố em gửi em đến kiểu đấy. Đúng rồi, tức là những cái việc liên quan đến NPC Sương có thể chuẩn bị những cái đó xong cho mọi người, tức là có thể NPC có kế hoạch gầm mà mọi người không biết luôn. Thường thì cái này nên inline với có thể, tức là ngay ở đây mọi người cũng có thể nghĩ được là nhân vật của mình sẽ có cái xu hướng câu chuyện phát triển như thế nào tùy với mấy cái chủ đề riêng này đúng không. Mỗi cái kiểu coterie type này thì đối với mọi người đang hứng thú với cái nào nhất? Lần đầu từng người nói nha, bắt đầu với Gú trước đi. Thắng. Ok. Sorry. Thì bật to lên. Thì cái gì nhỉ, chắc là champion, tại vì chiến đấu cho những thứ tốt với cả là đánh nhau về một địa điểm quan trọng thì nhân vật của sẽ khá là muốn bảo vệ lãnh thổ của bạn ấy. Địa điểm này không nhất định là lãnh thổ của mình nhưng mà nó có thể là cái gì đó quan trọng với mọi người. Maybe. Sương cho hỏi này, tất cả mọi đây trừ nhân vật của đường là theo Anak đúng không, rõ ràng theo Anak đúng không, hay là cũng chưa rõ hẳn? Mọi người có thể confirm chuyện này cho Sương được không, nhân vật của mọi người đang muốn theo Anak hay là vẫn đang phân vân hay là thuộc vào Camarilla? Là Camarilla không có gì còn cãi. Với Sương thì Sương có thể giải thích rõ hơn theo Anak là như nào không?
Ok, Seton của mình hiện tại là đang ở trong quận Unox đúng không? Và Coterie của mình nhiều hay ít sẽ đi theo calls của Unox, trừ khi cả Coterie của mình quyết định không chơi theo như thế, chơi rivalry với lại Unox, tại là gián điệp gì đó, thì là cả Coterie mình phải chấp nhận cơ. Nếu mà mọi người cũng biết mục đích của Coterie là để mọi người nên các nhân vật quan hệ gần gũi với nhau đúng không? Thế nếu như mà cái nhóm mình thuộc Unox chung một cái việc mọi người chọn score này đi, là những nhân vật của mình phải thật lòng muốn ở Coterie vì cái lý do này. Không thì đang hỏi xương Unox là gì? Unox của nó là một cái movement. Chết rồi. Thế nên Sương có thể Sương giải thích sai, nhưng mà fuck that, bây giờ Sương sẽ ấy theo cái Unox của Sương nhé. Ok. Unox là một cái movement đại diện cho việc gọi là mình được toàn quyền làm chủ, vampire được quyền làm chủ và quyết định số mệnh của họ đúng không? Bởi vì thế được gọi là movement Unox. Cái sự còn khi mà Unox đã thành công rồi và họ bắt đầu tạo thành phe thì nó theo một cách nào đấy nhiều người sẽ nói là họ đã đánh mất cái core của Unox là gì. Thế bạn muốn hiểu nó là mình đang ở một phe hay là mình đang muốn đại diện cho cái movement của Unox? Có thể cả hai, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là hiện tại cái nơi bạn đang ở đang được làm chủ bởi người mang phe tên là Unox và đứng đầu bởi một Baron. Em xin lỗi nhưng mà em sẽ giải thích dựa theo những cái gì em đã dịch đúng kia. Thì Camarilla mình có thể hiểu như là cái chế độ tư bản á, những cái người nắm quyền từ rất lâu rồi và những cái người của cái thể chế chính trị cũ á. Còn Unox mình có thể hiểu như những người đang muốn tìm một cái gì đó tự do mới. Nếu mà tính nói về phe nhá, Unox kiểu như một tìm cái tự do mới, một người đứng dậy tên nổi loạn kiểu làm cách mạng này kia đó. Thì đấy là những cái gì em hiểu. Thì hiện tại em thấy nếu mà đúng cái quyển bình dịch thì có Ventu này, nếu mà tính về phe không thì có Ventu, có Toledo và hình như là cả trong kia vẫn là đang thuộc Camarilla. Đúng rồi, mà em có thể fuck that rồi. Thì thật ra nhân vật mọi người có thể fuck that nhưng mà thì em thuộc Camarilla rồi. Ok. Vậy Sương muốn kể một câu chuyện ở bên phe của Unox. Sương sẽ muốn một câu chuyện mà mọi người xây mối quan hệ với nhau gần gũi. Có thể mọi người đang đánh vì nghĩa của Unox cũng được, hay là mọi người thực sự muốn theo bảo vệ cái phe Unox và cái thủ lĩnh của mình cũng được. Đánh nghĩa của Unox thì mọi người có thể tách thành một cái nhánh Unox riêng đúng không? Overthrow thủ lĩnh nếu mình cảm thấy thủ lĩnh của mình không phù hợp chẳng nữa. Vậy Sương có ok với mọi người chơi phe Core gì Camarilla? Camarilla một hồi im lặng kéo dài. Ok. Sương tự do thôi, không có cái gì cả. Sương không muốn vì mình sẽ không theo cái hướng đấy. Ok, thực ra Unox thì nó cũng hợp lý thôi. Tao phải nghĩ là một cái câu chuyện đó của Để xem. Vì sự thật thì mọi người đều đang hơi trái phe. Không bởi vì như của anh chị nhá, Rua thì khả năng là Rua ở Unox là ok. Ok, nhân vật của anh Trời Mia, nhưng mà Trời Mia cái nhà của anh thì nó lại nó hơi tân thời hơn một chút. Thì maybe có thể kiểu anh không biết cái setup nó có thể, cái nhà đấy nó có thể theo hướng Unox được không, hay là ví dụ như là anh kiểu phản nữa. Những kiến thức mà Sương có là các cái nhà của mọi người, cái clan của mọi người có thường theo Unox không đã? Đúng rồi. Ok, cái kiến thức này thứ nhất Sương sẽ nói rồi qua thôi, tại vì Sương cũng không được in depth được. Nhưng mà Camarilla hiện tại nó đang Trumia nó đang rất là đi tám phương tứ phía đúng không? Book và mọi người đã dịch Trumia cũng biết là Trumia hiện tại để giành lại được cái quyền lực, cái vị trí mà họ đã có, họ sẵn sàng đánh đổi rất nhiều giá. Trong đấy có thể tham gia cái giá đấy, có thể là tham gia Unox nếu như Unox là phe đang ở thượng thế đúng không? Đôi khi mình cho dù kẻ Trumia đồng ý nên mình không muốn, mình vẫn có thể là Trumia đi lẻ. Ok, mình sẽ bị bài trừ Trumia Camarilla, but that thing that totally could happen, thứ có thể xảy ra. Còn hiện tại Sương nghĩ mọi người đang nói về việc là các nhân vật của mình không nhất định đồng tình với Unox đúng không? Thì gợi ý của Sương sẽ là chọn cái gì đó mà mọi người có thể đồng tình được. Ví dụ như là bảo vệ Masquerade nè, hay là bảo vệ cái thành phố đó khỏi Supernatural Intruder. Không cần phải phục vụ cái nghĩa lý của Unox hay là phục vụ cái chủ nhân của thành phố nào cả. Masquerade cái này là thứ cả Unox hay cả Camarilla đều đồng tình được. Là ok, không có chạy ra đường như một con chó sống xích xong rồi nghe răng cắn hết mọi người. Thật ra là em thấy chính ra cái mà nghe theo lệnh của sếp mình ấy, cái đấy là một cái khá linh hoạt để mọi người chọn đó chị Sương. Kiểu có thể mỗi sếp giao đến kiểu có thể là chúng ta đến cùng một địa điểm, cùng một cái plan nào đấy, cái đấy là việc của sếp, mà chúng ta đều được lệnh đến đây để làm một cái điều gì đó ngoài cái nhiều việc làm chung nữa, cùng đến đây để mày canh đoạn này cho tao, nhưng mà ngoài việc mày canh cái đấy thì tao sẽ giao cho mày một nhiệm vụ khác. Ví dụ như Bạch Đường sẽ được giao nhiệm vụ làm spy đấy để hóng xem thằng Blue Jay kia làm gì chẳng hạn, kiểu đấy. Thế thì vấn đề ấy, thì cái đấy là nặng về hướng Sương, tức là Sương nó giống như kiểu cái câu chuyện mà cái one shot lần trước mà anh
anh thiện chơi, tức là mỗi nhân vật sẽ lại có một cái nhiệm vụ riêng. Yeah. Tất nhiên là tất cả mọi người tụ lại ở đây là vì lệnh của sếp mọi người sao là ok được rồi, các nhà bảo là ok được rồi, bọn này sẽ làm việc với nhau. Nhưng mà mỗi nhân vật khi mà bước vào cái câu chuyện này sẽ lại có một cái nhiệm, một cái quest ẩn và một cái nhiệm vụ riêng được ra. Còn mọi người có làm hay không thì là quyền của mọi người. Chỉ nhắc cái đấy thì nó lại đặt về phía xưa thôi, thì tùy theo xưa có sẵn sàng cho cái đấy không. Đó. Thì cái xu hướng suy nghĩ, nếu mà mọi người đang có hứng thú với hướng này, suy nghĩ hẳn là có thể chạy được, là cái hướng xuống sẽ để rằng là sếp của mình hiện tại sẽ là người kiểm soát cái khu vực đó, đúng không? Có thể là Baron của mình, có thể là người không được xét là Baron đi, nhưng mà người đấy sẽ giao nhiệm vụ cho mọi người làm việc. Và cái nhóm của mình, ví dụ như chẳng nữa, ông này cũng có thể không biết chuyện đó, bởi vì chỉ là mình là một nhóm của thành phố này thôi, thì mình làm việc theo dưới lệnh trưởng của ông đó. Tôi nghĩ đây là một cái rất là đơn giản và mình có thể phát triển được, và mình có chung một cái goal đi với nhau là cùng làm việc dưới trướng người này, right? Không, nhưng mà sương đang không hiểu ý của Bút. Tức là ý của mọi người đấy là đang là mỗi người có một cái xuất thân khác nhau, đúng không? Và mỗi người thì thường sẽ phục vụ trong một nhà khác nhau. Ví dụ như là mỗi, và cái vấn đề đây là khi mà đang nói là chúng ta phục vụ sếp ấy, tức là ý là sếp của các nhà bảo chúng mày hãy tham gia cái coterie này, làm việc từ cái coterie đấy. Nhưng mà các sếp, ví dụ chẳng hạn sếp của Ventru thì sẽ có ý khác, sếp của Bruha có ý khác, và ví dụ sếp của Trường Bia lại có một ý đồ khác chẳng hạn. Thì nó có nặng cái xương quá không? Nó có nặng cái xương quá không? Bởi vì tức là đây là bốn ông sếp khác nhau, cái nhà khác nhau đều sẽ có ý đồ khi cử người tham gia vào cái party này. Sương nghĩ đấy. Mọi người đang Sương nghĩ mọi người đang chưa hiểu cái hiểu sai cái ý Sương đang nói về coterie type. Coterie type là kẻ nhóm mình cùng hướng đến cái gì đó, và cái này là một thứ unify mà mọi người trong nhóm đều biết với nhau á, nên là nhiệm vụ chung của mọi người cùng làm việc á, chứ không, còn cái kia là cái chuyện riêng lẻ của từng nhân vật không biết sếp của người còn lại là ai, thì nó không thể tính lẻ vào cái coterie type của mình được. Ví dụ như nếu đây commando đúng không, fighting for master rồi, thì vampire của squad nào, hoặc là một cái đội operation team thì đó, nhóm của bạn là một cái squad của police cảnh sát á, một đội cảnh sát luôn á. Thì đấy là cái ví dụ của người ta về một nhóm đó, bọn mình đã biết cái đấy, bọn mình có chung một mục đích đó. Thì anh phải hỏi Sương, tại vì Sương biết cái trong cái game này hơn, coterie thường tồn tại được trong bao lâu, có phải như kiểu như là ở trong một cái tập kiểu như trong một gọi là cái gì nhỉ, Deloitte hay cái gì đấy, mấy cái công ty tư vấn ấy thỉnh thoảng nó lại đổi team, cái mỗi cái dự án mới nó đổi team, cái kiểu như là mỗi nhà này có việc cần thôi, lấy mỗi nhà muốn lấy mỗi cái clan là một người, ok làm cùng nhau đi, xong rồi có thể là vài tháng vài năm rồi thôi với team khác, coterie khác. Cái coterie trong ý nghĩa của trong cái Vampire the Masquerade này là lực cực kỳ lâu dài hay là kiểu ngắn hạn làm project như vậy? Coterie trong Vampire the Masquerade, bởi vì mọi người là người chơi với nhau dựa vào thực tế, đúng không, mình sẽ chơi chỉ có bốn người này là lâu dài với nhau, thế nên mình không thể break off được. Coterie ở đây mang nghĩa là nhóm của mọi người giống như một gia đình với nhau vậy. Rồi mọi người sẽ có thể lean on each other back. Tất nhiên trong coterie sẽ có conflict, có những thứ mà mọi người tranh cãi với nhau, đúng không, nhưng mà vẫn chơi với nhau, bởi vì thế nó sẽ có một lần gặp, là cho dù mọi người bất đồng đi chăng nữa, nhóm này vẫn sẽ tiếp tục đi với nhau. Sẽ có một thời điểm nào đấy mình phải nghĩ ra cái lý do cực tốt để mình tiếp tục đi với nhau. Vậy suy nghĩ đây chính là cái mục đích của coterie type. Sương sẽ lấy ví dụ như là từ nhóm trước của Sương chơi ấy. Coterie type của bọn Sương là watchman, tức là cả nhóm của Sương đều là những người muốn bảo vệ cái khu phố đấy. Bọn Sương làm cái này rất là nhanh nên cũng không gọi là đi sâu quá nhiều ấy, nhưng mà khi đã chọn coterie type chung thì tất cả những người chơi trong này sẽ tự tạo ra một lý do tại sao mình lại quyết định đi vào cái coterie type này, đúng không? Là tôi muốn bảo vệ khu phố này, nhưng mà thật ra một phần là bởi vì tôi muốn có cuộc sống yên bình ở trong cái khu phố này, nên tôi bảo vệ nó cũng như là bảo vệ nhà tôi vậy chẳng hạn. Hay Sương là tôi là Bruha, tôi muốn bảo vệ công lý, khu phố này là người thì tôi phải bảo vệ được khu phố, tôi bắt đầu mới bảo vệ được những người khác, đúng không? Mình tạo ra một cái lý do gì để buộc nhân vật mình vào cái đó. Ok, vậy đây là project rất dài hạn rồi. Thế thì anh nghĩ đối với anh dễ nhất là bảo vệ khu phố hoặc là bảo vệ Masquerade, thế thôi. Canh gác cái khu đấy thôi cũng được. Em cũng từng người nói. À không mọi người, từ cái sức bình tĩnh. Thế thì em đang khá thích cái một là cái Surf and Watch the Lock of the City, cái tiếng Pháp và cái vừa miệng cái vừa me in fuck the Masquerade, hai cái đấy đều ok. Đúng cái Lord of the City là những là Baron á, các loại sếp, các loại cao cấp cao. Thì tức là mình khác nhà nhau nhưng mà mình ở trong một tỉnh, một khu phố. Em ghét dùng từ này nhưng mà kiểu như mình là nhân viên văn phòng hoặc là nhân đội cảnh sát, đội bảo vệ, mình nghe lời chủ tịch tỉnh ấy. Đúng rồi. Thì thế đơn giản nhất. Thế là đơn giản nhất thì mình sẽ phải tao không muốn ở cùng một này đâu, nhưng mà thôi được rồi, đội cảnh sát ở đây, tao phải trực cái khu phố này thì chúng ta ở với nhau và chúng ta sẽ cùng trực cái khu phố này. Trực vì cái gì thì là muốn gì sau của mỗi người. Ok. Anh tưởng đấy là watchman chứ.
đấy là bảo Watchmen là bảo vệ từ những thứ sức mạnh khác, từ những thứ xung quanh khác. Sưng nghĩ cái ý của bố đang nói là một cái điểm đáng để nói, tức là Watchmen là tự mình muốn bảo vệ khu phố này, còn Serp kia là mình có thể mình không muốn nhưng mà mình phải làm một cái mình muốn, một cái mình phải. Bởi vì mình đang phục vụ cho một chủ nhân hoặc nhiều chủ nhân khác nhau. Nhân vật của anh có thể làm cả muốn hoặc là phải đều chơi được. Nhân vật nhân vật em nào? Không có cái muốn vậy thì phải. Nhân vật của đường là phải, nhân vật của đường là phải, vậy thì mình theo nhân vật của đường phải đi. Thế là Server God Lord of the City hả? Yep. Em nghĩ xem nhân vật của em làm sao để nó ra được đến đoạn đấy. Vậy nhân vật của Bob thì cứ nghĩ thêm đi. Thế là Khánh đó, phải nghĩ thêm một chút bởi vì em hướng như nào để nó ra được cái câu chuyện đấy nhỉ? Tại sao thế, đi bảo vệ nhân vật của Bob kiểu khá là gần khu dân cư ấy, kiểu ai cũng biết ấy, thì có thể như là muốn bảo vệ khu dân cư đấy không? Không, vấn đề không phải bảo vệ khu dân cư. Vấn đề là tại sao lại muốn bảo vệ, tức là vấn đề là tại sao các sếp lại giao để mà gọi là kiểu, bởi vì nhân vật của Bob thì đang có conflict với sếp đúng không? Tức là nhân vật của Bob thì kiểu sếp đang là cái người mà cái nhà mọi đang người. Từ đi. Có phải là nhân vật của Vũ có mối quan hệ gần với sếp của mình hay không? Gì cho cũng được. Nếu mà không thì mình có thể break được cái đó. Tức là việc mình tham gia một coterie là quyền lựa chọn của mình đúng không? Sếp của mình có thể làm khó dễ cho mình, nhưng mà nhân vật của mình có thể break out được. Không đi nó thì thôi, đi cùng em thôi. Đúng rồi, nó sẽ có một cái giá. Thì có thể mình cũng có thể lean on là cái hội chợ bia này serve luôn cho cái ông Lord của City đó. Bởi vì Lord City này xương sẽ coi như gần như default đấy là Baron của cái khu đấy rồi. Thì mình ở khu nào thì serve người đó thôi. Bob đang suy nghĩ là nhân vật của mình không thích cái hội vampire luôn hả? Từ không thích Slayer của mình xong không thích hội vampire luôn hay thế nào? Không, tức là kiểu đang có conflict với cả cái nhà mà đã embrace mình. Không thì bây giờ nhà vẫn giao nhiệm vụ thì cũng được, thì vẫn phải làm. Không thì bởi vì là bị ép làm. Thôi cũng được. Thế thì vẫn gây ra được câu chuyện. Em thử gợi ý nhé, có thể là cái khu mà Boop phải đến làm này chỉ đơn giản là cái chỗ mà vợ của Boop đang đi, có thể là đi làm, đi công tác chẳng hạn. Không phải, tức là nó không phải lý do liên quan đến vợ nhá. Vấn đề là, tức là đấy nhá, vấn đề là Boop có conflict với cả cái nhà mà đã embrace Boop được chưa? Là cái nhà Kana. Nhưng mà nhà giao việc thì thôi được rồi, mình vẫn làm. Bản thân deep inside thì mình không muốn, nhưng mình vẫn làm để bảo vệ Lord thì cũng ok. Thôi được rồi, nó không vấn đề gì cả. Nếu mà nhà đấy phục vụ, vấn đề là nhà Kana có phục vụ cho cái Lord của cái Anak này không thôi. Ví dụ chẳng hạn đấy. Không, thì cũng không nhất thiết là phải qua nhà của nhân vật Boop mà là trên cả nhà Boop giao việc xuống. Lord giao việc xuống. Nó phải cao hơn. Baron là cao nhất hả? Ok. Kiểu vì một cái mục đích lớn hơn là cho tất cả hội vampire, thì nghĩ masquerade, enforce the masquerade cũng ok. Cái đấy là phải giữ bí mật đến sau cái này thì phải làm thì đấy. Ok. Tức là tất cả bọn mình sẽ phục vụ cho cái Baron của cái Anak đấy. Ok. Từ nhá, bình tĩnh. Em đang bị ngáo rồi. Từ từ, cái enforce the masquerade là bảo vệ cái tổ chức của chúng ta. Cái masquerade là từ nói chung cho tất cả cái sự bí mật của vampire đúng không? Tức là ý là masquerade. Em ok với cái đấy. Nếu mọi người thấy cái đó dễ hơn thì em ok. Bởi vì em vẫn đang sống. Mọi người trên danh nghĩa là mọi người đã chết, nhưng em là một người vẫn coi là đang sống. Em chưa chết. Ok. Sau khi nghe ý của mọi người ấy, Sương Đường nói là Đường muốn bảo vệ người chưa chết đúng không? Vì em là người chưa chết á chị. Tức là trên danh nghĩa với cái xã hội đấy, em là một con idol ấy. Chỉ là em thay vì live buổi sáng live buổi tối. Em muốn bảo vệ ai cơ? Xin lỗi nãy. Tức là em nói... Ý em là cái info của masquerade là bảo vệ cái bí mật rằng chúng ta là vampire khỏi tay mắt của loài người đúng không? Thì em vẫn ok. Em vẫn là nhân vật theo cái đấy được, có thể là theo lệnh để bảo vệ thì vẫn ok luôn, hoặc bên cạnh đấy đơn giản là về sau này thì em vẫn phải giữ bí mật được mình là vampire vì em vẫn đang là idol giới trẻ và em vẫn là vampire. Ok. Vậy Sương nghĩ cái inform the masquerade này cũng là một cái mà rất là neutral, tại vì những nhân vật mình từ tám phương tứ phía đều phải agree với việc mình phải enforce the masquerade đúng không? Nó sẽ rất là tiện cho nhóm mình làm coterie đơn giản nhất. Thì Khánh có suy nghĩ gì về chuyện này không? Như thì chưa, cho mọi người như thế nào mình sẽ theo đấy thôi, tại vì nhân vật của mình thì sẽ theo. Ok, nên là mọi người có thể flexible một chút, thay đổi vài thứ gì đó chắc là cũng được. Okay. Ok, vậy thì mình lấy cái coterie type của mình là enforce the masquerade nhá. Thưa anh hỏi thì Sương có vấn đề gì với những việc mà mọi người chọn vừa rồi không? Tại vì anh cảm giác là cái năng lượng của em, nói của em nó có vẻ trầm đi một tí, và cái camera của em hiện giờ nó đã đứng nên là anh không biết là em đang có thể hiện cảm xúc gì không. Vậy để lại camera. Em cảm giác như là phần này nó nằm out khỏi control của em á, thì em không biết là ấy như thế nào. It seems like a spiral.
em không có vấn đề. Nếu là người dẫn ấy, em hoàn toàn có em có preference gì cho vào đây không, em cũng nên nói. Tại vì nếu mà là câu chuyện em không muốn dẫn thì cũng không nên chơi. Cái đấy thật sự cần á, tức là nếu mà Sương kiểu cái hướng đi câu chuyện như thế nào Sương muốn thì Sương phải nói, bởi vì mọi người sẽ không biết được, mọi người chỉ đang nói ý kiến mọi người thôi. Đúng rồi. Sương vẫn là người kiểu Sương, thoải mái. Tại vì lúc đầu là Sương bảo là muốn để câu chuyện thế nào cũng được nên là mọi người mới bàn nhiều thế này, nhưng mà Sương mà giới hạn cho mọi người là ok, mọi người sẽ theo hướng đấy ngay. Có vấn đề gì với nhân vật mọi người sẽ tự sửa, tại vì không người dẫn mà không thích là dẫn theo kiểu đấy là không ra được câu chuyện gì cả. Yên tâm đi, em có thể thành spy bất cứ lúc nào mà. Mọi người có thể ở đáp được luôn. Ok, Sương sẽ nói cái hướng mà Sương đang muốn thử phát triển nhé. Sương muốn coterie của mình thứ nhất là có một cảm giác như là gia đình với nhau, bởi vì thế cái coterie type này của mọi người ấy, Sương rất là muốn này nó có thể đảm bảo được mọi người đều passion về cái nghĩa đấy, tức là đây là một thứ duy nhất mà điểm chung của mọi người đi chăng nữa, và mọi người khác nhau ở những điểm khác thì ít nhất người ta cũng tìm thấy được cái điểm chung của cái coterie type ấy. Và nhóm của mình sẽ dùng cái coterie type này để từ đấy phát triển lên trong thành phố này, giả dụ như Watchmen hoặc là Enforce the Masquerade cũng được, hay là cái tiếng Pháp ấy, cả ba cái đều đang hợp với Sương được, là nhóm của mình sẽ làm việc cho vì cái địa điểm đó, đúng không? Thì đây trong những cái option lúc nãy Sương chọn ra mọi người đều là những option mà Sương đều có thể phát triển theo hướng đấy rồi. Thì cái hướng này Sương nghĩ Sương nên nói cho mọi người biết luôn này, Sương đang muốn hướng đến cái gì? Là mọi người sẽ làm việc với nhau trong một nhóm trước vì một cái nghĩa gì đấy của mọi người, đúng không? Có thể là phục vụ cho chủ nhân, có thể là đi enforce the masquerade cho cái thành phố đó, hay là đi bảo vệ cái làng xóm đó. Nhưng mà mọi người sẽ succeed được cái điều đó, hoặc là ít nhất là trải qua một cái câu chuyện để thực hiện những cái hành động của cái coterie đấy và gây được cái danh tiếng của mọi người trong thành phố đấy, gây được cái stand của mọi người, và từ đấy Sương sẽ dần dần trao được cho mọi người cái quyền lớn hơn của thành phố ấy, để mọi người có thể bắt đầu impact và nhiều thứ hơn trong cái lớn hơn của Sài Gòn, đúng không? Tại vì hiện tại mình đang ở trong một quận thôi, Sương không thể cho mọi người quyền cầm quận được. Ok, có nghĩa là Sương actually sorry, Sương cứ nói nốt đi, anh đang định xong rồi lại, nhưng mà Sương cứ nói nốt đi. Ít nhất em muốn là có cái sự gì đó mọi người tìm được điểm chung thông qua cái coterie thôi, là vậy thôi. Vậy tức là, nhưng mà theo anh kết luận thì tức là Sương vẫn thoải mái với tất cả những cái lựa chọn mà Sương đã để ở trên cái side note, đúng không? Tức là Sương không có vấn đề gì với các lựa chọn này, đúng không? Ok, vẫn ok. Chỉ là bây giờ mọi người một chọn như nào thôi, còn Sương là sẽ không có vấn đề gì bất kể mọi người chọn một trong mấy cái đấy, một trong 4-5 cái thì đấy Sương đã để, anh không nhớ lắm. Những cái Sương đã để là cái nào nhỉ? Có ghi ở trong cái doc không? Có. Sương có chuyên tách lại đâu? Ở đấy có cái Severus này, Champion này, Marishan. Ok, Vermi Watchman. Nghĩa là thế anh muốn summarize lại lúc nãy anh định nói cái yêu Sương là một cái mà tất cả mọi người trong nhân vật trong cái game này đều đồng ý được và cùng làm với nhau để cái dự kiến của cái coterie, cái nhóm này là đi đến một cái vị trí cao hơn, có thể là rắc rối hơn về mặt chính trị trong cái thế giới vampire này to hơn, và mọi người là vẫn cùng nhau. Cái mong muốn của Sương là như vậy. Còn chọn cái nào là cái thì mình phải chọn cho nhân vật mình để nó có thể là gắn kết được lâu dài trong cả một cái gọi là campaign này. Ok. Anh, mọi người nghĩ sao? Đây nha, thì mọi người có thể viết luôn vào nhân vật của mình sẽ chọn cái gì, viết luôn bên dưới trong cái đọc đấy. For servant God, fight for good cause, protect of God. Ok, rồi sao? Nhân vật của anh cái nào cũng được. Đấy. Rất dễ. Em cũng thế. Thật ra em sẽ không đọc cái fight for good cause. Em sẽ không có cái fight for good cause, cái champion ấy. Là nhân vật của em sẽ không có, tất cả các cái còn đang nặng được. Rồi, không phải hỏi thêm nhiều nữa. Rồi, vẫn có rất nhiều lựa chọn. Mọi người khác thì thế nào? Em sẽ chấm một chấm. Mình sẽ bắt đầu ngồi chấm đi mọi người. Không ai biết ai chấm cả. Sẽ làm đó, không ai biết ai là người chấm cả. Mọi người chấm đi. Đây. Trong cái... Okay. Yeah. Mình chấm vào một cái đếm cho dễ anh. Không, tại vì sao cũng không biết là ai với ai. Okay. Rồi, anh cũng dễ chấm luôn thế. Đếm cho dễ, đếm cho dễ chứ không phải để làm gì đâu. Chấm cả đấy. Đang ấy đi. Đang chấm đi. Chúng ta sẽ cho một đất. Anh chịu tay khăn. Nếu mà nói chung nói theo alignment của D&D, nhân vật anh sẽ là chaotic good. Của em là nếu mà trước khi nó trả thù xong thì nó sẽ là chaotic evil. Trả thù xong rồi em đã biết nó có mẹ gì nữa, trời ơi. Nó đang lawful evil. Yep, chắc vậy. Mission thú vị. Rồi nha, xong rồi. Còn của Kia thì chắc là chaotic neutral, chả biết mình. Ủa, anh không thấy cái nào 4 chấm hết đấy. Anh Vũ. Vì em chưa chấm cái nào cả. Rồi. Anh Búp chấm. Em đang suy nghĩ. Cứ nói thêm nhân vật của Búp đi.
sao nhân vật của Boop có vẻ là khó làm theo những gì mà lợi cho vampire nhỉ? Tại vì đây toàn là những cái là rất trung dụng của vampire ấy. Yeah, that's the point. Em đang suy nghĩ, em đang đặt mình vào nhân vật từ bây giờ không phải là Boop nữa, đang bùi đặt mình vào không, nhân có vật. Có nghĩa là bây giờ em đang cố chọn một trong những cái này hay là không chọn được cái nào trong cái này? Thì em không chọn được cái nào nhưng mà từ rồi không, em nghĩ là Enforce Masquerade có vẻ lựa chọn hợp lý. Nhân vật Boop kiểu ghét vampire như thế à? Có cái gì của vampire không? Tôi không muốn dính dáng gì kiểu thế à? Nó không phải là tôi không, tức là kiểu không phải là ghét vampire nhưng mà tức là em đang chưa nghĩ ra được cái hướng câu chuyện để mà lái về phía đấy. Chứ còn không không, nó không ghét vampire đến mức à, không, thực ra nó có ghét vampire. Ok thôi rồi, bởi vì đang là theo hướng là kiểu bị fork để trở, tức là nó trở thành vampire bởi vì nó bị fork, nó bị kiểu bị ép phải trở thành vampire chứ nó không phải là theo kiểu là như kiểu đường là cầu xin ông chú hãy biến cháu thành vampire đi kiểu kiểu đấy. Nhưng mà nó thì ngược lại, nó là bị fork để trở thành vampire, mà khi mà kiểu anh đang có một cái cuộc sống bình thường đúng không, và tự nhiên anh bị kiểu vào cái cuộc sống đấy đảo lộn, và sau đấy anh kiểu vào cái cuộc sống, khi đảo lộn cuộc sống đấy thì và cái đứa đảo lộn cuộc sống của anh nó còn lôi vợ anh ra để làm con tin host, kiểu kiểu gọi là kiểu như kiểu mày nghe bọn tao không là vợ mày sẽ kiểu bị thế kia thì tất nhiên anh sẽ không thích, cái chuyện bình thường. Em nghĩ tức là cái hướng bình thường, nhưng mà Enforce the Masquerade thì ok bởi vì đằng nào thì nó vẫn phải muốn phải giữ bí mật là cái sự tồn tại của vampire, phải giữ bí mật cái sự tồn tại của vampire để kiểu nó không ảnh hưởng đến gia đình mình chẳng hạn, kiểu kiểu thế. Đúng chưa? Ê mà nói thì thực ra Kia cũng là người bị biến thành Macaron một cách không chủ đích lắm, và cũng không thích Macaron lắm, theo kiểu là sẽ nice. Sẽ gần giống Boop ý. Yes. Có thể là sẽ có một sự đồng cảm giữa hai người. Okay. For the Masquerade. Gì là okay. Có thể Kia sẽ bắt đầu hơi nhìn Boop với cánh mắt kiểu tại sao lại thụ động thế, ông già này càn rỡ ấy, kiểu trông chiêu chiêu quá. Wow. Đấy, sẽ thấy đường sẽ ngồi thuyết phục đừng ngồi thuyết phục mọi người vì cái lợi ích của một pháp. In for the Masquerade đúng không, để đọc thôi. In Watchmen à? No cái man camera around. Của Sương lại đứng rồi, không biết là do mạng hay gì. Vậy á, nhấc chén nhỉ? À, để Sương ấy lại. Vậy chắc đã đứng do mạng á. Okay. Chứ em không có cách nào giải quyết được nó. Bên của Sương là vẫn nhìn thấy, có nhìn thấy mọi người không? Có. Em không nhìn thấy cam Sương á. Vâng, để Sương tắt tìm mở lại. Sorry about that. Được không? Rồi, được rồi. Vayhem, name for and possibly... anh thấy rằng nó bị dịch đó không? Ừ anh ơi, cứu em không đọc được. Dịch cái nào? Dịch cái nào? Đây. Vayhem à? Biết, name em for... Biết là... Em chỉ chuột vào cái chỗ đấy, em gọi đấy thì anh sẽ không biết là ở đâu, nhưng mà đấy. Hả? À, chỗ nào? Vậy là ở trong cái đọc hay là ở đâu? Trong cái xe màn hình của chị Sương á. À, để anh bật lên. Đấy. Oh my god, anh bật icon. Từ chiều, anh phải bật cái account khác lên, tại bật bây giờ nó sẽ hỏng ở bên stream. Ồ, Vayhem à. Protect Vayhem is to arrest. Oh shit. What's wrong? Oh yeah, em hiểu sai ý nghĩa của Vayhem rồi. Wait, Trimerton tasked this coterie to protect the masquerade at all costs. The Vayhem has the authority to arrest and subduct violator if needed to bring them before the prince and the Trimerton. Em nghĩ concept này nó hơi high level với mình. Còn được gì? Tức là cái người mà có quyền ở trong cái thành phố đấy thì giao cho coterie của mình nhiệm vụ là bảo vệ the masquerade bằng mọi giá và cho mình quyền được bắt bất cứ một người nào phá luật nếu cần và ép buộc họ đến trước mặt hoàng tử hoặc là cái hội đồng vampire của cái thành phố đó. Thì cái này nó quá. Sẽ đưa đúng rồi, nó sẽ đưa mình vào không những quyền mà là trách nhiệm đúng không, và mình sẽ phải đi bắt vampire khác. And Sương cảm giác như là game đi bắt vampire khác hiện tại không phải là cái game mà Sương muốn hướng đến á. Vậy thì mình quay về mình có thể hoàn toàn làm một cái scope nhỏ hơn thôi, vẫn là bảo vệ sự bí mật của cái này, nhưng mà khi tìm thấy gì mình sẽ thông báo cho sếp lớn hơn một tí. Alo thế thôi. Mình chưa có quyền làm gì ngay. Sương có ý tưởng khác là cái mày hiểm này nó sẽ center around cái conflict đấy. Nên Sương sẽ nói thử ý tưởng về bên Cerberus nhé. Protect and guard an important location á. Sương sẽ muốn phát triển thử câu chuyện là cái điểm location này nào, nó có thể hold một cái gì đó lớn hơn. Tức là một cả thành phố sẽ đều center quanh cái nguồn sức mạnh bí ẩn ở cái điểm location này. Và Baron của bạn sẽ giao cho bạn bảo vệ chỗ đó. Okay. Và nó có thể trở thành cái thứ sau này với bạn lấy làm quyền lợi của mình. Nó cũng phải là cái giá mà bạn sẽ phải đút chân để bảo vệ nó. Bạn có thể dùng nó để thực hiện thứ bạn muốn, hoặc là bạn có thể bảo vệ nó chỉ vì bạn không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng mà cả thành phố nó sẽ center quanh cái đó. Yes, okay. Nice. Vậy thì chỉ có mỗi Boop là không chấm vào đấy thôi. Boop có ok không? Well, hãy cho nó là một nguồn suối ma thuật đi anh.
Hay đây là okay, nhân vật của Búp sẽ là bảo vệ nó để không rơi vào tay người xấu, có thể là có một cái gì đấy mà Búp đang kiểu không muốn cho nhân vật mình chạm đến, có vẻ là nó sẽ làm méo đi cái câu chuyện mà em muốn kể đúng không, là cái nhân vật này nó đang không muốn thế nào đấy. Không, thực ra nó chẳng có gì cả đâu, em nghĩ là em protect cái đấy ok, không có vấn đề gì đâu. Vậy thì mình, nếu mà mình chưa biết rõ là cái nhân vật mình có chính kiến gì mạnh mẽ về một cái gì đó đi không, thì mình có thể là bây giờ là chọn cái đấy xong rồi xem là nhân vật sẽ thành ra như thế nào. Em ok mà, thực ra em lái được mà, không có lên gì đâu. Em lái được, chẳng qua là thấy buồn là cái suy nghĩ lâu nhất thôi. Hôm nay em đang thôi, em không biết đầu óc của em hôm nay nó đang có vấn đề một chút. Vậy là mình chọn category type của mình là Cerberus, right? Wow, buồn phát xóa hết rồi, không suy nghĩ, không tranh luận nữa. Sao búp chấm nốt vào đây cái sẽ đủ 4 chấm. Đây, đến ngay chấm ngay em là con gì, em phải con rắn không, em có được con rắn không, em đang ở bên dưới cùng ở đâu, em đang ở đâu đây, em ở đây thiện nào, đúng rồi em là con rắn đấy. Thiện là con gì đấy, mọi người bảo thế nào. Thiện ở chỗ storyteller note. Thiện là con kiwi. Anh Thiện là kiwi ở chế độ ẩn danh. Em là con octopus gì đấy, anh không biết nha. Em đạch tổ. Em ở cái em đang ở cái chỗ chấm ấy. Khánh Phạm là Khánh Phạm. Hai người là Khánh Phạm à? Đâu, chứ tiếp mà mọi người nói gì vậy? Phong Sương là báo hoa mai ẩn danh. Có phải à, đến chưa? Nice. Sương là báo hoa mai ẩn danh. Ok. Tức là Sương còn chủ đề gì muốn nói với mọi người không? Tại vì chúng ta đã gần đến 12 giờ rồi đó. Yes. Well, bây giờ mình chỉ còn có, em nghĩ test của mọi người thì mình có thể điện ấy được rồi. Tại vì background mọi người khá là rõ rồi, cũng không cần nhất định phải làm cái phần kia. Thì mình làm một cái cuối cùng là relationship map thôi. Mọi người đều biết dùng tool của Roll20 đúng không? Yep. Yeah. Mọi người có thể vẽ nhân vật, đặt một cái hình tròn là nhân vật của mình, xong rồi đúng rồi, giống như cái pentagon á, mỗi cạnh là một mối của của mình là hình vuông, anh chứ nhận hình vuông đúng không? Hình vuông. Ừ. Xem thì cái anh trước bước có nhìn thấy cái relationship map của bên kia rồi mấy không? Xương một vẽ tương tự như thế đúng không? Đúng rồi. Ok. Mọi người sẽ có một hai mũi tên hướng về một nhân vật đúng không? Một cái là điểm mình thích ở nhân vật đấy là gì, và điểm mình không thích ở nhân vật đó là gì. Ví dụ như là tôi nhìn thấy người này như là anh trai của tôi, hơi nhức nhối ồn ào, hay là hơi trẻ con chẳng hạn. À không phải, hay là hơi bồng bột quá, thì nó cũng đi lại ngược như vậy. Tôi thấy người này giống như là một đứa con của tôi vậy, một đứa trẻ rồi. Đôi khi nó thế này thế nọ. Đây là relationship của mình với nhân vật của những người chơi khác đúng không? Đúng ạ. Ok, vậy mỗi người em sẽ có 3 cái nhánh thôi. Cho khoảng một chút là nhân vật cũ mà đã tạo ở cái kênh one shot ấy, Sương để nó đi đâu mất rồi. Tại vì Búp lười điền lại lắm nên Búp đang định import ra. Nhưng mà Sương đừng bảo Sương xóa rồi nha. Em cũng định xóa rồi hả? Chị Sương. Ok kìa. Sương chưa xóa. Ủa sao? Mọi người nói gì vậy? Sao Sương lại xóa? Mày quá mà nó yêu chị quá. Nhưng mà Sương chưa xóa thì để mọi người export ra thôi. Để cho nó nhanh. Okay. Đỡ phải điền lại. Được rồi, em cứ dí cái con người nào chị Sương để yên hình vô. À không, không. Cái này là của anh. À bố, bố. Ok kìa. Sao chạy? Có ai làm được luôn cho Khánh luôn không? Sương không biết làm luôn cho Khánh là vẽ luôn cho Khánh. Thì Khánh có cái ảnh Ava nào không? Khánh gửi cho Búp cái ảnh ảnh nhân vật. Xong rồi chúng ta sẽ em sẽ làm hình của em. Ok thì chỉ là mình mình với 3 người xung quanh thôi chứ. Ừ thì nên là để 4 người, để 4 cái token ở đây thôi. 4 góc, để 4 cái token, 4 góc đó. Ừ đây nè, thì cho to hình vuông này. Bình tĩnh để anh cho to đã, đừng có đổi nữa. Đừng có đổi, đừng có chạy. Đừng có chạy. Thế rồi, chị Sương ơi, cái one shot ở trước của chị là gì nhỉ? Power Play đúng không? Power Play. Oh my. Nhưng mà Búp không thấy, Búp không có, Búp đang bị bối rối. Oh no. Mình import sang thôi. Aha, những đây cái, là của những em. Cái điểm start thì nó không thực sự quan trọng vì cái backstory mình bàn rồi mà. À đấy, Power Play, tôi nhầm. Tôi lại nhầm cái kêu Sương có nhiều one shot quá. Chúa. Em chưa có ảnh nhân vật, nhưng mà thôi kệ đi, em sẽ tính rồi, để Thiện lấy nhân vật từ bên kia sang. Đây rồi, ok. Thật may là chúng ta đã tạo lại game mấy lần để có chức năng import. Anh Thiện bình thường vẫn import được mà anh Thiện. Kể cả không tạo được game, anh Thiện vẫn import được thôi. Không. Phải là game của người. Đúng rồi. Đúng không nhỉ? Nó có hai cái. Bình thường Búp mà vào game không có enable import, em import được không? Em sẽ export ra cả hai cái không sao đâu. Ok, em biết là cái nào rồi. Bài này. Các bạn có kịp tiền mà anh. Từ từ. Power Play đúng không? Ôi, nhiều quá. One shot the monster. Em có thể hỏi được không? Hình như là nó đang hiện là The Game Master
character of this game has not enabled a character import. Let me check. Đúng rồi, save chưa. Có khi là khi tạo lại game này chưa enable. Save thật. Save thật, save real. Save real. Save búng tay phát cả thế giới biến mất đúng không? Sở game cái là bay luôn cả thế giới luôn. Rồi thử dạy xem. Trong cái setting nha. Ủa, trong cái setting của sở vào rồi, xong rồi. Thử refresh xong cho. Kéo Pikachu. Đây xem nào. Ồ, nhiều Sài Gòn bay đai quá, từ từ refresh lại đã. Ừ, những cái nào mà không ấy xóa hết nhá. Anh Thiện xóa đâu. Ừ, để anh xóa. Cái ốp của anh Thiện đâu. Có mỗi một cái là có ấy thôi mà. Có mỗi một cái là có... Mỗi một cái là... À không, không, cả hai cái đều được. Anh xóa. Em đang học đúng không, cái có mỗi cái được, có mỗi cái được là đúng rồi. Một cái được thôi. Ok. Thế nên phải làm lại đấy. Chị Sơn hóa hộ em. Rồi ok. Chị Sơn hóa hộ em cái con có avatar với. Ừ. Bùm. Đây xóa hộ họ luôn. Rồi từ. Ồ, tại sao nhân vật của em nó không ghi gì ở trong cái này thế này? Ôi, mày đi. Mày đi. Thôi không sao. Oh no. Em ổn. Đây rồi ok. Ok. Không có vẻ ổn, không thấy có vấn đề gì lắm. Không có vẻ ổn. Có vẻ ổn hay không có vẻ ổn? Christopher Dennis đúng không? Ờ đấy, đúng rồi đấy. Nhưng mà tôi phải đổi tên lại tiếng Việt. Đây là tên tiếng Pháp. Tôi phải đổi tên lại tiếng Việt. Dương Bảo Bình đã vào nhưng mà để đổi tên lại đã. Bảo Bình rồi ok. Hello, họ Dương ngõ em á. Hải Đường tên là Dương Hải Đường á. Có cần tôi họ Dương đâu? Tại hạ họ Dương tên quá. Yep, đường đây, đường đã thòi ra. Em sẽ ngồi điền character sheet, không sao cả, mọi thứ đều ổn. Còn Khánh vẫn chưa làm character sheet với mình đúng không? Cái gì? Ủa sao mình? Mình chưa làm character sheet với Ki đúng không? Có bạn cũ thôi. Yeah. Chắc phải làm bạn mới ha. Khi nào làm? Bạn. Không sao? Vậy, in relationship map cho nó khỏe. Mọi người import bây giờ. Ok, vậy cũng có thể đổi nhân vật của mình á. Kết nhân vật tên là Khánh á. Xong rồi vô edit mình có thể đổi ra avatar các thứ này nọ được. Xương Hướng chưa biết làm tốt kèm bên này nên thông cảm. I biết làm. Ok. Tôi đang tìm cách tải file, tải ảnh lên trên nhưng mà đang không... Bấm vào nhân vật đúng không? Bấm vào edit thì sẽ có... Edit ở trên cùng phía bên tay phải. Nó sẽ có cái upload hình ảnh lên. Ý nghĩa của tên Bính đa tài nhanh trí ra cảnh tốt có số làm quan trung niên thành công phát tài phát lộc. Trung niên thành công. Mình thay một dấu rồi. Ý nghĩa quá. Trung niên thành đạt. Bình. Dương Công em Bình. Không biết. Rồi sao? Em xin lỗi em không biết em có tiền nhầm luôn không nhưng mà cái antiquated trong cái phần skill là cái gì nhỉ? Phép ứng xử là phép ứng xử trong sao xã hội đó. Em biết một đống chén đĩa loạn đĩa thì cái nào dùng để ăn cái gì. Có hai chấm thôi không có tác dụng gì mấy đâu. Hai chấm là hai chấm cao rồi em. À thế hả? Đúng rồi. Hai chấm là cao rồi. Ok, có đến 3 chấm thôi đúng không? 5 chấm lắm. Không nhưng mà mình hiện tại tạo nhân vật chỉ được có 3 chấm là cùng đúng không? Đúng rồi. Chơi mạng tôi lag một cách khủng khiếp luôn nên là tụi người đồng cảm. Mạng em bị bấm. Anh bấm vào cái lock dot nhá. Hưng là bố bà, Hưng là ai? em lười ảnh, em chưa có ảnh thôi, em cứ để tạm đấy đã, mình cứ nối xong cái kia đã xong em chỉnh ảnh sau. Một ngày chơi khác. Hello Hưng, anh em đã chú Hưng rồi. Chú Hưng. Đẹp trai trong thận thế này. Hello chú Hưng. Không, tôi bởi concept về Việt Nam nó phải khác chứ. Thôi để tìm cái ảnh nào trông nó fantasy một tí, trông không đời thật quá. Chết rồi. Yeah. Cái này đúng em vẽ được. Đây là con tôi từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh bạn. Bình tĩnh bạn đi. Tôi cái cuộc đời sống giả tạo thật là mệt mỏi. Sao vậy Honey? À không, em đang ngồi than thở về cái character sheet ạ. Mẹ mắc cái gì sức mạnh toàn là xóa trí nhớ rồi các thứ đồ quá. Ai kéo dùng cái token của Khánh ra đây rồi. À cái hình của Khánh. Tại sao search biker trên mạng toàn ra ảnh gái vậy? Thở dài. Chắc chắn không phải do thế giới này có nhiều người honey. Có đấy. Chào đuôi nhân vật của em là ra. Được rồi, chúng ta lại lên tạo nhân vật ở present. Heo chu vẽ đường chị em. Em không biết. À, vẽ không chị? Freehand à? Tạm thời cứ lấy ảnh có mũ bảo hiểm nữa nhá. Tại vì ra nhiều ảnh người thật quá mà anh không thích lấy ảnh người thật. No hope quá mọi người ơi. Không lên được à? Có thể đăng lên vào Discord không được. Xong rồi Xương Xương tải vô cho. Không mở được cái gì luôn á. Nhìn này. Cứ vứt cái link vào. Vứt cái link thôi. À không load được luôn á. Không load. Khánh vứt cái link của cái ảnh đấy ở đâu đấy trên mạng cũng được. Vứt rồi. Vứt vào inbox rồi.
It's okay. It's okay. Được rồi. Ơi, em quên mất cái floor lần trước em chỉnh là cái mẹ gì rồi. Bây giờ phải ngồi đọc lại hả? Đường không lấy được cái cũ à? Không mà. Mình sẽ lại sao? Cái sheet cũ của Đường thôi, làm lúc khác, làm lúc khác đi. Bây giờ mình đang làm cái cần thiết hơn. Lúc khác tìm. Đó. Yeah. Mình điền vào đây xong mình có cần bấm ở đâu để lưu không ạ? Không. Nhắn tay nha. Different college. Là một điểm bảo vệ đúng không? Thú vị, thú vị. Gú cần giúp gì về ảnh không? Yeah, có đấy. Vứt cái link ảnh đấy, hoặc là đâu đấy. Chữ Discord được. Discord rồi. Đấy à, ok, xong rồi. Ồ, quá đỉnh. Chứ buồn cười. Mà lem. Ngầu quá. Ngầu quá. Ngầu quá. Xong rồi đấy, Khánh xong rồi. Ngầu quá. Anh xóa cái thiện sheet nhá. Vì có cái bính rồi. Em có gửi một cái mẫu của cái relationship map cho mọi người xem. Ở đâu? À rồi. Nếu mà mọi người có nhân vật phụ gì đấy mà có mối liên hệ với nhau thì bắt đầu đánh thêm mấy cái bubble bên ngoài. Ok, em có anh bán thuốc. quan hệ với anh bán thảo dược, một hơi thảo dược. Thì thường những cái ngoài thì mình sẽ ghi là touchstone của mình nè. Tức là nếu mà có người nào có liên quan đến các nhân vật khác thì mình sẽ ghi vô, nhưng mà chính chỉ là cần touchstone thôi. Cái ở dưới này là Đường đúng không? Em lấy tạm cái đấy ạ. Ok, em đó. Mình làm gì vậy? Ủa, tức là chúng ta đều sửa vào đây luôn hả mọi người? Đúng rồi. Được. Ok. Vậy. Cái này chúng ta còn nên ngồi nói lại với nhau không nhỉ? Có chứ đúng không? Không, đây là nhân vật mình nghĩ gì vậy? Nếu mà có cái gì muốn hỏi thì nói hỏi. Tức là cái mũi tên chiếu đi này chỉ là nhân vật mình nghĩ gì về những người xung quanh thôi hả? Đúng rồi. Còn mũi tên còn lại ngược lại sẽ có nhân vật người khác viết hộ. Ok. Where is the vẽ? Mình nghĩ là cái rô 20 nó không tiện cho vẽ. Em cũng đang không hiểu cái này hả? Đúng như này đúng không? Làm thế nào để nó không vẽ nữa? Em không cần cho Z được, cứu. Em chọn freehand chứ sao em lại chọn cái polygon gì đấy à? Nếu mà chọn cái đấy thì phải chọn phải. Ok, em chọn polygon để vẽ cho nó đẹp ạ. Khánh xóa nhân vật luôn rồi kìa, kéo lại ra đi. Chúng ta có nên chọn màu khác nhau đúng không? Đúng, em sẽ lấy màu đỏ, không có ai tranh màu đỏ với em. Không được, mọi người không được chọn màu đỏ. Ok, thế thì để anh lấy màu khác vậy. Loạn quá, sợ hãi các thứ. Gú kéo nhân vật của mình ra ấy. Di chuột vào cái chữ Khanh á, xong chị ấn giữ chuột, chị kéo ra màn hình, chị kéo ra cái vùng trắng trắng á. Di chuột vào cái chữ Khanh của đây, để nào để em xem màn hình nha. Ở đây nó lần ra rồi đó, hiện ra rồi đó. Bất ngờ. Đây là xương kéo à? Đây là xương kéo đấy. Bạn đã mất quyền. Sẽ hại không? Tiếu đây rồi. Xanh lá cho nó đờ rui vậy. Xong có cái text đấy, chuyển sang cái dụng cụ đấy. Đẹp quá. Ui rồi, thẳng quá. Thẳng đẹp chưa? Tâm hồn tôi đây được an ủi. Tâm hồn sao là từ đây mình vẽ cong cong là tâm hồn của xưa không? Tâm hồn là xưa bị dày vò đúng không? Dày vò. Mình có thể kẻ mọi người nhìn lúc kẻ kia. Polygon thì vẽ khó quá. Quên nhân, nhân vật của Boop hay thể hiện ra mình là người như thế nào? Tức là nếu mà em rõ như này, xong em xin lỗi, em có như này, em thả tay ra là nó tự động nó nhảy lên luôn hả? Chắc là kiểu sẽ là kiểu hiền lành, lâu kỳ anh. Xin xét cho mọi người một cái domain nhé, tức là lãnh địa của mọi người ấy. Thì domain của mình sẽ là một cái trường đại học nào đấy, và tỷ lệ cao là trường đại học mà Đường đang học á, nhân vật của Đường đang học á. Thì mình sẽ có em gái của anh, em gái của anh Thiện đang muốn nhập học vào trường đấy. Ok. Đường sẽ có bạn bè cũ ở trường đó này ha. Cái con của Búp nó lại chạy ra xa thế kia, ở trên màn hình của Sương ấy, trông kỳ lạ quá. Từ hôm sau kéo lại cũng được mà. Không, nhưng mà trên màn hình của em thì nó không chạy ra xa, nhưng mà trên màn hình của Sương thì nó lại chạy. Chắc Sương bị lag ấy. Bây giờ thì nhưng mà con của em và anh Thiện ấy thì có vẻ là sẽ kiểu quen biết nhau ấy, và maybe là nó sẽ kiểu tỏ ra lo lắng khi mà anh Thiện kiểu dân chơi ấy, kiểu chọ mũi vào chuyện của anh Thiện. Có nghĩa là một ông chú ở trong đường cùng một cái tổ dân phố. Kiểu mỗi ông chú cùng tổ dân phố, mà xong rồi sẽ kiểu như kiểu là sẽ, và kiểu vợ em thì sẽ quen mẹ của anh Đường. Mẹ của anh Thiện. Thế nên là kiểu sẽ là maybe là khi mà biết là chuyện anh Thiện tham gia kiểu ghen cái các kiểu thì sẽ kiểu lo lắng, xong rồi hay kiểu khuyên hay kiểu thôi bỏ đi và làm người đi bạn ấy, kiểu đấy. Vậy à. Thế thì hơi khó hơn mối quan hệ hơn đấy. Thôi cũng được, Nếu mà không thì nếu mà kiểu cái nào dễ thì anh làm, tức là kiểu không bực rồi, lời Thiện ở đáp. Em kiểu một con ven chu tôn thờ nhà của mình nghĩ về với vui ha.
nó sẽ kiểu quan tâm nó hơi I don't know. Ok ai thu cái của anh lại vậy? Nếu không fix được nó. Đây. Là nhẵn thế nhỉ mọi người, nghịch quá. Nhẵn để ít. Rồi rồi đây, diện tích bé hơn đây, nhưng mà trông nó béo. Đây dẫn chữ là dùng cái nào nhỉ? Em quên rồi. Một cái y ở trong cái bút nó có cái chuyển sang chữ y được và text. Trời ơi, cái màn hình của em nó bị kẹt, cái này em không tắt nó được. Anh thiệt ơi cứu. Đồ xịn quá em không biết sao. Anh đang không nhìn vào màn hình của em, kẹt ở đâu? Em kẹt ở chỗ là em bấm vào chữ y đúng không? Nhưng mà nó có cái gọi là flame, đặt lửa xong rồi đặt cửa sổ rồi đặt cửa đi. Em đang ở map layer. Đấy. Vào cái thứ hai từ trên xuống chỉ vào đấy xong bấm vào object và token. Anh chỉ đặt object mà. Chỉ vào bút lông á, cái bút lông á. Đó. Ủa. Thế đấy là bởi vì em à. Chị tắt cái bên dưới kia chứ. Ok. Ủa tại sao xương lại có cái đấy? Lại có flame slide. Thử dí vào cái chuột kia xem. Cái hình con chuột luôn ấy, hình con chuột lên ấy. Anh nghĩ cái này là refresh. Ok. Đây là dễ nhất đúng không? Đúng rồi. Ủa mà hồi trước Ngủ nhớ xương cho Ngủ kiểu dùng cái gì đấy mà nó khá dễ, chỉ cần kéo một đống đường vào. Bọn mình dùng mắc mê. Em bảo bọn mình là họa sĩ nên mình có phải vẽ. Nó như kiểu là cái đường nối luôn á. Tưởng combo nhưng mà combo không có ai giải ở đấy á. Thôi xong bỏ qua. Xong muốn hơi rối. Cho anh hỏi Búp một tí. Dạ. Thì có anh nghĩ là cái nhân vật của Búp và nhân vật Bính này có thể sẽ không có kết nối quá nhiều cho đến khi họ lại thành vampire và cùng làm việc cùng nhau, kiểu là có một cái mối quan hệ nào đấy là kiểu in the back of their head là có biết có cái ông này ở trong tổ dân phố như thế. Cũng đúng. Chắc không, nó tức là kiểu nó là khi mà gặp nhau ở cái category đấy thì mới bắt đầu cái gì sao mày ở đây, mày là con trai của bà kia xú rồi. kiểu đấy, tức là nó sẽ không, tức là trước đấy thì sẽ không có kiểu conflict nhiều, trước khi mà trở thành vampire thì sẽ không có tương tác nhiều. Chỉ là khi mà trở thành vampire rồi thì sẽ có ấn tượng, bởi vì là well dù sao thì vẫn là con của bạn vợ mình thì chắc chắn là phải nhận ra, còn lại thì ngoài chị Khánh ra em đang không có ấn tượng với ai cả. Thực ra là không nhất thiết, tại vì nhân vật của em là khá ngắn và nhiều thứ là sẽ học được, nhiều thứ sẽ nhận ra trong đấy. Cái thời gian này cái ấn tượng này mọi người cứ viết có thể là hãy tưởng tượng ấn tượng đầu thôi là nhân vật của Đường nhìn vào đến, thằng này thì sẽ như nào? Đến chắc là coi như là cái buổi mà session 1 của mình sẽ là gặp lần thứ 4, thứ 5 rồi, cùng lắm thế thôi. Ok, tức là mình đã gặp trước khi session 1 diễn ra rồi. Cứ cho là đã làm việc gì đấy ít nhất là cùng một mấy lần rồi đi, vấn đề gì đâu. Yes. Mọi người đều được chữ vào vậy. Chuyển sang anh cái phải vừa bấm giữ chuột, anh vừa gõ bàn phím anh ạ. Còn thế là hai phì. Chúng ta phải vừa giữ chuột vừa gõ bàn phím. Ủa, cái gì vậy? Anh có phải làm thế đâu? Em có. Anh có chữ đâu? Thì anh đánh em đi. Có anh đâu? Đấy, đây đây anh đánh đây. Chúng ta mời em. Ủa, em thôi nhá. Em sẽ xem màn hình. Em sẽ xem màn hình. Đây 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 thế này nhá. Mọi người vào cái bình thường nó là cái bút lông nhưng bây giờ chuyển sang chữ y chưa? Rồi bấm vào một cái nó sẽ hiện ra một cái ô để đánh chữ. Nhưng mà cái ô của bọn em khi mà thả tay ra thì nó biến mất. Đúng rồi. Bất ngờ chưa? Ai đang xem màn hình? Ai đang xem màn hình đây? Đây chị Sương thử mà xem. Ủa chị Sương cũng được kìa. Ủa tại sao bọn em không được? Sương đã làm gì đâu? Sương đã làm gì đâu? Để em sẽ thế mọi người sự đau khổ. Biểu diễn đi được. Cô sẽ cho cái cỡ chữ nó to tố lên. Đây. Đây là cái ô bọn em hiện ra đúng không? Đúng đây rồi. Là tay em đang giữ chuột A B C. Thế bỏ tay ra thì sao? Bỏ tay ra thì sao? Đây thì nó biến mất. Đấy, ấn vào. Nếu mà em bỏ tay ra thì nó sẽ biến mất. Đây, đây là em vừa giữ vừa đánh này. Em bỏ tay ra này. Đấy. Em biến mất. Đó. Mọi người dùng trình duyệt nào vậy? Chrome kìa, đường dùng Chrome kìa. Đường dùng Chrome kìa. Mọi người nhập vào đây sẽ thường thường sẽ có hai đầu đúng không? Hay là vì Sương là Game Master. Và anh Thiện là Game Master. Không, anh đổi chế độ là player rồi mà. Thì người chơi. Well. Hi, what? Just do it. Just do it. Yes, just complain less. Just do it. Phải gõ một tay này. Cho anh hỏi Búp nó, cái nhân vật của Búp nghĩ gì về nhân vật của anh khi mà cậu ấy bỏ học đi làm côn đồ và về sau Ultimately là bỏ nhà. Wow. Trong cái thời gian đấy là chưa phải vampire, chắc cái tầm là 14-15 tuổi. Kiểu có cái thằng trong
khu phố này như thế. Trong khu phố, ừ, thì đấy thì kiểu xin cái đáp bảo em bảo rồi, nó sẽ kiểu hơi nó kiểu nghe kiểu cũng có lo là kiểu thôi rồi thằng cu này nó lầm đường lạc lối các kiểu đấy. Tức là sẽ không phải là ghét bỏ hay là kỳ thị, nhưng mà nó hơi theo thiên hướng là kiểu quan tâm ấy, kiểu đấy thằng cháu nhà có thằng cháu bỏ nhà đi làm quân đồ. Ừ. Không biết nói nữa thì là quan tâm. Nhưng mà tức là không đến mức là quan tâm, thôi hiểu là nghe, nhưng kiểu là không đến mức đau đáu ở nghĩ hàng ngày kiểu cháu mình đi làm quân đồ rồi mình buồn quá ấy. Mà nó sẽ giống như kiểu là ô thật rồi thằng cu làm quân đồ sao lại như thế, kiểu chuyện gì xảy ra, kiểu nó kiểu lo lắng, nhưng mà lo lắng một cách nó không tới, nó không phải là như kiểu là bởi vì anh không phải là gì quan trọng trong cuộc đời em cả, đúng không? Anh chỉ là thằng con của bạn thì ừ thôi rồi tại sao nó lại như thế, tại sao nó lại kiểu làm nhân nhân vật của Búp có chính kiến gì mạnh mẽ không, có lại phải thế này cuộc sống này thế kia cho gia đình cả hay gì chắc là nói chung là nó sẽ là kiểu đấy không chính kiến tại loại là không nó thế nào nhỉ, nó có một cái liên quan đến magic, nhưng mà tức là cái niềm đam mê về magic mẹ không chắc cái đấy có gọi là chính kiến không, rồi nerd. Ok thì cảm ơn. Ở đây ai kể được đường thẳng vậy? Ai kể được đường thẳng? Em giỏi kể không? Có cũng kể được ba đường. Sao mọi người kiểu nó cứ thế đi. Mọi người có chắc là mình nên vẽ kiểu này không, hay là mình nên kiểu chỉ đánh ra thôi một cái bảng thôi, xong rồi sau đấy thì sẽ để cho các họa sĩ của mình uống ba la. Không, cứ đánh đi. Trời ơi. Cứ đánh đi. Đánh đi. Sống phụ thuộc màu, dùng cái của mình là dùng màu giống mình nhé. Dạ. Ok. Có thể ấn lại vào cái đấy để chuyển màu, có thể ấn lại cái đấy để chuyển màu. À, tức là đổi màu chữ ấy ạ? Ừ, dùng màu chữ giống cái màu của mình luôn, nhìn nó dễ biết. Em nghĩ đầu tiên em với nhân vật của anh Kiện thì tại vì nhân vật của em nó khá là kiểu kiểm soát này, có chính kiến kiểu dễ phán xét người khác. Đầu tiên nhân vật của em nghĩ vào với một đứa kiểu thứ nhất là Chuf, nhìn về Chuf và Bruha, thứ hai là Blue Sense, kiểu không biết mình nghĩ cái gì kiểu này. Kiểu chính kiểu nghĩa là bị ngờ về việc nhân vật Bính có một cái goal nào đấy trong cuộc sống anh không, hay là chỉ sống vẫn ảnh hưởng của cuộc sống kiểu ngày hôm nay có cái gì thôi kiểu đấy là cái cách nhìn của nhân vật của anh. Nó bị kiểu chú tí không vấn đề gì, không sao đâu, không sao đâu, chúng ta không phải nhân vật của Khanh, không phải người duy nhất nghĩ kiểu đấy. Đúng. Mình có tốt, có tức là mình có nên nghĩ một cái tốt cái xấu gì đó về họ. Có điểm này tôi thấy nó dở người, nhưng mà tôi thấy có điểm này thằng đấy mình thì respect được chẳng hạn. Ừ, đồng ý. Yep. Đây thì mình sẽ là hai vế hả? Thôi hai dòng thôi. Còn hai cái rồi hả? Đúng. Mình có nên cho hình vuông to ra không? À, tôi đổ ra cho nhỏ cỡ chứ lại là được mà. Sửa cái chữ tiếp của mình tiếp theo mình kiểu gì nhỉ? Không có. Bấm nút chuyển sang cái chuột, xong rồi bấm nút vào. Em tìm ra rồi, em bút vào, em phải ấn giữ nữa. Okay. It's always been that way. Đã luôn là như vậy. Okay, em xin lỗi, em không biết dùng luôn 20. Khè. Mày khè ai? Đáp khiển thiện. Cái ấn tượng đầu với nhân vật của Khánh thì sẽ là gì nhỉ? Trông sẽ như thế nào? Diêm rúa. That is a good one. Con Toledo điển hình. Nhưng mà bởi vì ở đây không ai biết Toledo là gì, tức là nhân vật của mình sẽ không biết Toledo là người như thế nào ấy. Bởi vì tất cả đây đều là những người flashy, cũng không có cái mà nét là clan thai. Con này đúng là con này con này đích thực là Toledo, không có cái đấy. Bởi vì tất cả những người đây đều là những người mới bị. Nhân vật của Khánh. Ok, sorry Sương, nói đi. Nếu mà Sawyer của mình có thân với mình thì có thể ông ấy sẽ cho mình một biết thông tin cơ bản về Toledo, nhưng mà em cũng nghĩ là mình nên theo cái hướng là Sire không nói gì cho mình hết, và mình đánh giá họ ít về clan của họ hơn. Vậy thì xem nào, nhân vật của Thiện và nhân vật của Vũ là có biết nhau trước rồi, nhưng đối với nhân vật Thiện thì nhân vật Khánh là hoàn toàn mới, có thể là mới biết từ khi mình bắt đầu làm trong coterie cùng nhau thôi, nhưng mà mình đang tạm cho nhân vật của Khánh là làm coterie này trước nhân vật của Đường đúng không, tại vì có thể là nhân vật của Khánh giới thiệu nhân vật Đường ở đây, Đường là sau khi revenge xong làm thêm cái gì đấy nó cũng là ngắn hơn. Hay là Đường muốn cho nhân vật của Đường đã ở trong coterie này trước cái đoạn revenge rồi, và mọi người sẽ thấy một sự thay đổi nào đấy sau khi revenge, hay là nhân vật của Đường vào coterie này sau revenge? Em nghĩ là đã vào rồi và đã revenge lúc còn tức là kiểu vào coterie trước lúc revenge ạ. Cái thời gian đấy có dài không? Có đủ để mọi người nhận thấy con này dạo này nó khác thế không? Mọi người có muốn thế không? Vì em như là chả được. Tức là mọi người sẽ thấy là ví dụ như lần trước là em, những cái lần trước khi em trả thù xong nó sẽ có kiểu hành động vì một cái gì đấy hơn, hành động và có lý do hơn ấy. Còn sau đấy kiểu thế nào cũng được. Em nghĩ thì nên mới hoàn toàn luôn. Tức là để Đường đóng vai trò là fish out water cho nhóm mình đó. Tại vì Đường ở đây đúng là đang là một cái gọi là đóng gián điệp ngầm đúng không? Thì cứ
thẳng vô nhóm là đây là một người mới vô thành phố, tôi không có chỗ dựa, tôi không có ai hết đúng không? Ủa? Tôi là kia mồ côi thì Cotoriman nó là influencer mà làm sao mà là mới vào được? Ý một là mọi người biết em rồi á, ý một là trước khi mọi người trong cái mới trong trong đúng rồi, mới được embrace kiểu tại vì đúng rồi, tức là một người mới embrace thì tưởng phải có sire của họ dạy họ mọi thứ đúng không? Nhưng mà ở Unlock rất là phổ biến cái vụ không có sire, mình sẽ có thể baron của mình sẽ cho mình người này không có sire đang ở hoang, nhóm của bạn có chịu trách nhiệm là phải trông coi giúp người này chẳng hạn. Đấy có thể là con câu chuyện mà đường phát triển. Hoặc đơn giản nha, mình hay nghĩ là em là một con một con nghệ sĩ đồ á, sau khi em trả thù xong thì em quy về ẩn và có thể là một tháng hai tháng sau khi trả thù xong mọi người không thấy em xuất hiện trên bất kỳ mạng xã hội nào nữa, và tự nhiên boom như nổi tiếng này kiểu vậy, đơn giản đấy thôi. Còn về việc em có biết gì hay không thì cứ coi như em sẽ đến đấy với tâm trạng em không biết gì hết, em vừa mới bị biến đấy em không biết gì hết, nhưng thật ra bởi vì em vẫn sẽ đến với tư cách là làm gì thì làm, nhưng mà vẫn có một cái ve chuồng sau lưng. Em không thể nào mà đến với tư cách là mình không biết cái gì được, vì em đã trả thù xong rồi, tôi phải biết đủ về vampire để em có thể dùng sức mạnh của em để trả thù rồi á. Nếu mà rất ý bảo em giả bộ là em chưa biết gì đến rồi, xem coi như là em sẽ đến em bảo em không biết cái mẹ gì hết, em vừa mới biến thành vampire, em phải bị em bị sốc cái việc em biến thành vampire các thứ kiểu kiểu đấy. Yên tâm là nếu mà mọi người nói chuyện với một cách bình thường ấy thì mọi người sẽ thấy em như một người bình thường, nó không khác gì hết, bởi vì nghệ sĩ mà chúng ta phải diễn nên mọi người sẽ thấy em không khác gì người bình thường cả, tức là mọi thứ nó chỉ phát hiện khi có thể là một ai đó tình cờ thì em ngồi bọ bao quá kiểu kiểu ấy. Thì mọi người có ổn với cái ý tưởng này không? Suy nghĩ nó hay. Tức là đường sẽ thể hiện ra là một người rất bình thường. Đúng, rất bình thường, rất nghệ sĩ, rất người nổi tiếng. Thế thì sẽ okay, rất thì lâu để đến lại. Sẽ rất lâu để đến cái đoạn nhận ra ấy, nếu mà phát hiện ra đường của mình đấy. Đúng rồi. Thì mình tua đi, mình tua đi. Tức là mình đã đến đấy 4 năm buổi, tức là kiểu đến 1 năm session trước đã gặp nhau rồi. Đúng không? Tôi tua đi thôi. Đây ấn tượng đầu mà, thì em nói ấn tượng đầu rồi. Thì như thế. Thế mọi người cũng hiện tại là nhận thấy nhân vật của đường là có gì đấy. Nó sai sai không, á. Đấy, kiểu đấy. Đúng rồi, khó đánh không, tin không, chẳng hạn. Bất cần, kiểu chả có mục đích gì. Kiểu cái vẻ ngoài là vẫn... Nhưng mà có vẻ là chả có mục đích gì mấy. Tức là thì mình phải xem nhân vật của mình. Có đấy có phải là ý của đường không? Đó. Cái biểu hiện, cái biểu hiện của nhân vật đường khi mà vào cái giai đoạn là không có mục đích gì thì đường nghĩ sẽ biểu hiện ra như thế nào? Để nhập vào nhân. Tức là nó sẽ bắt đầu không đưa ra ý kiến của mình giống như trước nữa, mặc dù một Ventu điểm cơ bản nó đứng ra lãnh đạo đúng không? Nhưng mọi người bắt đầu thấy là nó không đưa ra nhiều cái sự kiểu làm này đi làm kia đi nữa. Nó bắt đầu kiểu thế bây giờ mọi người muốn như nào? Làm gì nó kiểu dần như thế, hoặc là mọi người sẽ thấy, hoặc là nó check điện thoại sau một lúc xong nó sẽ bảo là không, về tôi muốn làm như này như kia cơ, tức là kiểu có thể là quay ngược 180 độ với những gì nhóm đã từng bàn, mà trên thoại phát không bây giờ làm như kia chỉ đơn giản nó vừa nhận lệnh xong á, kiểu kiểu đấy. Tức kiểu mọi người thấy nó những cái lần ra quyết định nó rất là kỳ cục chẳng hạn. Mọi người sẽ không có ấn tượng là Ventu phải như thế nào. Đúng rồi, thì nên là mọi người sẽ không thấy được sự khác biệt của đường, bởi vì mọi người không có ấn tượng là Ventu phải như thế nào cả. Giống như là tôi đã đổi, mọi người sẽ không có ấn tượng. Thứ hai, maybe nếu mà như thế thì ý đường sẽ là một cô gái mà sẽ luôn là một người sẽ hơi chỉ huy một chút đúng không? Hơi là người thích ra lệnh, kiểu kiểu đúng không? Yep. Ok. Mọi người có thể để xem. Xin lỗi. Ok. Tôi nghĩ tôi đang hiểu vấn đề của mọi người đang nói là Sương, đây là gợi ý của Sương về cái chuyện này nhá. Mình để đường là một nhân vật đóng giả, tôi là người mới, tôi là phát linh mới được sinh, tôi không biết gì hết vào nhóm này. Sương sẽ để sai ở của đường sai vô đây vì một nhiệm vụ nào đấy đường không hiểu đi. Nhưng mà đường vô nhóm này không nhất định phải thay đổi tính cách của mình, vẫn có thể là một Torado, vẫn có thể là một Ventru, tức là không nên làm khó mình quá khi cách chơi ấy. Để mình chơi được thì chơi mà hai level thôi. Đúng rồi, thì mình vô nhóm này vẫn có thể vẫn cái ấy của mình, nhưng mà mình có một bí mật mình cần giữ thì mình vẫn phải giữ đúng không? Rồi. Là bí mật của mình là mình là Camarilla, mình không thực sự đi theo cái nghĩa của họ, mình ở đây chỉ là tạm thời thôi. Đó, thì đấy là cái bí mật của nhân vật của mình. Còn cái tính cách có thể mình vẫn portray chuẩn theo bình thường cũng được, mình muốn deception cũng được, nhưng mà nên liệt kê rõ ra nó là cái gì để dễ cho mình chơi hiểu mà người chơi khác cũng hiểu. Cái thứ hai, mọi người nói là trong thời gian 4 session đúng không, mọi người sợ cái chuyện của đường nó không come up được đúng không? Sương sẽ set up luôn một tình huống thẳng vậy. Xin lỗi, Sương nói hết nhá. Thì đường sẽ phải uống máu, và đường sẽ mang theo một lọ máu và Búp sẽ nhìn thấy cái đó. Bản thân đường chưa hiểu pop bon là gì, thế nên chuyện này hoàn toàn có thể nằm trong khả năng là đường lôi ra mà không hiểu được là cái này của mình là đang làm lộ một chuyện quan trọng á, tức là mình đang invitation of action thôi. Nếu mà mọi người muốn đi hướng đó thì Búp sẽ được nhìn thấy cái thuốc đó ở trong một side session thôi, để phát hiện ra được cái bí mật này. Là... mình có thể thường nghĩ đấy là máu như kiểu máu cái vấn đề là nhân vật của đường có muốn quay lại vào một thời gian nào đấy nữa không? Em nghĩ là có, nếu mọi người còn tiếp tục chơi dài thì em đi đến
sau 5 tuần từ 13 đến đầu tháng 4 là vậy, em có comeback mà. Vậy thì mình đúng không rồi. Nhất thiết phải giải quyết tất cả mọi thứ của nhân vật này. Yep, đúng rồi mà đúng, em đúng. Cũng không ấy đâu. Em có thể cai nghiện một nửa xong em bị nhốt, xong em được chứng minh bản thân em chỉ nghiện nặng hơn thôi xong em lại đến. Okay. Vậy thì hoàn okay. toàn mình có thể là vẫn có tình huống xảy ra, nhưng mà nhân đúng vật rồi. Có thể phản ứng theo cách nào đấy, tùy có thể là không hoàn toàn giải quyết được vấn đề của được. Đúng rồi, đúng, không sao. Rồi. Okay, đấy em ok việc đấy. Đấy là anh Búp hỏi nốt đi. Không, từ ai cái đây là đang muốn nói là kiểu cái cách và đường, bởi vì đang nói về ấn tượng nhá. Ừ. Tự nhiên đang không, mình không nói về câu chuyện sau đấy, đang nói về là kiểu suy nghĩ của mình về nhân vật này. Ừ. Thì bọn mình cần phải biết cái cách mà Đường sẽ ứng xử như thế nào ở trong Camarilla này. Đường sẽ là một người chỉ huy, tức là sẽ người hay đưa ra ý kiến, chúng ta hãy làm thế này, hãy làm thế kia đi. Đúng. Và cái ý kiến của Đường đôi khi nó sẽ tự nhiên nó sẽ bị đảo ngược lại, đúng không? Nó sẽ bị kiểu gọi là quay 180 độ. Ừ. Đó, đấy là những hành động của Đường. Còn từ đấy thì nhân vật nghĩ như thế nào, từ đó quyền của nhân vật. Đúng. Rồi. Thứ nhất là trước khi mà trả thù xong, thật ra là kể cả trước cả sau khi trả thù xong thì Đường vẫn sẽ luôn là một đứa rất hòa đồng, rất hot girl, là người mà kiểu sẽ cố gắng gây sự thiện cảm với tất cả mọi người, tức là sẽ làm người bạn tốt với cả mọi người ấy, kiểu kiểu đấy. Ừ. Vì đấy là cách nó phải sống. Anh đừng xem nhân vật tôi. Được rồi, được rồi, cái mình qua đoạn đấy rồi. Okay. Bọn mình đang chỉ hỏi là từ khi vào Coterie nhân vật của Đường như thế nào, mọi người đang muốn tạo ra cái ý kiến của nhân vật mình về nhân vật Đường. Ừ. Đường thể hiện như nào? Đó, đó, chỉ cần quan, hiện đó, tại chỉ quan tâm đến cái đấy. Nó thông minh này, nó đưa ra quyết định nhanh này, kiểu rất là quả quyết, rất là kiểu chốt là chốt ấy, không kiểu bị do sự đắn đo. Tần một người khá là logic. Ừ. Chỉ là sau khi trả thù xong mọi người thấy mọi thứ nó dần bất logic đi, hiểu không? Tức là cái quyết định đưa ra nó không còn sáng suốt như trước nữa, hoặc đơn giản là Đường sẽ bớt đưa ra quyết định đi sau khi trả thù. Còn trước khi trả thù thì vẫn luôn là rất là kiểu quả quyết các nghĩa. Trong hiện tại trong nhóm của mình là tính là thời điểm sau trả thù rồi. Ừ. Thì là Đường sẽ kiểu sẽ hơi phân vân một tí, sẽ kiểu ấp ừ mọi người muốn làm gì, thế thì mọi người muốn làm gì, ta sẽ hỏi ý kiến mọi người nhiều hơn mà không phải là người đưa ra quyết định. Ừ. Ok, thế cứ cho là từ bắt đầu của cái campaign này là trả thù xong rồi, và cái có thể là lần gặp lại thứ nhất hoặc thứ hai từ sau khi trả thù, và sẽ thấy có một sự khác biệt gì đấy. Ừ. Rồi, vậy nhá. Nhưng mà trước, từ trước vẫn là một đứa quả quyết quyết định, có phần là bossy. Yep. Ok, ok. Rồi. Thế còn Khánh thì sao? Khá là khác hết nhỉ? Khánh thể hiện con người Khánh như thế nào? Tức là khi mà Khánh, nhân vật của Khánh đến cái cơ tư, Khánh thể hiện như nào? Thì mọi người có thể thấy cha sẽ thì sẽ là một cô gái kiểu có cái gì đấy kiểu có gần chẳng hạn, không phải có gần nhưng mà sẽ ít nói, là người ít nói trong team, nhưng mà thường thì sẽ nói ra những câu lúc mà và những lúc cần thiết, có thể là những cái phút quyết định quan trọng thì cô sẽ là người kiểu người như kiểu lắng nghe và sau đấy ra cái quyết định cuối cùng vậy. Ừ. Hoặc là nha, yeah, kiểu cô ta sẽ theo kiểu là có một cái cảm giác là sẽ nói không nhỉ, tại vì tôi vẫn muốn có một cảm giác khi sẽ là một người có cảm giác như là ngoài lại trong lắm, trong nóng ấy, kiểu như trông thì có vẻ có gần nhưng mà thực ra cô ấy là người dễ la ra nói chuyện với tất cả mọi người, nói riêng. Ừ. Không, yeah. Nếu mà như thế thì tức là Khánh vẫn sẽ có ra lân la nói chuyện với tất cả mọi người và vẫn thân thiện với tất cả mọi người đúng không? Nha, yeah. Nhưng mà trông thì tỏ không tỏ vẻ ra là kiểu cha cậu, mà cô sẽ kiểu như là thấy Hưng đang kiểu ông chú đang buồn ạ, sẽ ra chuyện gì không? Chuyện kiểu cháu cũng thế này, chú cũng thế kia, thế là cũng kiểu có thể sẽ hé mở cái gì đấy, cha sẽ kiểu người như thế. Thì Khánh sẽ nói theo kiểu là chuyện gì vậy ông già, hay là chú có vấn đề gì? Là kiểu chú làm sao thế ạ? Hay là kiểu ông già có chuyện gì vậy? Cho sự ý kiến nhé. Sorry. Tôi cảm giác là hiện tại mình đang spiral một cái hướng có thể hơi khó cho mọi người là cách mà Sương gợi ý sẽ về làm Coterie relationship của mình á, là nghĩ nhiều hơn những cái gì gọi là core của nhân vật. Tự nhiên là điểm mình thích ở người đấy là gì? Tôi thích người đấy có chính kiến, vì tôi không có cái chính kiến đấy. Điều tôi ghét của người đấy là gì? Người đấy có tư tưởng quá là nông rộn, cái kiểu họ nghĩ họ có thể có tự do, nhưng mà tôi là người tôi đã trải nhiều biết, tôi mới không, thế giới không thể nào mà có tự do mà không có kiểm soát được. Đây là cái tôi không thích ở người đấy. Hoặc là trên mặt relationship như là người này tôi cảm thấy như một đứa trẻ vậy, tôi muốn bảo bọc nó, nghĩ về cái kho của nhân vật họ. Còn cái detail nhân vật khi mà roleplay thì cái đấy nó sẽ hơi khó một chút, tôi nghĩ để có thể nghĩ là trong cái đó tôi nói cái gì. Thì anh nghĩ là tại vì nhân vật của Búp là nhân vật để ý tiểu tiết nên là Búp muốn biết cái đấy. Nhưng mà không sao, không sao, được rồi. Búp sẽ đổi sang là nghĩ về con, nhưng mà ý là vẫn mình vẫn phải có một chút hiểu biết về nhân vật của mọi người thì mình mới có thể từ đấy mình đánh giá được cái là nhân vật của mình sẽ nghĩ thế nào, bởi vì đây không phải là mình nghĩ nhá. Ok, mình có thể là người đánh giá là nhân vật của Khánh thì như thế nào, nhân vật của anh chị là như thế nào, nhưng mà cái cách mà Khánh thể hiện ra thì mới là cái cách để cho nhân vật của mình đánh giá. Còn nếu mà ví dụ như Đường chẳng hạn, ok, mình có thể biết rằng là Đường là một người không có cái không có mục đích sống đúng không, kiểu cảm giác là không có năng
năng lượng. Nhưng mà nhân vật của mình sẽ không biết được điều đấy, bởi nhân vật của mình thì sẽ thấy Đường là một người kiểu hay đưa ra quyết định bossy, nhưng mà những cái đấy Đường phải nói thì mình mới biết, còn nếu không thì mình không thể nào đoán được là nhân vật sẽ làm như nào cả. Đó, vấn đề ở chỗ đấy. Thì mới hỏi. Còn tất nhiên là của Khánh ok, nhưng mà Búp cũng có ý tưởng rồi. Vấn đề gì? Hay quá, em xấu tính hết nên là viết nó nhanh quá trời. Yên tâm vào những cái suy nghĩ của em, mọi người sẽ không biết đâu. Chứ con phải không xấu tính của mẹ. Tại có một cái sự sẽ agree là tôi có thể phân ra hai loại. Nếu mà mình liên quan đến cái core thì những cái này nó sẽ dẫn đến là giây phút và những cái cảnh đấy nó xuất hiện, nó sẽ mang tính chiều sâu hơn và nó sẽ cần thời gian để cái cảnh đấy xuất hiện. Nhưng mà nếu mình establish cái relationship của mình trên cái bề mặt á, ví dụ thì nó sẽ cho mình được cái vibe gọi là mình tiến vào cuộc đối thoại này và trong game này mình đối xử với những nhân vật khác theo cái dynamic nào. Cả hai nó có ý của nó, mọi người có thể viết thêm extra nếu mọi người muốn. Có một cái mà Thiện đang nhận thấy mọi người viết cụ thể là Búp và Khánh viết về nhân vật của Thiện, cậu ấy không tỏ ra là người tốt đâu. Cậu ấy trông khá rõ là một thanh niên côn đồ đi đánh người đòi nợ. Cái mà anh để chaotic good đấy là kiểu cậu sẽ cố gắng kiểu làm điều tốt. Khi mà có thể làm điều tốt. Cậu ấy hơi neutral. Nhưng mà cái làm điều tốt đấy như thế nào, anh thể hiện như thế nào ấy? Tức là việc ví dụ là anh giúp đỡ người khác đúng không? Thì những nhân vật khác thấy điều đấy thì cũng có thể đánh giá anh là người tốt chứ. Chỉ đánh người mà phải được điều đi đánh, còn vấn đề khác thì vẫn là một người nice, ít nhất là một người nice. Trong thẩm nhân vật đấy biết là mình muốn làm điều tốt, nhưng mà bên ngoài nếu mà nhìn tự làm việc của người này thì sẽ thấy một chuỗi toàn là những cái thứ questionable. Theo Sương là vậy. Không hoàn toàn là tốt đâu, có thể không hoàn toàn là tốt. Đặt cái gang của mình trên khá nhiều thứ. Đúng rồi. Sẽ gọi là quote unquote tốt với, gọi đúng hơn là trung thành với những người trong gang của mình. Có thể là trong cái quarterly của mình đến một mức nào đấy, mà không phải là giúp bà già qua đường. Nghĩa là như thế đấy. Nếu mà chaotic good thì sẽ là anh sẽ làm việc và sẽ tốt đấy, kiểu đấy. Thế thì anh sẽ revise cái đấy một chút. Ok. Maybe có thể là lawful neutral theo gang, không hẳn tốt, không thật xấu. Hơi gần lawful evil một tí. Ok. Nói chung là fun fact, trong lúc mọi người nghĩ việc đòi nợ thuê việc cho vay nặng lãi ở Việt Nam không được pháp luật ok, tức là kiểu nó sẽ không đi đưa ra tòa thì bọn cho vay nặng lãi sẽ thắng. Nó là một cái khá là cay nhưng mà có nghĩa là vẫn có giấy tờ đàng hoàng, là ký kết đàng hoàng. Có giấy tờ đàng hoàng ký, anh đã ký đàng hoàng thì chịu thôi. Mặc dù chúng ta có quy định về phần trăm lãi suất mỗi năm vậy lần sau vay phần trăm lãi suất hợp pháp là bao nhiêu, nhưng mà cái này rất là vui, kiểu khiến bọn em học luật xong bọn em nghĩ đến một cái ngành nghề khác sau khi bọn em ra trường cho vay nặng lãi. Kiểu thực sự là tất cả các tổ chức cho vay nặng lãi đều có luật bảo kê, tức là đều có một luật sư, một người rất chức luật sư thế nào. Nên thậm chí cái tổ chức cho vay nặng lãi đòi nợ thuê của anh Thiện thậm chí nó còn dính dáng rất nhiều đến chính trị, mà chúng ta không nói về chính trị ngoài đời nên thôi kệ đi. Tức là do sẽ có chuyện này chính trị không chỉ ở Vampire không ấy, vì hầu như các tổ chức cho vay nặng lãi đều có xếp lớn vào kế khăn khắc. Ok, tận thời mình đã có mọi người điền được một số thế đúng không, bây giờ mình sẽ đọc ra để mọi người cùng nghe nhé. Từ chị Khánh chưa xong hay sao á? Thiện đang ghi nốt với Khánh, với nhân vật của Khánh. Ok, ai còn thì cho hỏi nhân vật của Khánh là lúc nãy có nói là kiểu nhìn bề ngoài trông khá là boring đúng không? Tức là có quần áo trông xị nhưng mà cái tính cách nếu mà mới nhìn vào thì khá là boring đúng không? Yeah, kiểu như là một bà đi làm và chỉ cái công việc kiểu sẽ không nói cái gì, không nói câu chuyện khác gì ngoài công việc, kiểu theo kiểu là không có ý định kết bạn với mọi người luôn á, hơi bị anti-social một chút. Nhưng mà trong cách ngầm đấy thì cô ta sẽ là người kiểu luôn luôn đứng bên cạnh bạn ấy, kiểu đấy. Không phải là người mở đầu câu chuyện nhưng sẽ luôn đứng bên cạnh bạn nhé. Nên kiểu nếu mà thử ấy với cả Đường nhá, thì tại vì đây hai đứa này theo relationship thì rất là thân nhưng mà nãy giờ chưa view thêm cái gì ý, thì chị đang có ý định là thì kỳ của chị có thể là theo kiểu em sẽ là một đứa kiểu rất là bossy, kiểu nói rất là mồm oang oang chẳng hạn, kiểu hay ra lệnh nhưng mà kỳ sẽ là người kiểu ít nói hơn, hay đi bên cạnh nhưng mà thường sẽ có thể là theo dõi hoặc là ra những quyết định khi mà cần thiết ý, và cô sẽ làm việc riêng của mình ý. Yep, em hiểu. Em vừa cắm lại màn hình á, vì màn hình em nó vừa đen xì á. Ok. Thế nào? Sorry, đang phải ngồi tưởng tượng ra từng nhân vật một. Thiện cũng tưởng tượng, mọi người cứ nói chuyện đi. Không phải tưởng tượng đây, em sẽ ngồi cười cho mọi người nhìn. Đây chính xác là nó ấy. Cái nụ cười nó sẽ như này này. Ok, thế đấy. Thì anh nghĩ nhận xét của anh là đúng. Không nhận xét của nhân vật là anh ở trong, anh biết là nó có phải là hợp lý. Còn lạnh lùng mà. Nhân vật của Khánh có hay mặc đồ thiết kế các thứ không? Có đúng không? Đấy cũng là một cái khía cạnh như vậy. Ừ, thời trang. Sẽ mặc cái đồ mà trông nó
lạ lẫm nhưng mà trông nó vẫn đẹp ý, trông nó không kiểu dị à, không phải dị mà cũng trông nó trông rất kỳ lạ nhưng mà nó cái gì đấy ví dụ không, em không đam mê sắc đẹp, em cũng đam mê sắc đẹp nhưng con Bạch Tường cũng đam mê sắc đẹp, kiểu mày đẹp ok, mày là nhất ok. Anh Thiện viết nhân vật của Khánh là ít chứng kiến không phải không? Ừ đúng, anh biết thế. Tại vì anh không đúng hiểu vậy, được ừ. cái loại chính kiến của nhân vật của Khánh. Hợp lý. Đúng rồi. Anh không hiểu được cái thứ mà nhân vật của Khánh thích. Mọi người ơi, em xin lỗi nhưng mà chúng ta được xoay cái chữ cho nó dọc lên được ạ. Mình xoay đi. Mọi người bôi đen vào xong mọi người có cái nút tròn tròn thì xoay á. Nhưng mà để này dễ nhìn mà, em đang nói bên này đúng không? Dễ nhìn mà. Xoay đi. Em bị không, cái xoay này cái xoay này khó chịu quá, cái xoay này nó không xoay tự do được ấy. Cứ đòn. Oh my god. Sùa đây này. Ok, được xoay đi. Em cái tay với cái của Đường nó bị dài ấy. Thôi được rồi, đấy vì lý do khó nhìn, xoay đi, xoay cùng một hướng, xoay ngang cùng một hướng đi, tại vì để quay để nghiêng đầu một bên thôi là nhìn được hết, chứ đừng xoay ngang loạn lên, không cứ xoay ngang bên trái, xoay ngang bên trái đi. Nha, xoay hết thế này. Đúng rồi, mình sẽ nghiêng đầu bên trái để nhìn tất cả mọi thứ trong này, rồi xong. Okay. Sau một lúc sau thấy trên Discord tất cả mọi người đến đây. Thử hỏi Kỳ với cả Búp thì Búp sẽ tỏ ra như thế nào nhỉ? Tại vì chứ không nhớ lắm. Búp sẽ là kiểu caring đến tất cả ba người ấy, vì chúng ta cùng một cái squad ấy. Là mẹ. Thế là kiểu quan tâm đôi khi hơi chọ mũi nhiều quá và làm mọi người cảm thấy bị phiền. Kiểu đôi khi nó kiểu như kiểu là tại sao kiểu hôm nay con thế nào, hoặc là kiểu kiểu tức là kiểu đánh nhau bị thương có sao không các thứ ấy. kiểu nói chung là nó sẽ hơi cho mũi một người mẹ bảo vệ. Con ổn bố ạ, không sao đâu. Cái bạn Health Center trên stream của anh nói từ lúc nào ấy nhỉ? No clue, but he's so sweet. Yeah, he's so sweet. Who is he? Có một bạn Health Center trên cái stream của anh nói cái gì đấy về nhân vật. There we go, that's much more like the character. Congratulations guys, looks like you're going to have a good campaign. Oh, cảm ơn bạn. Ai vậy? Đáng yêu ghê. Cô Tê, thank you. Chưa thấy ở đâu. Bạn cô Tê vậy. Tê vậy. Không sao, khi mà trong sự nghiệp làm content này sẽ có cũng có nhiều người như vậy nữa mà. Sẽ có những người ủng hộ và cũng có sẽ những người phản đối. Tất cả sẽ balance nhau thôi và hy vọng là người ủng hộ nhiều hơn người phản đối. Người không phải quá lên lắm khi người có thể dựa vào khi có vấn đề. Mọi người đã viết xong chưa nhỉ? Ai làm xong rồi thì có thể bắt đầu làm thêm một số cái giống như là touchstone của mọi người ấy. Có thể nhìn cái mẫu ở trong Vampire The Masquerade 2L em gửi ra, là tên touchstone thôi. Xong nếu có mối quan hệ với người khác thì kéo một cái dây nối qua là được. Em sẽ để yên vậy. Có nghĩa cái vòng tròn bên ngoài là cái touchstone và kéo vào đâu đấy. Yes. Kéo vào Búp ơi, hỏi một xíu nhá, thì có phải là Hưng sẽ là một người kiểu như Búp nói hơi quan tâm chuyện bao đồng một xíu, thì Kia sẽ thuộc người kiểu không thích bị người khác nắm vào đuôi ấy. Thường cậu ta sẽ kiểu kiểu như là khi mà Hưng nói chuyện chẳng hạn thì thì Kia sẽ kiểu thiên về nghe người ta người kia hơn và ít tiết lộ về thông tin của mình ấy. Thì thế có ổn không? Tôi không làm. Ok thôi. Vẫn là lạnh lùng ít nói, maybe không giỏi biểu đạt cảm xúc. Hình như nãy Sương nói gì hả? Sương? Hỏi kìa. Sorry. Nãy đang nói gì hả? Nãy cú hỏi gì có thể hỏi. Nãy Sương bảo là mọi người nếu mà làm xong rồi thì mới tạo thêm cái hình tròn viết tôn của mình trong lối vô thôi á. Okay. Em sẽ không viết đúng không? Làm này. Đúng rồi. Viết sau rồi gạch chéo rồi. Đúng rồi. Đã em chết. Có thể em có thể ghi thêm về sai là tên là mấy của em đâu, bởi vì kiểu dù gì thì nó vẫn là một người khá là quan trọng. Người duy nhất cả. Buồn quá. Người duy nhất quan trọng. Một câu chuyện này. Gia đình bạn bè mất hết rồi. Thật buồn. Nó hy sinh hết rồi. Nó lựa chọn hy sinh những người đấy. Tôi kiểu từ bỏ mối quan hệ với những người đấy đây. Yep. Nói chung và là hãm. Em lười nói mà. Rồi. Kéo phát ra ông chú này. Kéo phát sang chị idol này. Đi dây. Ok. Đối gái đây là touchstone. Em gái. Anh đâu có em đâu có quen gái của anh đâu. Vẫn là con mà. Không, vẫn là con của con đấy mà. Mọi người ở cùng nhà ta. Em tưởng là bố mẹ của Bính kiểu ly thân đúng không? Đúng rồi, nhưng mà có hai đứa con rồi mới ly thân. Thì hai đứa con thì em trong đó em đã tưởng tượng là hai đứa con kiểu một đứa theo mẹ, đứa theo bố, nhưng tưởng là không sao. Không, tại vì bố quá nghèo. Đúng, bố cũng phải đang nghèo. Ok, right. Ác nhưng mà thôi không sao. Yep, phải người duy nhất quan trọng. Mình còn chưa nghĩ ra sau tên vợ mình thôi. Rồi, vợ. Vợ. Vợ.
Làm giá. Con vợ đấy. Ok, cô vợ. Đọc mấy cái mũi tên người khác vui quá, giống hồi kiểu high school làm confession. Có một mũi tên về phía của cô em gái. À, một cái nữa Bính sẽ thể hiện ra là dễ nổi nóng nha. Tôi mọi người có ý kiến gì về cậu này? Trẻ trâu đích thực. Let's go. Đó, tôi phong cách anh em giang hồ. Thì thế chắc là hay động vào bố mày ạ. Trẻ trâu ấy ạ. Sẽ bắt đầu thanh thiện lên, giọng lên kiểu thế là mày muốn như nào. Đấy, ngỗ nghịch. Anh Thiện đúng là kiểu chơi một nhân vật kiểu ngược style không Thiện. Ai mà biết được chứ, anh Thiện thật sự là như thế là sao? Ai biết được. Tắt cam đi. Từ anh trước Thiện đến giờ anh toàn... kiểu. Anh em biết tại sao 12 tuần đêm anh Thiện phải đi? 12 tuần đêm là dân bắt đầu các dân tổ bắt đầu lên đào tạo. Nghĩ sao anh có sẵn đào ra? Đấy. Đó em. Ôi, Sơn đang điền thêm vào rõ cái mỗi relationship giữa mấy nhân vật này là gì nhá, để Sơn không quên nhá. Sơn cứ thoải mái đi. Ok, mình thành hàng xóm luôn rồi. Ok, thôi được hàng xóm cho nó dễ. Phải không? Dễ quan tâm nhá. Thì tưởng đã ở cùng một cũ, tức là kiểu bởi vì đang cảm giác như kiểu là cái hình mẫu của mẹ của anh của Bính ấy. Ai biết hàng xóm vậy xưa. Ok. Hàng xóm là Sơn biết. Nhưng mà tức là đang cảm giác là hình mẫu của mẹ của Bính đang là hình mẫu tương tự như vợ của Hưng. Đúng không? Thế nên là giống như kiểu vợ của Hưng giống như kiểu là sẽ như kiểu là hoặc là idolize kiểu ok cô ấy đã là biểu tượng của các nữ doanh nhân thành đạt. Như kiểu thế, hoặc là một dạng idol, hoặc là một dạng như kiểu là thầy trò kiểu đệ tử ấy, kiểu đấy. Đấy, kiểu em đã theo cô ấy từ những ngày đầu ấy, kiểu đấy. Oh my god, anh vừa nhận ra nhân vật có đường có hình tượng của mẹ Bính. Tất cả đều là mẹ Bính. Không để thoát được cái bóng này. Nó hay mà nó một cái có thể gọi là ám ảnh tâm lý đất mà mình sống cùng mẹ, à, cùng mẹ đúng không? Tao đi ra ngoài tao quan sát được sự kiểm soát của mẹ tao không? Yes, mommy. Vậy thì có gì sợ cái đấy? Tại vì đang nói với Dương Hoài An á. Nếu mà là mẹ, là mẹ của Bính thì chắc nên viết ra thêm một cô nhỏ là mẹ Bính xong rồi nói với vợ. Tôi sẽ đặt tên vợ tôi sao được chưa? Xin lỗi. Không sao, để vợ ơi mắc gì vội. Mình thì gọi vợ ơi. Lạc với của Khánh là em là go hay là vampire luôn? Ok, sorry anh sẽ nói sau, mọi người nói luôn. Lạc là người nhá. Khánh đơ luôn rồi. Chị Khánh cam đâu luôn rồi á. Sao Lạc ở cùng gang với lại Dương Hoài Em mà đúng không? Dương Công Vĩnh. Dương Công Vĩnh. Bây giờ thì là tên gì Hưng đặt tiếng Việt đi. Em sẽ là Dương Bạch Đường theo một tiếng sau nào đấy. Không thì mẹ anh Bính tên là gì nhỉ? Sẽ họ khác. Mẹ anh Bính tên là gì kia? Mẹ anh Bính. Họ Dương là họ bố. Mẹ sẽ họ khác. Mẹ là cô, mẹ là kiểu như kiểu. Em nghĩ là cứ để Bạch Đường thôi bởi vì nó là nghệ danh mà. Trời ơi. Nguyễn gì đó. Nó là nghệ danh mà. Easy. Nguyễn Cẩm Hà rồi sao? Ok, anh gọi lấy ở đây á. Mẹ đặt tên lúc nào cũng gì em đặt tên lúc nào thấy khó lắm, em không biết đặt tên. Không, nhân vật quan trọng hơn thì anh sẽ nghĩ lâu. Đúng rồi. Ví dụ như Bạch Đường là gì? Là con đường màu trắng thì gì? Thì chả có mẹ gì cả. Con đường này là con đường phê. Màu trắng là tràn ngập ánh sáng em. Không, tức là kiểu khi anh đi vào một con đường, anh thấy một cái đường tiến thẳng phía trước nhưng xung quanh toàn màu trắng. Tức kiểu nó biết nó phải tiến lên phía trước nhưng mà tiến lên làm gì nó không thấy. Thế em nghĩ bừa bởi vì em cứ chọn bừa một từ thôi. Đấy, biết rồi, không sao đâu. Khú mất luôn rồi à? Tên nhân vật của anh thời bây giờ chúng ta đã cái stream đã hỏng rồi. Đây bao cái rồi. Mạng bay bay tứ tung rồi, bay vui luôn. Đang nói chuyện rất vui. Đến đâu rồi? Không, tại cứ mỗi lúc mà anh định bật cái share screen lên để lấy chỗ của Gú nó hiện lên thì Gú lại bật camera lên 5 lần như thế trong hôm nay. chưa không sao. Có cái điện thoại lúc đấy là Lạc thì mình để là người được không? Ok. Và như... em định là người đấy, người yêu là người. Nhờ biết được tương lai thay đổi, hiện tại để cười đi. Với lại người yêu tương lai cũng là người. Thành vô vì sao? Anh Thiện Lạc là Trung Gang với anh Thiện đúng không? Nhân vật Bính. Lạc là gì? Lạc là ai? Trung Gang. Người yêu của anh ấy xương máu. So brother. My bro. Bro của ông đây. My bro vẽ đường xanh chỉ có Bính này nào. Cái câu chuyện đấy bắt đầu là kiểu thế là tất cả mọi nhân vật sẽ đều là tụ về Bính hết. Cái gì? Mọi mấy tên. Kiểu anh em xã hội. Kiểu anh xã hội. Ai cũng quên. Đi đâu cũng nhà.
Đi đâu thấy mẹ. Thì đâu không thoát được cái hình bóng này. Đi đâu cũng thấy mẹ mình. Ta mà. Ôi trời. Ok. Giải cứu. Ok. Interesting. Trên oh, chắc không. Vậy đi. Vậy được rồi. Vậy là bọn mình xong cái relationship map của mình rồi. Yep. Thế là 1 giờ sáng rồi. Cái gì là kiểu không quen biết ai, tại vì kiểu thì từ đầu đã khá là sống một mình ý. Không sao. Thể hiện được trait của nhân vật mình đúng không? Rồi từ xem có gì nó thay đổi thì nó thay đổi. Ok. Xin nhận ra là Xuân bỏ thiếu một lần một thứ. Nhưng mà Xuân không biết là mọi người còn có muốn nghe vào giờ này hay không, hay nghỉ được rồi. Tức là về no, DICE thôi. Nó đi. Ok. Nó đúng không? Để nước này là ngồi chung với nhau thì còn một thứ nữa. Đúng không? Đúng rồi, một còn thứ. Một, okay. Một thứ thì nốt. Hai thứ thì không nốt. Thề luôn một thứ. Rồi. Ok, mọi người có thể mở cái file mà Xuân gửi cho mọi người. Nhưng mà giờ nhìn Xuân cũng được, không cần. Cái V5 cheat sheet ấy. Xuân sẽ hướng dẫn mọi người cơ bản về luật với lại rule. Thì tám phần mình cũng không có thể Sương sẽ quên rule và mọi người có thể đồng thời check cái đó để giúp Sương trong lúc mà mình quên chẳng hạn. Đâu rồi, đây quick reference cheat sheet của nó. Sương sẽ zoom ra. Những cái này có cái mục lục ngay phía đầu đúng không? Đang nhìn màn hình của Sương à? Stream của Sương đúng rồi. Thì từ cái mục số 5 đầu xuống á, là cái này mọi người đọc riêng thôi. Ví dụ như là mọi người có cần character tạo nhân vật đúng không, mà muốn xem discipline hay là advantage and law thì mọi người có thể xem vào đây. Tạm thời giờ mình không nhắc về nó nhé. Character creation cũng vậy. Bây giờ mình đi qua mấy cái khó là cái hunger thirst, là cái cơ chế chơi của game mình á. Ok, xin sẽ mở cái đấy. Thì hunger and blood nè. Mình có hai cái thanh. Thứ nhất đầu tiên là về dice của mình đi. Thì cắt cái die pool của mình á, cái bể xúc xắc của mình được kết hợp là từ hai cái stat nào đó, hoặc là attribute với lại skill, hoặc là skill với skill luôn, hoặc là attribute luôn. Nhưng mà mỗi khi mọi người muốn thực hiện một hành động nào đấy, mọi người thông báo cho Sương hành động mọi người muốn thực hiện đúng không? Và Sương sẽ thông báo cho mọi người cái die pool của mọi người bao gồm hai cái dice nào. Đây, ví dụ như mọi người đã chơi qua rồi thì cũng đến được đúng không? Nhưng mà ví dụ như muốn quyến rũ ai đấy, Sương lấy bộ charisma với lại performance đi. Thì mọi người gồm dice sẽ là bao gồm 4 dice charisma cộng với 3 dice của performance à. Sau đấy, mọi người sẽ roll dice so với một cái gọi là difficulty, tức là độ khó của hành động đó. Và Sương sẽ là người xét cái độ khó của hành động đấy. Ví dụ độ khó của hành động là 5 thì mọi người phải đạt được 5 success độ lên thì mới được gọi là thành công cho hành động đúng không? Nó rất là như vậy. Và cái success của mình càng cao thì là mình thành công càng nhiều. Như vậy không? Thì mình sẽ đến cái thứ hai của nó được gọi là hunger die. Khi mà mọi người tạo nhân vật thì nhân vật default lúc nào cũng sẽ có một hunger. Sao? Bye. Nói rồi. Nói rồi. Thì hunger. Hunger. Cái đó rồi. Đây Sương đang nói này. Ơi, cứ được không? Bật lại cam. Bật lại stream nữa. Oh my god. Chị vừa đói quá. Xong rồi bay luôn. Đấy Sương nói đến đâu ấy nhỉ? Hunger. Một hunger. Ok, thì để hủy được một hunger đấy, cách duy nhất là mình uống cạn máu một người đúng không? Tức là phải giết chết họ. Tiểu lượng mình mất hoàn toàn cơ nói của mình trong một thời gian nào đó. Thì cái hunger này ảnh hưởng vào dice của mình như thế nào? Sương sẽ biểu diễn. Bây giờ mình Sương sẽ chọn đại hai stat nhá. Dexterity submit đúng không? Submit thế thì run 20 đây. Intimidation and Dexterity mình có 2 dice đúng không? Thì có 1 dice sẽ là màu đỏ. Đây này gọi là hunger dice. Hunger mình là 1 thì sẽ có 1 dice đó. Hunger mình là 2 thì sẽ có 2 dice đó. Và sẽ có thời điểm mà mình kẻ một cái bể dice của mình chỉ lại là hunger dice thôi. Thì cái nguy hiểm của hunger dice là gì? Khi mà mọi người cái biểu tượng này có nghĩa là mọi người thành công khi roll dice, tức là mọi người thực hiện được hành động đúng không? Dễ dụ mình có 5 dice, mình roll mình cần 1 success để thành công hành động đấy thôi. Mình roll được 1 success mình thành công. Nhưng nếu như mình thất bại hết và cái hunger die của mình là số 1, ở đây biểu tượng sẽ là cái đầu lâu, cái hunger die này nè, có biểu tượng đầu lâu là số 1, tức nghĩa là mọi người đã bị dính beast failure, mọi người thất bại và cái thất bại này đé vào con beast của mọi người và con beast của mọi người nắm lấy quyền kiểm soát, nói và mọi người sẽ phải roleplay cạnh này. Thì mọi người có thể chọn roleplay là tưởng tượng con beast nó giống như cái phản ứng bỏ chạy hay là tấn công vậy, hoặc là cái gì đấy là mọi người rất là sợ hãi, là mọi người phải bỏ chạy, mọi người phải lao ra khỏi cửa ngay lập tức, đẩy bất cứ ai đang kẹt ở cửa để mình lao ra khỏi đấy bỏ trốn, hoặc là thằng nào đấy xỉ nhục mình giữa cái chỗ đó và mình nhục nhẽ đến độ lao vô mình cào chết nó, hay mình đang đói quá mà bất cứ thứ gì trước mặt mình với được mình sẽ xé xác ở đấy để uống máu. Thì đó là khi con beast take over mình. Và trong cái bảng này mọi người sẽ thấy được những cái option khi mà dính vào beast failure cho mọi người chọn á. Hunger có đây không? Đây. Thì tận thời Sương cũng chưa xác định được cái vị trí đâu rồi.
qua Advantage and Flaw rồi. Representable, go to action. Trời ơi, Sơn cũng đang... Hình như bên trên. Focussion, Terra Focussion. Hình như bên trên á, em vừa thấy nó. Phải, ở đâu? Đó, ở nữa. Cái này là... Qua Advantage and Flaw, lên nữa đi. Ồ, ok. Lên nữa đi. Discipline, Attribute and Skill, Plan on both line hơn rồi. Chỉ có mỗi trang đấy thôi. Fuck, để Sơn kiếm lại xong. Nhưng nói chung là nó sẽ có các loại Beastie Failure cho mọi người diễn á. Và hoặc là sợ hãi nè, hoặc là tức giận nè, hoặc là bị hoang tưởng, và cái cuối cùng là compulsion là cái loại vestibular riêng cho từng tộc. Mỗi tộc sẽ có một compulsion, ví dụ như tộc Toreador sẽ là đứng hình và phải nhìn vào một vật xinh đẹp nào đấy cho đến khi bị cái gì đó rời sự chú ý của mình, đúng không? Và thậm chí người đấy có thể đứng hình cho đến khi mặt trời sáng luôn rồi. Đấy là cái compulsion của clan. Đấy gọi là vestibular. Thế còn khi mọi giả dụ mọi người có 5 dice đi, success là một, mọi người roll success được 4 success, trong đấy có một success là ở Hunger Die, nhưng mà success này có dấu sao, tức nghĩa là mọi người roll được 10 ở cái Hunger Die. Đây sẽ được gọi là thành công, critical success, nhưng mà nó không tốt như cái critical kia của mọi người bên D&D. Mọi người thành công để được điều mọi người muốn, nhưng mà thành công nhờ sự giúp đỡ của con Beast, tức nghĩa là con Beast sẽ take over mọi người và giúp mọi người làm nhiều hơn, làm quá tốt hơn so với mọi người mong muốn. Giả dụ mọi người muốn mở cái cửa thôi nhá, thì vừa tự sẽ không ai mở cửa roll die hết, nhưng mà muốn mở cái cửa đấy thì roll thành công là được rồi, nhưng mà ra critical success đúng không, mọi người sẽ giật cái cửa đấy, ném nó quăng ra một góc, cái cửa phải nát luôn, búng hết ra luôn. Đấy là con Beast nó help mình thành công cho cái đó. Hoặc mình chỉ muốn đỡ ai đấy bất tỉnh thôi, đúng không, gõ cổ ai bất tỉnh thôi, mình phắc một cái đầu người ta văng ra luôn, chết người. Okay. Đúng rồi, bởi vì thế khi mà hunger càng nhiều thì cái bệ này của mình nó sẽ càng nhiều hunger dice, đúng không? Và mình sẽ càng dễ rơi vào những cái con Beast nó càng dễ ảnh hưởng đến mình hơn. Cả ảnh hưởng mà theo hướng tích cực và cả ảnh hưởng theo hướng tiêu cực hơn. Hưởng tiêu cực không đâu đây. Em chưa thấy cái nào tích cực. Hay nữa, cả giáo kiểu có con Beast. Oh, hay mà. Nó bản năng hơn, ok. Yeah. Khi mà mọi người critical chắc là tốt hơn nhé. Yes. Ờ, đúng rồi, nếu khi mình thắng rồi có nhất định đến một cái thắng tốt hay không rồi. Ở cái hunger 4, trên 4 hunger, tức là bắt đầu bước vào hunger thứ 5 á, thì mọi người sẽ phải roll frenzy, tức là frenzy là trạng thái mình mất hoàn toàn kiểm soát và rơi vào cái kiểm soát của con Beast á, thì nó cũng gồm có hunger frenzy, frenzy bỏ chạy, frenzy rỗi. Thì mọi người có thể check thêm cái bảng ở phía dưới để ở trang 13 để hiểu thêm về các loại frenzy này, đúng không? Trạng thái topple, có 3 cách để nhân vật của mình rơi vào trạng thái topple. Topple là trạng thái ngủ đông của Macaron mình á. Thứ nhất là vào ban ngày khi mọi người tỉnh, mọi người phải thức tỉnh vào ban ngày á. For the night and falling rest with, attempt to ride for night and falling the round check while at hunger 5. Tối mọi người thức dậy, mọi người sẽ phải thực hiện một cái round check. Round check là khuấy động xem mình có bị đói hơn không á, khuấy động máu á. Nếu mà mọi người đã hunger 5 rồi và mọi người khuấy thất bại nữa là thành hunger 6, đúng không? Là mọi người tự động rơi vào trạng thái ngủ đông. Với Macaron càng trẻ thì ngủ đông sẽ tỉnh lại dễ hơn á, có thể là một tuần, hai tuần, vài ngày là mọi người tỉnh rồi. Nhưng mà Macaron càng già, trạng thái ngủ đông của họ có thể là hàng thế kỷ, hàng thập niên thế kỷ, right? Complete feel, khi mà rơi vào trạng thái ngủ đông thì mọi người sẽ không thực hiện được cái gì hết, giống như cái xác hay nằm trong cái phim, mấy cái hòm ở phim Macaron ấy, và mọi người không thể phản kháng lại được cái gì, người ta có thể giết mọi người rất là dễ dàng. Tuy nhiên cái việc là khi ngủ đông mình có nhận thức xung quanh được hay không thì vẫn còn là một chuyện đang được debate, có thể trong game mình nhận thức được, có khi không, right? Cách thứ hai mình bị rơi vào topple là khi mà toàn bộ thanh máu của mình được full with activated damage. Thì Macaron có một cái thanh gọi là thanh máu, mọi người thấy ở đây đúng không? Cái heo này của mọi người thì đây gọi là superficial damage, tức là vết thương ngoài da thôi. Nhưng mà khi nó đánh thành cái ít này, có nghĩa là nó sẽ thành đen như vậy nè, là nó thành activate damage, là vết thương này hồi lại rất là khó, nó giống như là bắt đầu cháy vào da thịt của Macaron luôn rồi. Thì một khi toàn bộ thân này của mọi người bị lấp đầy, mọi người sẽ rơi vào trạng thái topple chắc chắn. Topple là gì? Trạng thái gì? Ngủ đông. Ok. Giống như bất tỉnh của mình nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà cả đồng ngủ đông trong cái hồn thôi. Watery increase at hunger. Vậy đam như thế nào là đam ngoài da, đam nào là đam kiểu như này? Thì với xét thương đúng không? Nếu mà là người bình thường mà chịu xét thương bất cứ kiểu nào ấy thì sẽ, ví dụ như nó súng bắn hay dao bắn vào con người bình thường đúng không? Thì sẽ tính là aggravated damage, xét thương chí mạng. Xét thương gọi là xét thương chí mạng đi ha. Rồi. Còn kia là xét
thương da thịt. Nhưng mà với vampire, súng bắn và dao thì chỉ gây ra sát thương da thịt thôi. Những thứ mà gây ra sát thương chí mạng bao gồm có móng của người sói, răng của ma cà rồng, một số loại độc của tộc Bahunaquim, ánh sáng mặt trời và lửa. Ok. Đây là những thứ mà gây ra sát thương chí mạng, và sát thương chí mạng chắc chắn sẽ hồi lâu hơn. Còn sát thương ngoài ra, ma cà rồng có thể hồi trong trận luôn, ngay trong scene cũng được. Tất nhiên nó tốn rau check. Phun khi mà mình trong trận mà mình bị phun hết thân sát thương ngoài da rồi ấy, thì nó sẽ bắt đầu bị chuyển thành sát thương chí mạng. Ví dụ như là nguyên một cái set này của mọi người là sát thương ngoài da rồi đúng không? Rồi. Thì cái sát thương ngoài da tiếp theo nó sẽ được tính là sát thương chí mạng của mình rồi. Ok. Và khi mà mọi người phun hết sát thương này, tất cả các box này của mình đều thành đen á, mình sẽ rơi vào top 4. Ok. Rounds of the blood, đây là khi mọi người khởi động máu đúng không? Thì trong này sẽ có một cái gọi là blood potency ấy, tức là khả năng sử dụng máu của mọi người tốt đến như thế nào, hiệu quả bao nhiêu. Với mình là người mới, tất cả mình sẽ là blood potency là 1. Thì tất cả mọi thứ, sức mạnh của vampire đều quay quanh máu hết. Mình dùng phép thuật thì cũng đều là thúc đẩy máu trong người mình để biến nó thành ma thuật đó. Thì ở đây có một số phương pháp mình có thể rouse máu để tăng thêm được cái số đai trong bể đai của mình á. Và blood potency mình càng cao thì cái số lượng đai mình tăng được càng nhiều. Nhưng mà mình là người mới, thế nên blood potency của mình sẽ chỉ được tăng thêm một đai vào trong cái bể đai của mình thôi. Mình có thể round check thành công thì dù thành công hay thất bại mọi người được cộng thêm một đai, nhưng mà round check nếu thất bại thì mọi người sẽ bị thêm một hunger. Một số thứ mọi người có thể dùng được với máu là để rẽ như là người sống, gọi là blood of life, tức là da thịt của mọi người có thể hồng hào và có nhịp thở chẳng hạn, tim bắt đầu đập rẽ chẳng hạn, để mọi người rẽ làm người á. Cái đấy sẽ test dùng round check của mình. Boss shot để dùng các loại phép thuật nè, để thức dậy vào buổi sáng nè, mỗi đêm nè sẽ phải round check một lần nè, hoặc là để hồi phục vết thương cũng sẽ dùng round check. Frenzy với frenzy mình biết nãy giờ mình biết trạng thái frenzy của mình là đúng không? Frenzy là trạng thái khi mình bị rơi vào combis nắm tại bộ kiểm soát của nhân vật mình á. Thì ở đây có ghi rõ là có fury frenzy nè, hunger frenzy và terror frenzy. Mọi người có thể đọc kỹ hơn ở đây để biết. Thì cách để chống lại frenzy gọi là resist frenzy á, sẽ bao gồm willpower và humanity của mọi người cộng lại xong rồi chia ba. Cái này roll 20 nó tính cho mình rồi, mình không phải tính. Nhưng mà điều này, cái này có nghĩa là gì trong game? Willpower là ý chí của mọi người trong game để mọi người dùng roll lại hành động á. Ví dụ như mọi người muốn ngăn cản ai đó làm cái gì đấy đi, tức là nhưng mà mọi người roll thất bại rồi, mọi người có thể dùng một willpower hay viên xúc sắc, không phải là xúc hunger die nữa, để cố gắng thực hiện thành công cái hành động đấy. Nhưng mà mọi người sẽ tốn hiểm ý chí đó, và người nào mà ý chí đã càng yếu trong ngày rồi đúng không, nhân đức của bạn càng yếu nữa, tức là quyền nhân tính của bạn càng yếu thì con beast nó càng chiếm được nhiều kiểm soát trong bạn đúng không, thì người đấy càng khó để có thể chống lại được con quái vật khi mà nó muốn trồi lên bề mặt như vậy. Ngoài ra bạn có thể chọn riding the wave, tức là bạn không muốn kháng frenzy, bạn muốn để con beast chiếm lấy bạn thì sao. Giống như giây phút mà Đình chơi Juan ở trong cái one shot ấy, là Đình kiểu tôi không muốn kháng, tôi muốn ride away luôn, tôi muốn ấy luôn, thì bạn có thể chọn không cần roll die để resist frenzy, để chống lại frenzy. Đấy là toàn bộ cái mechanic của game này, nói những cái mechanic chính mà mọi người sẽ dùng để chơi trong game thôi. Thì có gì mọi người muốn hỏi không? Mình nghĩ là Sương sẽ cần nhắc lại khá nhiều, và khi mà mọi người đến cái đoạn nào mà có thể Sương nghĩ là mọi người có thể lăn die thì nên là nhắc mọi người có thể dùng willpower thế này, hoặc là có thể rouse như thế này. Đúng rồi. Thì có một số thứ đầu session em sợ em sẽ quên á, bao gồm là mending, tức là mọi người hồi vết thương như thế nào á. Mending là một nè, hai là hồi willpower như thế nào, hai cái đó em không có hay nhớ ấy, nên nhiều khi sẽ phải yêu cầu mọi người muốn hồi máu thì phải mở sách ra của mấy em để đọc lại những cái chỗ đó xem là mending ra sao. Ở cuối bảng này nó sẽ có một cái chỗ ghi là mending nè. Hồi superficial damage với lại average damage đúng không? Cái này thì anh nghĩ là ngoài session mình sẽ cùng đọc với nhau, có thể anh dịch cùng Sương để thành nhớ luôn thôi. Hunting ground, đây mọi người muốn đi săn thì nó cũng sẽ có cái độ khó của các nơi mà mọi người đi săn nè. Ôi chết rồi. Thế thì em sẽ đói đến chết ạ. Em săn ở đâu? Em là Ventru, em săn bằng fan của em. Đúng rồi. Em có thể mua bot back. Ventru không thèm. Thế thì cứ dùng fan thôi, có vấn đề gì đâu. Sao mà đói được? Không thì anh trời. Thôi được rồi, hỡi người quản lý của mình. Đây có thể là một câu hỏi hay. Có khi em phải bắt một người fan của mình. Tưởng là trước đã tính là mà gặp riêng mấy fan rồi, party các thứ rồi mà. Đấy. Nhưng mà bởi vì khi em đã chuẩn xong, tức là em đã lánh được như vừa nãy setting á, là em đang đánh được khỏi giới giải trí được 1-2 tháng rồi, thì mà fan meeting kiểu gì ta. Em màu đóng hộp chích lấy, mèo chiêu lấy mày. Lấy mà có thể lấy sẵn sàng là bảo mẫu. Không bao qua đâu á. Tình thường lấy ra cả bính kê. Có em máy mày đến đây đi. Hả? Mày à?
gọi cái gì gọi em là choảng đấy. Ừ. biết đâu em của thiện rất là trong fan club của đường, ai biết chắc chắn mà. Nhưng biết là kể cả đó trong fan club không. Ủa, ai biết được em trời, mà khổ quá. Đấy lúc đấy gọi nhầm. Đấy là line của anh hay là sao? Tức là anh không muốn điều đấy xảy ra. Không, đấy là nhân vật không muốn điều đấy xảy ra. À, ok, cái nhân vật của mình không muốn thế. nhân vật Bính là một thằng rất là cộc cằn, hay nổi giận, xong rồi một đứa vampire đến mày cho em gái tao hút mà đi. Chắc chắn không đúng không, hai người phải cãi nhau rồi. Cái gì vậy? Đồ con này nó nghĩ cái gì vậy? Ngoài ra thì nhớ rồi, experience, kinh nghiệm của mọi người. Sương sẽ để mỗi session kinh nghiệm của mọi người là được cộng 3 điểm kinh nghiệm. Và session nào đặc biệt mọi người đạt được một cái thành tựu hoặc một cái mục tiêu nào lớn đó và Sương cảm thấy đáng để reward á, Sương có thể cho mọi người nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Thì điểm kinh nghiệm này mọi người có thể mở ngay đầu của cái trang này đây nè, và mọi người quyết đổi điểm kinh nghiệm đó ra thành cái gì đó hợp lý cho với mọi người, chẳng hạn như một kỹ năng mới, thêm một vài dot ở attribute hay skill gì đó, hay là advantage. Này, mọi người tự thực hiện cái này, Sương sẽ không có keep track được. New level là như nào ạ? Cái này có thể đổi lấy cái khác mà không lên level ấy hả? New level này là ví dụ attribute của mình ở đây là 3 rồi đúng không? Attribute của mình ví dụ ở đây là 3, bây giờ mình muốn lên 4, tức là level mới của mình là 4 thì lấy 4 nhân cho 5, tức là 20 rồi. Experience mới lên được một attribute. Eo ơi, mà chỉ mỗi lần xong thì cho em tận 3 experience point lận á. Không biết là nó vui hay buồn. 3 thì bao giờ đến được 20 em? 3, 4, 12 á, trời. Attribute nó là một cái die rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà nó phát hiện nhiều á, đâm ra nó mới bị khó lên như vậy. Còn vì skill mấy cái này thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Advantage rẻ đúng không? Advantage em nâng nhiều nhất luôn, đủ quá. Cái nào là Advantage? Em có cái contact ở trong Advantage, em nâng đến lúc này em gọi được cho bố em thôi. Advantage trong này mọi người có thể kéo đọc nè. Advantage và floor, thì có thể mọi người mua căn nhà bự hơn, là Advantage vào cái gì á, kinh tế của mọi người, resort. Những thứ như vậy có thể nó hợp lý với mọi người, là nhân vật của tôi vừa mới thành công chiếm được như một cái domain bự hơn đúng không? Tôi bỏ thêm vài điểm advantage là tôi có cái domain siêu bự, có lính khác, cắt camera các kiểu. Có nghĩa là khi mình tăng cái này cũng nên nghĩ một tí về cái nhân vật mình như thế nào trong thời gian vừa rồi. Thế thì từ em hỏi một câu hơi ngoài lề, nhưng mà chúng ta ở đâu, ở nhà nào, ở với ai? Thường tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ ở nhà riêng. Nếu mà có một người muốn ở chung một cái haven ở đấy, tức là ai không có nhà thì cũng có thể chọn lựa chọn đó. Còn thường mọi người có thể ngồi riêng được với nhau, nhưng mà domain của mình á, tức là lãnh thổ mà mình có thể đi săn ở đó mà không bị chăn dần với ai, thì nó sẽ là trường đại học mà đường đang học. Trường đó là gì thì được. Hey, thôi không sao, được rồi, đại học nhiều fan. Yes, đó tiếng gì hunting ground cho trường. Cái gì từ từ. Thế thì cái nhà mà mình ở, mình có bắt buộc phải có cái advantage này không chị, hay là dựa vào background mình có vẫn được? Đúng rồi, cái nhà ở của mình sẽ có advantage riêng, tức là cái advantage mà mình đã điền là thuộc vào nhà của mình á, trừ khi mọi người muốn đẩy cái advantage đó sang cho cái domain của mình, thì ở coterie type của mọi người sẽ có cái domain của mọi người có thông tin điểm số hết rồi ấy. Coterie type của mình là cái gì nhỉ? Sibirius đúng không? Sibirius thì mọi người sẽ có một cái domain với Chase là 1 nè, Protilon là 3. Cộng thêm vào cái tờ của mình hay là cái này là riêng luôn? Cái này là riêng, là cả nhóm của mình được cái này á. Nhưng mà mọi người có thể chi cái mà mình đã có ở trong cái domain của hay là heaven của mình á, vào trong cái này để gọi là góp cho nhà mình á. Cái hay bên kia là cái nhà mình ấy đúng không chị? Đúng rồi. Ví dụ như là nhà mình có một tí kinh tế đúng không? Nhưng mà mình muốn đầu tư hết vào cái trường học này, mình ở ghé cái trường này luôn. Mình tống hết toàn bộ điểm domain của mình, điểm heaven của mình vào trong cái domain này. Ok. Heaven 2 là thường sẽ được một căn nhà bình thường đúng không? Nhà kiểu nhà gạch bình thường đúng không? Ai bỏ nhiều thì người đấy có tiếng nói nhiều về cái đất đấy thôi. Heaven chung. Bây giờ tôi nâng nhà lên 4 tầng không? Tầng các cậu đến ở nhà tôi thì ví dụ như Búp lên ở nhà em là Búp phải nấu cơm chẳng hạn. Anh phải sống với vợ anh chứ quan gì. Thế còn anh Thiện không bao giờ, thanh niên Bính này không bao giờ đến cái trường để sống cả. Không thì đúng cả. Em định có một cái nhà ấy, bởi vì đúng cho background thì em sẽ phải có một căn chung cư. Thì em có thể tự zone vào cũng được. Không dụ được anh. Không, nếu mà muốn background có căn chung cư ấy, đầu tư nhiều điểm advantage vào đấy, em lôi các cái khác ra. Đáng rồi anh, trời ơi, nhưng mà em mất 4 điểm vào stunning rồi. Cũng muốn luôn á. Sợ stunning. 4 điểm và advantage. 4 điểm và stunning xong rồi bao nhiêu vào contact? Ai sao anh nhớ không nhầm thì đường cho nhiều vào contact lắm. Mọi người làm cái này lúc tôi cho đúng không? Mọi người làm cái này nhiều năm về trước.
rất sâu luôn á. Lâu lắm rồi. Chắc từ năm ngoái. Vũ có thể từ năm sau ngày xưa. Em có kinh nghiệm. Đúng rồi. Có thể. Khánh nếu mà cần thì đấy, Khánh có thể ngồi với Sương một buổi để làm hết về mấy cái chỉ số các thứ. Tại vì cái start này thực ra cái concept nhân vật mới lâu, chứ còn cái start ở trong này thì bước phải khá là nhanh. Có concept rồi thì start sẽ rất nhanh. Ừ, start sẽ khá là nhanh theo. Vậy là hết rồi đấy. Của mình rất là tất cả những gì mình cần. Wow. Nốt nha chị Sương nhá. Nhưng mà Sương chị có ngủ không? Thật ra bọn mình còn phải làm deadline tiếp mà chị, mình chưa được đi ngủ đâu. Quên. Bất ngờ chưa? Chị đã quên. Cho em tận được đến mấy giờ? Em thoải mái, sáng mai được nghỉ. Ok, chị cũng thoải mái. Mà cho chị nghỉ một mấy phút. Ok, thế thì em sẽ hỏi nốt vậy không? Em sẽ hỏi nốt để em thả chị đi. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta có 7 advantage sẽ tương ứng với 4 hay 3 floor nhỉ? Hình như là 3 điểm floor, 7 điểm advantage. Bây giờ ví dụ em muốn nâng 8 điểm advantage và tăng cái số floor em phải nhận đây được không? Luôn từ bây giờ hay là phải đợi về sau? Tôi nghĩ là nên đợi về sau, tại vì tôi không muốn chưa chưa có đọc sách để kiếm ở chỗ đó. Tôi nghĩ là nhà có chỗ để mua, nhưng mà tôi cũng chưa kiếm được đấy, nó nằm ở chỗ nào. Okay. Anh có thể ngồi một hôm với Sương qua mấy trăm sang sách này thực ra cố tìm chỗ cần thiết nhất thôi. Người khổ tiếng khổ quá mọi người ơi. Không phải toàn bộ các tờ sheet ấy. Ừ. Thật ra mình cũng không hoàn toàn là phải chơi đúng hết được mà. Đúng rồi. Em biết thế, nhưng mà nó sẽ xây dựng cái nhân vật nó ok hơn này. Bây giờ em đang có 4 điểm standing này, 1 điểm luxury này, 1 điểm fame, 1 điểm contact là bay con mẹ 7 điểm. Nó chỉ giữa background luôn á. Hơn sao đi. Không sao. Ok. Thì mình cũng là cái hội chơi nhập vai thì phải nerd đọc nhiều đúng rồi. Đúng rồi. Đọc chung sẽ rất vui hơn. It's in the job description. Trong công việc thì được làm. Quên cái gì support nhau. Rồi, vậy chúng ta kết thúc buổi hôm nay nhé. Vâng. Thank you mọi người. Tạm biệt nhau. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rồi. Rồi, hẹn sẽ dừng cái stream. Cảm ơn Sơn nhiều. Cảm ơn mọi người đã xuất hiện hôm nay, tham gia. Cảm ơn chị Sương. Nhưng mà Sơn hiện đúng thời gian hơn một chút nhé.